chương 166, sát thủ độc hành. Không giống với sự tưởng tượng của đạo ẩn thất tinh, thực ra tiêu phàm không hề kiêu căng. Chiếc Mercedes Ben chưa dừng hẳn trước cửa văn phòng, cơ khinh xa ngồi ở phía sau đã nhìn thấy tiêu phàm đứng lặng ở cửa. Đích thân đứng chờ đón bọn họ. Đoạn thất tinh hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói ra. Vị này chính là tiêu nhất thiếu. Cơ khinh xa mỉm cười vuốt cằm cô cũng không hỏi đoạn thất tinh dựa vào đâu mà có thể vừa liếc mắt một cái đã nhận ra tiêu phàm. Tuy rằng trước đây đoạn thất tinh chưa từng gặp qua tiêu phàm, nhưng chắc chắn là đã nghe con của ông ta đò ạn khổng tước miêu tả qua hình dáng của tiêu phàm. Thiên Nam Vương không phải chỉ biết dùng vũ lực, mà thuật nhận thức tướng mạo người cũng rất độc đáo. Dù thế nào thì con nhà võ chân chính cũng không thể có được vị trí như đoạn thất tinh ngày hôm nay. Thật khí chất, đoạn thất tinh thấp giọng nói ra lời từ đáy lòng trang phục của tiêu phám khá tinh tế, nhưng nhìn vẻ ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ được xem như là con cháu nhà quý tộc bình thường. Nhưng nhìn dáng đứng kia, yên tĩnh như chỉ thủy, tươi đẹp như cỏ cây, không chút nào quá xa vời, khiến người khác tuyệt đối không dám coi thường. Đoạn thất tinh đã gặp qua vô số người, ông ta biết rõ chỉ có người chân chính cực điểm mới có thể toát ra khí thái, không tranh giành một cách tự nhiên như thế này. Vì trên đời này, thứ khiến anh ta có thể thực sự tranh giành rất ít, Mục tiêu mà người bình thường cả đời phấn đấu, trong mắt Tiêu Phàm thực sự chẳng là gì cả. Audio điện tử Võ Tấn bền. Lại nói tiếp, Đoạn Thất Tinh và Tiêu Phàm cũng không có giao tình, vì đoạn khổng tước mà hai bên ở vào vị trí đối địch mơ hồ. Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại đến việc Đoạn Thất Tinh đứng trên lập trường khách quan đánh giá về Tiêu Phàm. Nếu muốn trở thành cao thủ chân chính, có thể đánh giá một cách khách quan những người bên cạnh mình. Dù là bạn bè hay kẻ địch đều có thể khách quan mà đánh giá họ, đây là điều kiện tiên quyết. Còn những kẻ mạnh mà chỉ vì mấy lời nói không lọt tai, dẫn đến động chân động tay, liều mạng, kỳ thực chỉ là đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Quả thực rất có khí chất. Cơ Khinh Sa mỉm cười đồng ý. Chiếc Mercedes men vững vàng dừng ở trước mặt Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa, Đoạn Thất Tinh lần lượt xuống xe. Tiêu Phàm mỉm cười chậm rãi tiến lên. Tiêu Nhất thiếu Cơ khinh xa lộ ra nụ cười kiều diễm. Cơ tổng, đoạn tiên sinh. Tiêu phàm mỉm cười đáp lễ. Đoạn thất tinh tiến lên hai bước, không người nói. Tiêu nhất thiếu, xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đoạn tiên sinh quá khen rồi, tôi không dám nhận. Đoạn tiên sinh, xin chào. Tiêu phàm chủ động đưa tay về phía đoạn thất tinh. Hai người thoáng nắm tay. Đoạn đường phòng làm việc này thuộc khu phố xá sầm uất, thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào. Cơ khinh xa và đoạn thất tinh đều liếc mắt một cái là có thể nhìn ra họ ở cạnh chiếc xe Mercedes Benz chói mắt này lập tức có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tiêu nhất thiếu, không biết anh gọi chúng tôi đến đây là có điều gì mới lạ sao, tôi cảm thấy rất hứng thú. Khi tiêu phàm và đoạn thất tinh nắm tay, cơ khinh xa liền mỉm cười nói. Tiêu phàm bỗng nhiên thay đổi địa điểm hẹn, nhất định là có nguyên nhân và chắc chắn cũng không phải là chuyện bình thường nếu là chuyện bình thường không thế khiến cho tiêu phàm lỡ hẹn được tiêu phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ nhẹ giọng nói thời gian cũng không còn sớm cơ tổng đoàn tiên sinh chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được mời tiêu nhất thiếu đoạn thất tinh đáp hôm nay cơ khinh sa sắp xếp cho ông ta và tiêu phàm đàm phán nếu hai bên đã gặp nhau rồi thì những việc tiếp theo hãy để đoạn thất tinh và tiêu phàm tiến hành cơ khinh sa chỉ là người đi theo thôi Ba người đi về phía thang máy. Phạm Nhạc dừng xe và đi gửi xe. Sau khi vào thang máy Tiêu Phạm ấn tầng số 8. Trong thang máy chỉ có ba người họ. Tiêu Phạm nói. Mấy ngày nay đoạn khổng tước vẫn luôn ở khách sạn thời đại. Tôi vừa mới cho người đi khách sạn thời đại mời anh ta đến đây gặp ngài. Tuy nhiên trong gara ở khách sạn thời đại xảy ra chút chuyện. Ồ, có chuyện gì vậy? Có người muốn gợi yêu ta anh ta. Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như trước, giọng nói rất dịu dàng, dường như đang kể lại một việc nhà vậy. Lông mày đoạn thất tinh lập tức nhướng lên, kinh ngạc nói. Có người muốn gỡ yêu ta nó. Đúng thế, tổng cộng có 5 tên sát thủ giả dạng là công nhân xây dựng đứng chờ ở gara đánh lén khổng tước. Tuy nhiên sát thủ cũng không thành công, đoạn khổng tước cũng không bị thương. Tiêu phàm miêu tả đơn giản cảnh tượng giật gân ở gara khách sạn thời đại đoạn thất tinh và cơ khinh xa đều là người từng trải không cần miêu tả cẩn thận tiêu nhất thiếu ở thủ đô đoạn khổng tước không kết oán với kẻ nào cả ba người ra ngò ai thang máy đoạn thất tinh nói tiêu phàm dẫn hai người vào một văn phòng không gian không lớn lắm đây là văn phòng của một công ty thương mại bình thường dù cơ khinh xa và đoàn thất tinh rất sành sỏi tạm thời cũng không nghĩ ra văn phòng này có liên quan như nào với tiêu phàm tiêu phàm cười cười nói hai vị đây là văn phòng tôi mượn để dùng tạm phòng này có góc nhìn rất tốt tuy nhiên hai người cần chú ý một chút đừng kinh động đến y nói xong tiêu phàm nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra lòng hiếu kỳ của cơ khinh xa và đò ạn thất tinh đều bị câu dẫn dựa vào thân phận của hai người này thì có thể gợi dậy sự hiếu kỳ trong họ quả thật cũng không dễ dàng gì đương nhiên điều này cũng liên quan đến địa vị thân phận của tiêu phàm lần này tiêu phàm quả thật là có chút thần bí Cơ khinh xa và đoạn thất tinh đi đến trước cửa sổ. Cửa sổ đối diện với tòa nhà lớn, tòa nhà cao 5 tầng, tầng cao nhất là sân thượng, bầy mấy chậu hoa cỏ. Phía xa xa, ở lan can sân thượng, có một người mặc trang phục của người lao công gục ở đó không hề nhúc nhích. Cách cửa sổ họ đang đứng khoảng 30 đến 40 mét. Cơ khinh xa và đoạn thất tinh liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực sự thì trên tòa nhà này chẳng có gì đáng nhìn cả. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói ra. Người lao công này đã gục ở đó khoảng 10 phút rồi, trong tay y có một chiếc pa lăng quân dụng đã được cải tiến, có thể bắn ra tên nỏ chứa thuốc nổ có khả năng bùng nổ rất cao, trong vòng 100 mét độ chính xác bắn nhắm rất cao. Sắc mặt cơ khinh xa và đò ạn thất tinh lập tức trở lên cực kỳ nghiêm túc. Thân là kẻ giang hồ nổi danh một phương, hai người bọn họ biết rất rõ, chiếc pa lăng quân dụng có lực sát thương lớn đến mức nào. Hơn nữa lại là tên nỏ chứa hàm lượng chất nổ cao, trong vòng 100 mét có thể bắn chết một người là điều chắc chắn không phải nghi ngờ, cho dù là bắn trúng một cái ô tô cũng có thể khiến ô tô bùng nổ. Y muốn đánh lén ai? Đoạn thất tinh trầm giọng hỏi, giọng điệu có chút không bình tĩnh. Tiêu phàm lỡ hẹn, đặc biệt mời họ đến phòng làm việc này, cho họ xem sát thủ chuyên nghiệp trên nóc nhà, tuyệt đối không phải là suy nghĩ nông nổi. Kết hợp với lời tiêu phàm vừa nói ở gara khách sạn thời đại có người đánh lén đoạn khổng tước, đoạn thất tinh có thể biết được mục tiêu săn bắt của tên thích khách chuyên nghiệp kia là ai. Tiêu phàm lập tức xác nhận phòng đó ẩn của đoạn thất tinh, chậm rãi nói. Từ khách sạn đến trà trang thiên nam phải đi qua con đường lớn dưới tòa nhà kia. Giờ phút này, đoạn thất tinh không lo lắng cho con trai mình. Nếu tiêu phàm đã biết chuyện này mới mời ông ta và cơ khinh xa đến, xem náo nhiệt chắc chắn là đã có sắp xếp chu đáo rồi. Hai hàng lông mày tinh xảo xinh đẹp Việt trần hơi nhân lại, cười lạnh nói tiêu nhất thiếu, rốt cuộc ai là người có khẩu vị tốt như vậy, muốn nhét chúng ta vào chung một cái nồi thế này. Tơ khinh xa cũng hiểu được lời đoạn thất tinh vừa nói. Ở thủ đô dường như cũng chưa có tử thù với ai cả. Hiện tại thì chỉ có ân ó ân với tiêu phàm thôi. Nhưng nếu tiêu phàm muốn gỡ yêu ta hết đoạn khổng tước thì rõ ràng không cần phiền toai như vậy. Tân Lâm chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết xong vấn đề. Như vậy, cách giải thích duy nhất là có kẻ thứ ba muốn gợi yêu ta ít đoạn khổng tước, sau đó vụ oan cho tiêu phàm, khiến đỏ án thất tinh và tiêu phàm sống chết với nhau, đồng thời cũng kéo cơ khinh xa liên lụy vào. Dù sao lần này đến thủ đô đoạn khổng tước cũng từng hỏi thăm cơ khinh xa, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, cơ khinh xa tuyệt đối khó thể không đếm xỉa đến. Quả là mưu kế hay, một mũi tên trúng ba con chim. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết. Tiêu phàm nhẹ giọng nói ra, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng không chút nào tức giận cuộc tập kích ở gara khách sạn thời đại rõ ràng không phải là việc sắp đặt duy nhất trình độ của mấy tên thích khách không đủ chuyên nghiệp phỏng chừng họ cũng chỉ vâng mệnh làm việc mà thôi nên chắc cũng không nắm được nội tình bên trong nếu bọn họ có thể ra tay thành công thì là điều tốt nhất nếu hành động thất bại ít nhất cũng khiến chúng ta nghĩ nguy hiểm đã qua do đó lơ là cảnh giác không có sự phòng bị tên sát thủ độc hành này chắc là át chủ bài dự bị của họ có thể lấy được nhiều tin tức trên người y. Kẻ thứ ba này có thể là kẻ thù của hai cha con Đoạn Thất Tinh và Đoạn Khổng Tước, hoặc cũng có thể là kẻ thù của Tiêu Phàm hoặc Cơ Khinh Sa. Trực tiếp đối phó với Đoạn Thất Tinh, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa thì khá là khó nhằn, còn Đoạn Khổng Tước thì yếu hơn nhiều nên anh ta đã trở thành mục tiêu săn bắt. Nếu Đoạn Khổng Tước chết thì cuộc chiến giữa ba nhà là điều không thể tránh được. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, những người đó đang nhắm vào hắn. Việc này rất đơn giản chỉ cần bắt tên kia tra hỏi thì sẽ rõ. Đoạn thất tinh trầm giọng nói, giọng nói lạnh như băng, gương mặt lộ ra một vẻ sát khí. Bất kể là ai khi biết con mình trở thành đối tượng bị người khác săn, hơn nữa không chỉ là một lần đều sẽ thất phẫn nộ. Hơn nữa đạo ẩn thất tinh là người mà hai tay đã từng dính đầy máu. Xem ra đoạn thất tinh thực sự không thể nhẫn nại được nữa, ông ta đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng tự mình ra tay. Tuy lực sát thương của cây pa lăng quân dụng rất mạnh, nhưng muốn khiến đoạn thất tinh bị thương cũng không phải là điều dễ dàng nhớ năm đó ở trong rừng rậm nguyên thủy phía nam đoạn thất tinh đơn phương độc mã đối mặt với hai tay súng cự phách và mấy tên thuộc hạ nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về ông ta khiến hai tay súng và thuộc hạ của ông ta đi trầu diêm vương chỉ một tên sát thủ chẳng là cái quái gì cả cơ khinh sa nhợt nhạt cười nói việc này cũng không phiền đến ngài tự ra tay đâu tiêu phàm khẳng định đã sớm có sắp xếp chu đáo rồi còn chưa dứt câu, một thân ảnh cả người đỏ rực hiện lên ở sân thượng tòa nhà. Cơ khinh xa lập tức chừng lớn hai mắt quyến rũ. Bóng dáng này cô quá quen thuộc. Uyển Thiên Thiên, chương 167, dị tộc. Dường như Uyển Thiên Thiên đặc biệt thích trang phục màu đỏ. Nữ ma đầu số 1, một, một thân lửa đỏ, im hơi lặng tiếng nhanh chóng tiếp cận sát thủ độc hành. Đoạn thất tinh sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói. Phải bắt sống. Không nghi ngờ gì nữa, gã biết huyền thiên thiên, biết đặc điểm thủ đoạn độc ác, đao kiếm vô tình của cô. Tên sát thủ kia dám ngắm bắn con trai gã, đoạn thất tinh hận không thể lột ra sẻ thịt y, tuy nhiên lý trí nói cho gã biết, y là mấu chốt sau màn độc thủ này, vì thế bắt sống được thì tốt hơn. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười. Cô cũng không phải lo lắng. Huyền thiên thiên cố nhiên thích càn quấy, ra tay cũng tàn nhẫn, lại không phải người không biết chừng mực nếu không thì làm sao có thể khiến yên chi xã phát triển nhanh chóng như vậy. Làm cái nghề này lòng dạ không nham hiểm không được. Chỉ có điều cô hơi tò mò, Uyển Thiên Thiên làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì tiêu phàm mà, ép buộc mình, tính tình bà cô nhỏ này vừa kiêu ngạo vừa nóng này. Hơn nữa không được lợi thì không dậy sớm, muốn nhờ cô làm chút chuyện mà không trả công thì không được. Khi Uyển Thiên Thiên tiếp cận phía sau tên sát thủ độc hành 3 mét, thì y mới phát hiện ra y xoay mạnh người lại, trong tay cầm một cây pa lăng quân dụng cỡ lớn. Dưới ánh nắng đầu mùa hạ, bộ quần áo màu đen và cây pa lăng trong tay ánh lên ánh sang lóng lánh của tử thần. Ngay vào lúc này, một đao rực rỡ như cầu vồng bay ra. Sát thủ độc hành thậm chí còn không kịp bóp răng thép cây pa lăng, cổ tay cầm cây pa lăng bị chặt đứt, cây pa lăng thì bị gãy đôi rơi xuống mặt đất. Quyền thiên thiên sớm đã có chuẩn bị, cô giơ tay trái lên, một sợi dây màu đỏ bay ra khi cây pa lăng sắp chạm mặt đất, cổ tay trái khẽ run lên, cây pa lăng bắn nhanh về phía cô. Ngay sau đó, tay trái Huyền Thiên Thiên nắm lấy pa lăng. Tay phải cầm thanh kiếm thẳng tắp, đỏ tươi nhắm vào cổ họng sát thủ độc hành, cười hì hì nói. Chớ lộn xộn, lộn xộn sẽ chết đấy. Tên sát thủ độc hành này khoảng 30 mấy tuổi, hai mắt hõm sâu, làn da ngăm đen, tướng mạo âm trầm. Tuy nhiên giờ phút này bị chặt đứt một bàn tay, tay phải cầm thật chặt chỗ bàn tay trái bị cụt, máu chảy như suối, y mím chặt môi, vì bị chảy máu quá nhiều mà sắc mặt trở lên tái nhợt, mồ hôi trên trán lã trã rơi xuống. Hai mắt hung tợn nhìn huyền Thiên Thiên, giống như ánh mắt ai oán, tuyệt vọng của con sói đói sắp chết. Một lát sau, tên sát thủ độc hành lại bật cười ha ha, tiếng cười chói tai như cú vọ vậy. Đại đương ra cẩn thận đi uống thuốc độc. Đoạn thất tinh bỗng nhiên lớn tiếng nói, cơ thể bay lên cửa sổ, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Quần lâu cao 5 tầng, tranh lệch 7 m so với bệ cửa sổ 8 tầng đoạn thất tinh đang đứng. Đối với đoạn thất tinh thì độ cao này cũng không phải là sự uy hát yêu ta ép quá lớn. Chỉ tiếc rằng câu nhắc nhở này của đoạn thất tinh lại muộn một chút. Khi thân hình khôi ngô của đoạn thất tinh nhẹ nhàng dừng trên nóc quần lâu thì tiếng cười như cú vọ của tên sát thủ độc hành đột nhiên dừng lại, thân mình mềm nhũn gục xuống lan can, một vết máu màu tím đen tràn ra khóe miệng, hai mắt trắng dã, không hề có chút sinh khí nào dường như Uyển Thiên Thiên đã sớm liệu được kết quả như vậy, thu lại thanh kiếm, khóe miệng xinh đẹp hơi nhếch lên, không nhìn tên sát thủ kia mà cười nói với Đoạn Thất Tinh. Đoàn Vương gia, công phu khinh thân thật đẹp. Trên mặt Đoạn Thất Tinh hiện lên một chút vẻ thất vọng, cười khổ một tiếng. Phỏng chừng câu công phu khinh thân thật đẹp, cũng chỉ có mình Uyển Thiên Thiên mới có thể khen ông ta thôi. Tính cách của bà chủ, Yên Chi Xã, này quả thực không giống với người bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc cũng đều có mặt ở quần lâu. Cơ Khinh Sa nhíu mi nói: "Xem ra đó là một tổ chức rất nghiêm mật. Nhiệm vụ thất bại, khi có nguy cơ bị bắt thì không chút do dự uống thuốc độc tự sát, không phải là tác phong của sát thủ độc hành, chỉ có tổ chức các sát thủ nghiêm mật mới có thể khống chế thuộc hạ của mình như vậy." Đoạn Thất Tinh đánh giá diện mạo sát thủ kia, nói: "Từ diện mạo có thể thấy, gã là người dị tộc, hẳn là người ở khu Tây Á." không ai đi điều tra thi thể sát thủ. Nếu là tổ chức nghiêm mật như thế, khi sát thủ chấp hành nhiệm vụ sẽ không để lại trên người bất kỳ tư liệu nào. Cơ khinh sa thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, đây cũng được tính là một manh mối. Đoạn thất tinh gật gật đầu, nói. Sát thủ của tổ chức nghiêm mật như vậy thì thi thể cũng là một manh mối. Trong phạm vi toàn thế giới, tổ chức sát thủ không ít, nhưng tổ chức nghiêm mật lại không nhiều, thi thể của tổ chức sát thủ có danh tiếng quả thực là một manh mối tốt. Đoạn tiên sinh, cơ tổng, thiên thiên cô nương, chúng ta không cần phải ở lại đây nữa. Chúng ta đi trà trang đi. Tiêu phàm bình tĩnh nói. Mọi người đều không có ý kiến gì cả, cùng nhau cùng nhau rời khỏi quần lâu. Về phần thi thể của sát thủ, sẽ có người đến giải quyết hậu quả. Hành động ngày hôm nay tiêu phàm và nhị sư huynh phối hợp với nhau rất tốt, phía văn nhị thái gia đã huy động toàn bộ người của mình tuy rằng mấy năm nay Văn Thiên cắm dễ ở Hoàng Hải, nhưng ở thủ đô cũng không phải là không có chút vốn liếng. Bất kỳ tổ chức lớn nào đều khó có thể không quan tâm đến thủ đô, như vậy là không sáng suốt rồi. Việc bố trí đường dây một vài người để điều tra tin tức là tất yếu. Với danh nghĩa là cán bộ, tiêu phàm đến giải quyết vụ việc. Cha của tiểu Quế Tử, Quế Thanh Thu đã được điều đến công tác ở bộ, trực tiếp đảm nhận chức cục trưởng cục 3 lệnh bổ nhiệm lần này khiến tất cả mọi người đều rơi kính xuống đất. Sự cảm kích của Quế Thanh Thu đối với Tiêu Phàm không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng thầm cảm thán lực ảnh hưởng của hệ thống chính trị pháp luật nhà họ Phương, ngay cả hắn cũng chưa từng dự đoán trước được. Nhà họ Phương trực tiếp phân cho Quế Thanh Thu đảm nhận chức cục trưởng của cục 3. Tiêu Phàm nhìn tướng mạo Quế Thanh Thu biết vận thế của y rất tốt, lần điều chỉnh nhân sự này cũng có quý nhân tương trợ lúc trước dự tính của Tiêu Phàm là Quế Thanh Thu đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục 3, trên danh nghĩa này ông ta sẽ nắm giữ quyền lực nhất định nào đó. Chờ sau khi tình hình ở cục 3 đi vào ổn định mới có thể thăng tiến thêm một bước. Ai ngờ Phương Lê lại làm việc gọn gàng như thế, không dây dưa dài dòng chút nào. Xem ra cần phải tìm hiểu rõ hơn về Phương Lê. Đến cổng văn phòng làm việc, Phạm Nhạc lái xe, chiếc xe Mercedes-Benz còn chưa tới, một chiếc xe thể thao Porsche đỏ rực một màu tiến đến trước mặt đo ăn người. Quyền Thiên Thiên cười hì hì nhảy xuống xe nói. Anh chàng đẹp trai, lên xe tôi đi. Quyền Thiên Thiên của hôm nay vẫn là tiểu thanh tân trắng trẻo, xinh xắn, giả dạng nhà giàu, tính tình hoạt bát sôi nổi. Cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cô chính là người dùng kiếm chặt đứt tay tên sát thủ độc hành. Cơ khinh xa nhìn thấy nhưng coi như chuyện bình thường, còn đoạn thất tinh thì sợ xanh mặt ông ta và Uyển Thiên Thiên chỉ gặp nhau một lần, vào dịp mấy năm trước ông ta đến Yến Bắc thăm cơ khinh xa nên mới quen biết cô. Lúc đó Đào An thất tinh nghĩ rằng Uyển Thiên Thiên là em gái của cơ khinh xa, nào ngờ cơ khinh xa lại giới thiệu với ông ta rằng vị này chính là Uyển Thiên Thiên đại đương gia, yên chi xã, đội đạo mộ nổi tiếng. Lúc ấy Uyển Thiên Thiên vừa mới tiếp nhận, yên chi xã, không lâu, trước mặt đoạn thất tinh nổi danh trên giang hồ, nên cũng không quá giới hạn mà ngược lại rất lễ phép đoàn thất tinh không nghĩ ra mối quan hệ giữa uyển thiên thiên và tiêu phàm là thế nào thân là thiên nam vương đoạn thất tinh là người rất lạc hậu đối với lối sống của những người trẻ tuổi trên cơ bản là ông ta khó có thể chấp nhận uyển thiên thiên là cô gái trẻ tính tình ham chơi ưa náo nhiệt ít nhiều có thể hiểu được còn tiêu phàm là người tính khí trầm ổn chẳng lẽ cũng càn quấy theo uyển thiên thiên tuy nhiên ngay lập tức đoạn thất tinh thấy được vẻ bất đắc dĩ trên mặt tiêu phàm xem ra quả thật là cảm giác của mình không đúng, tiêu phàm cũng không có cách nào khác với vị, đại đương ra ưa náo nhiệt này. Đi thôi, đi thôi. Quyền thiên thiên bất chấp tất cả, tiến lên khoác tay tiêu phàm, quay đầu cười với cơ khinh xa. Chị, chị không có ý kiến gì chứ? Cơ khinh xa có chút không hiểu ra sao nói. Chị có ý kiến gì chứ? Không có thì tốt, một tân lâm thôi đã đủ khiến em đau đầu rồi, nếu có thể em mờ đối thủ cạnh tranh mạnh như chị thì em gặp phiền toái lớn rồi. Thiên thiên, em nói gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của cơ khinh xa hơi trầm xuống. Con bé này ngày càng thích nói linh tinh rồi. Cái gì mà, đối thủ cạnh tranh? Hi hi, quyền thiên thiên làm mặt quỷ với cơ khinh xa, cũng không quan tâm đến anh chàng đẹp trai có tình nguyện hay không, liền kéo tiêu phàm lên xe poster của cô, giơ ngón tay cái lên với đoạn thất tinh và cơ khinh xa chiếc po sơ nhẹ nhàng chuyển động, giống như mũi tên thoát ra khỏi cung, dần dần tiến ra ngoài. Đoạn thất tinh giận đến mức líu lưỡi. Cơ khinh xa mỉm cười nói. Đoạn vương ra, tính tình thiên thiên là như thế đấy, tôi với cô ấy là bạn bè đã nhiều năm, nên sớm đã quen rồi. Những người kỳ dị trên giang hồ không ít, uyển thiên thiên cũng được tính trong phạm trù bình thường. Đoạn thất tinh cũng đã từng gặp qua mấy người không có quy tắc hơn uyển thiên thiên. Đoạn thất tinh cười gật đầu, tuy nhiên nụ cười có chút kỳ quái cơ khinh sa kinh ngạc nói đoạn vương gia có chuyện gì xin cứ nói thẳng đoạn thất tinh cười cười nói cơ tổng tôi thấy tiêu thiếu cũng không phải là một nhân tuyển tệ cơ khinh sa hoàn toàn không nghĩ tới đoạn thất tinh sẽ nói ra một câu như vậy khuôn mặt quyến rũ tinh xảo không có chuẩn bị đỏ ửng lên càng tăng thêm phần kiểu diễm đoạn vương gia lại nói đùa rồi cơ khinh sa vẫn độc thân không biết có bao nhiêu người phòng đó hơn. cuối cùng thì đóa hoa hồng có gai này sẽ rơi vào nhà nào hoặc là không bao giờ đợi được người có duyên ngắt hoa kia. Đoạn vương ra, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cho dù có thì khả năng giữa tôi và hắn cũng vô cùng nhỏ. Dòng dõi nhà họ tiêu sớm đã được định rồi, có lẽ thiên thiên tuổi còn nhỏ, nên chưa từng nghĩ qua việc này. Cơ khinh xa nhẹ giọng nói ra. Làm trưởng tôn của nhà họ tiêu, tiêu phàm vĩnh viễn không thể nào trở thành nhân sĩ giang hồ thuần túy được thử nghĩ mà xem một thủ lĩnh đội trộm mộ nổi tiếng nếu trở thành cháu dâu tiêu gia là một điều không thể tưởng tượng được. Trưởng bối của tiêu gia mà đồng ý cuộc hôn nhân này mới là lạ. Chỉ có điều cơ khinh xa có chút không hiểu ý đồ của Uyển Thiên Thiên, cô gái nhỏ này tuy rằng càn quấy, nhưng cũng không phải là người hồ đồ. Vào thời khắc mấu chốt cô lại bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ e rằng những điều hôm nay cô ấy làm đều có mưu đồ chứ tuyệt đối không phải là bị mở mắt bởi anh chàng đẹp trai đoàn thất tinh mỉm cười nói. Cơ tổng, tướng nhân thuật của cô tinh chuẩn vô cùng, lẽ nào cô không nhìn ra tiêu phàm là người trung lập, tuyết người này một khi đã đưa ra quyết định thì dù là ai cũng khó có thể thay đổi chủ ý của hắn. Cơ khinh xa im lặng. Tất nhiên cô không nói cho đoàn thất tinh biết, thuật tướng nhân của cô dù có chuẩn thế nào thì cũng không hiệu quả với tiêu phàm. Cả người hắn đều ẩn trong sương mù, người khác rất khó đó ẩn ra được. chương 168, đua xe. Anh đẹp trai, thật ngại quá, làm hỏng hết việc rồi, không ngờ là tên đó ngậm độc dược. Chiếc xe Porsche đỏ dược vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, Uyển Thiên Thiên đã chủ động xin lỗi. Tuy là miệng nói, ngại quá, nhưng trên mặt đại đương ra không lộ chút hổ thẹn nào. Kiểu tự sát bằng độc dược kịch độc trong thời khắc nguy cấp như vậy, thường được làm thành răng giả, hàn trực tiếp lên mặt răng, một khi có chuyện, lập tức cắn vỡ vỏ con nhộng, không đến một phút, tử thần liền phủ xuống muốn ngăn cản tên sát thủ độc hành tự sát, chỉ có một cách, khống chế y thật nhanh, không cho y có cơ hội cắn vỏ con nhộng. Có hai phương thức, một là điểm huyệt, hai là đánh ngất xỉu. Thuật điểm huyệt cực kỳ cao minh đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết giang hồ, Uyển Thiên Thiên cho dù võ thuật cao cường, nhưng cũng không nắm được thủ pháp điểm huyệt khống chế huyệt cao minh như thế. Dùng thuật điểm huyệt làm nửa người bất động là điều có thể làm được, giống miêu tả trong các tiểu thuyết võ hiệp, điểm chúng huyệt đạo, đối phương lập tức trở thành tượng đất đó là tiểu thuyết, ít nhất huyền thiên thiên vẫn chưa từng gặp cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. So sánh với cách đánh ngất xỉu đối phương, thì càng có khả năng thực hiện. Nhưng tính cảnh giác của tên sát thủ độc hành rất cao, với khả năng của huyền thiên thiên, tiếp cận phía sau y còn cách ba thước mà vẫn bị y phát hiện được. Nhận thấy trong tay y cầm nỏ tiến có tính sát thương tàn bạo, cực kỳ khủng cây ếch yêu ép, lựa chọn duy nhất của huyền thiên thiên chính là lập tức loại trừ mối nguy hiểm này. Nếu bị nỏ tiến bắn trúng, thì đó là kết cục tan xương nát thịt. Mục tiêu của sát thủ độc hành chính là chiếc xe con, cũng có thể nói, loại thuốc nổ cực mạnh mà nỏ tiễn mang theo có thể làm nổ tung chiếc xe lên trời. Tiêu phàm nhẹ lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, nói là ta chưa suy nghĩ chu toàn, sớm biết như thế, ta đã tự mình ra tay. Ai, anh nói vậy là ý gì? Quyền thiên thiên đạp mạnh chân, chiếc poster phát ra tiếng phanh chói tai, cứ thế đỗ ngay giữa đường. Tiểu nha đầu quay đầu lại, Đôi mắt to long lanh trợn to, nhìn chừng chừng Tiêu Phàm, vẻ vô cùng khó chịu. Tiêu Nhất Thiếu, nói vậy thì ngươi có cách, chỉ một chiêu khống chế được y, khiến y đến cơ hội cắn độc dược cũng không có sao. Uyển Thiên Thiên thật sự không tin. Đã từng biết Tuyệt Kỹ, Phi Vũ Liên Hoàn Thất Tuyệt Trảm, Thất Diệu Cung của Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên trước nay chưa từng khinh thường Tiêu Phàm. Nhưng Uyển Thiên Thiên cũng không nghĩ rằng, Tiêu Phàm biết thuật Điểm huyệt trong truyền thuyết. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Có Tiêu Phàm thản nhiên nói, chẳng có ý kiến gì trước kiểu dừng xe nguy hiểm, không theo quy định giao thông của Uyển Thiên Thiên, càng không có ý dục Uyển Thiên Thiên mau lái xe. Cho dù phía sau đã in ỏi một loạt tiếng thắng xe và tiếng còi ồn ào tức giận. Anh nói thật ư? Uyển Thiên Thiên vốn dĩ không phục, thấy bộ dạng bí hiểm này của Tiêu Phàm thì lại nửa tin nửa ngờ. Con người này, có lẽ thật sự biết một số chiêu thức tà môn, chẳng hạn hắn biết vẽ bùa, mà lại đặc biệt hiệu nghiệm điều này chính uyển thiên thiên đã lĩnh giáo rồi uyển thiên thiên dù còn ít tuổi nhưng thời gian bôn ba cũng không ít trước đó rất lâu khi còn là một tiểu nha đầu thực sự cô đã theo sư phụ chạy loạn khắp nơi kiến thức giang hồ còn hơn cả những người từng trải nhưng uyển thiên thiên không nhìn thấu tiêu phàm một chút cũng không thấu tơ khinh xa dò xét qua tướng mạo uyển thiên thiên lại đang dò xét bằng kinh nghiệm giang hồ của mình thế nhưng kết quả đều giống nhau đây là một nam nhân bí ẩn Lão Tiêu gia lại xuất hiện kiểu nam nhân này, thật là kỳ lạ. Ưm, ừ, Tiêu Phàm đáp cứ như không. Được, một ngày nào đó, tôi nhất định phải xem thủ đoạn này của anh. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên hết tức giận, lại mỉm cười. Tiêu Phàm thật sự đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô. Người trộm mộ, về cơ bản đều vô cùng hiếu kỳ. Là đại đương gia của một đội trộm mộ tiếng tăm nhất phương Bắc, Uyển Thiên Thiên rất giàu, có thể nói là cực kỳ giàu. Những vật dụng sinh hoạt hàng ngày chôn dưới lòng đất thời cổ đại đó, được đào lên chính là từng bó từng bó tiền mặt lớn. Nếu chỉ vì tiền, thì Uyển Thiên Thiên đã sớm có thể rửa tay gác kiếm. Gia sản của cô bây giờ đủ cho cô sống cuộc sống xa xỉ nhất, thậm chí còn có thể sống xa xỉ đến mấy đời. Cũng không phải vì các anh em huynh đệ của Yên Chi xã đi theo cô. Của cải tích lũy mấy năm nay có thể cho từng người nòng cốt của Yên Chi xã sống những tháng ngày thoải mái động lực trộm mộ thật sự của huyền thiên thiên chính là lòng hiếu kỳ. Thử nghĩ xem, trong đêm không trăng lộng gió ở vùng hẻo lánh hoang dã, cẩn thận khai quật một mộ phần của cổ nhân, trước khi tiến vào huyệt mộ, người sẽ không bao giờ biết được trong mộ có cái gì hay ho. Trò chơi này còn kích thích hơn cả mua sổ số. Mỗi một lần chờ đợi, hoặc có thể thành công, hoặc có thể thất bại, nhưng tâm trạng chờ đợi đó đều giống nhau, làm người ta nghiện mê mệt không chán. Bây giờ, tiêu phàm trong mắt huyền thiên thiên có lẽ đã thành một cổ mộ sống huyền thiên thiên rất muốn lột bỏ lớp bùn đất bao phủ trên người hắn lột chân hắn để tìm hiểu xem trong con người nam nhân này rốt cuộc còn ẩn giấu những bí mật gì này lái xe thế nào đấy một chiếc bmw màu xám bên cạnh phóng lên lái xe hạ cửa kính chúc tức giận lên chiếc Porsche. chủ nhân chiếc bmw khoảng chừng 30 mươi mấy tuổi tóc húi cua vẻ mặt dữ tợn tướng tá hung ác nhìn qua là biết người không nên dây, giờ đang nổi giận đùng đùng. Vừa rồi, xe gã chạy ngay sau xe Porsche, Uyển Thiên Thiên phanh gấp, suýt nữa thì đầu xe đâm vào rồi. Tiêu Phàm lắc đa ủ cười. Uyển Thiên Thiên hạ kính xe xuống, ngón giữa tay phải chỉ thẳng người đàn ông tóc húi cua. Ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt đó xinh đẹp như thế lại có thủ thế dũng mãnh như vậy, cũng xem là một đại kỳ quan. Người đàn ông tóc húi ca rõ ràng không ngờ chủ chiếc Porsche là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tức thời sướng sờ, ngơ ngẩn, đợi gã hoàn hồn lại, định nói, thì bầm chiếc Porsche đã lao đi rồi. Có gan đua không? Chiếc Porsche gầm rú trong tiếng gió, vang vẳng vang lên tiếng cười như chuông bạc của Uyển thiên thiên. Bố khỉ, đồ lập y gờ lơ, muốn đua xe à, được, bố mày chơi luôn. Tên tóc húi cua là kẻ không chịu thua, lập tức nhấn mạnh ga, chiếc BMW cũng lao theo điên cuồng. Đoạn đường từ tòa nhà văn phòng đến Thiên Nam Trà Quán, tuy không phải là đoạn đường chật trội nhất trong nội thành, lưu lượng xe cũng không ít, quả thực không phải con đường đua xe tốt. Nhưng Uyển đại đương ra mặc kệ. Cô muốn đua là đua, không ai cản được. Chiếc Porsche lao nhanh như chấp, chạy hình chữ chi trên đường, liên tục vượt xe. Uyển Thiên Thiên còn cố ý hạ cửa xe, tiếng gió gào thét cũng không át được tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của cô. Kỹ thuật lái xe của gã tóc húi cua cũng không tồi, gắt gao bám sát chiếc Porsche. Sắc mặt tiêu phàm bình thản, khóe miệng chỉ hơi cười khổ, khiến cho lòng Uyển Thiên Thiên càng thêm khó chịu. Uyển Thiên Thiên lớn lên, chưa bao giờ bị đàn ông coi thường. Tiêu phàm rõ tàng chỉ hơn cô mấy tuổi, nhưng lúc nào trước mặt cô cũng tỏ vẻ một bậc đàn anh tung hoành ngang dọc dường như tất cả những gì uyển thiên thiên làm đều là đang càn quấy chỉ là đang nhịn mà không nói ra chân uyển thiên thiên đi giày da dê màu phấn hồng lại nhấn thêm chân ga xe bmw bám sát bất ngờ uyển thiên thiên lại đạp mạnh chân lên phanh ckit gã tóc húi cua không kịp đề phòng vừa đánh mạnh vô lăng vừa ra sức nhấn phanh cuối cùng dừng được xe trước khi lao vào giải cây xanh trong giải phân cách trên đường mặt gã trắng bệch há hốc mồm thở hổn hển, hai tay nắm chặt vô lăng, mồ hôi đầm đìa khắp người. Quyền Thiên Thiên chậm rãi lái xe qua, lại lần nữa chĩa thẳng ngón tay giữa vô cùng xinh đẹp về phía gã. Gã tóc húi cua không còn sức nhìn cô nữa, giống như toàn bộ tinh lực khắp người bỗng nhiên bị rút sạch, phải gắng sức thở gấp. Quyền Thiên Thiên mỉm cười chiến thắng, vừa nhấn ga, chiếc Porsche lại lao vút đi. Không biết mất bao lâu, gã tóc húi cua rốt cuộc mới bình tĩnh lại, không kìm được đánh mạnh vào vô lăng chửi rủa. Quyền Thiên Thiên cuối cùng cũng kéo kính xe lên, cười khanh khách thật vui vẻ. A, à, anh đừng có như vậy được không? Tôi biết anh không nhìn đến tôi, anh là đại thiếu gia nhà quyền quý, dòng dõi quý tộc, không coi trọng nữ tử giang hồ như bọn tôi. Anh thích kiểu không nói không rằng, ngoan ngoãn nghe lời như Tân Lâm phải không? Vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên như trước của Tiêu Phàm rốt cuộc đã kích thích dây thần kinh thiếu nữ nhạy cảm của Quyền Thiên Thiên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đột nhiên im bặt đôi lông mảy lá liễu tuyệt đẹp dựng đứng lên quyền thiên thiên chăm chú nhìn tiêu phàm một cách hung dữ không phải tiêu phàm lắc đầu nói tiếp thêm một câu tôi thích tân lâm không liên quan gì đến tính cách cũng không liên quan gì đến xuất thân của cô ấy ha anh cuối cùng cũng thừa nhận rồi anh thích cô ta quyền thiên thiên kêu lên giống như tìm thấy đại lục mới tiêu phàm hơi kinh ngạc nói tôi đâu có nói là ta không thích cô ấy chứ đúng vậy uyển thiên thiên hừ lạnh một tiếng cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm cong lên thắng mạnh xe dừng lại lần nữa như giận dỗi tuy nhiên lần này cô đỗ xe bên đường không có hành động đùa nghịch mạo hiểm nữa tiêu phàm anh chọc tôi rồi đấy anh biết không uyển thiên thiên nhìn tiêu phàm nói rất chân thành đã không gọi là anh đẹp trai cũng không kêu là tiêu công tử tiêu nhất thiếu mà gọi thẳng tên Tôi biết." Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vẫn điềm tĩnh không hề ngạc nhiên. Uyển Thiên Thiên hận nhất chính là điều này, người đàn ông này không thèm đếm xỉa đến cô. Nếu Tiêu Phàm biểu lộ cảm xúc hoặc giả vờ thanh cao không quan tâm đến cô, thậm chí dùng thủ đoạn bạo lực mà ép cô lên giường, Uyển Thiên Thiên cũng không tức giận như vậy. Như thế hoàn toàn còn chứng minh được sức hấp dẫn của cô. Nhưng thái độ, không gì cả, này thật sự làm Uyển Thiên Thiên tổn thương vô cùng. Từ khi 12 tuổi, hễ người đàn ông nào gặp cô chỉ cần không phải người già thì đều không bước nổi chân chưa từng có ai như tiêu phàm uyển thiên thiên liếc mắt cũng có thể nhận thấy trong ánh mắt nóng rực của bọn họ sâu thẳm trong lòng đang suy nghĩ cái gì được được lắm anh khá lắm uyển thiên thiên chố mắt nhìn tiêu phàm giơ ngón tay cái lên nhưng uyển đại đương ra đương nhiên không ngờ được tiêu nhất thiếu khá lắm giờ phút này kỳ thực trong lòng đang vô cùng bối rối không như vẻ ngoài bình tĩnh của hắn Tiêu Phàm không phải có ý gì với Uyển Thiên Thiên, hắn chỉ đang khẩn trương. Thật sự rất khẩn trương. Đối phó với các cô gái, nhất là kiểu thích càn quấy, lại xinh đẹp không tả nổi như Uyển Thiên Thiên, con người Tiêu Phàm quả thật không có nhiều kinh nghiệm. Đây là điểm yếu của Tiêu Phàm. Nhất định phải vững vàng, tuyệt đối không thể để Uyển Thiên Thiên phát hiện tí sơ hở nào, nếu không chuyện sẽ thực sự phiền phức. Về điều này, Tiêu Phàm không chút nghi ngờ chương 169, giao hàng tận nơi. Chiếc Porsche và chiếc xe công nửa cũng nửa mới chẳng ra làm sao đó, gần như cùng một lúc đến Thiên Nam Trà Trang. Từ hai hướng khác nhau, độ đối diện ở cửa Trà Trang. Lúc Huyền Thiên Thiên còn đang đua với BMW trên đường, thì Phạm Nhạc đã sớm đàng hoàng thong thả lái Mercedes-Benz đến Trà Trang. Cơ khinh xa, đoạn thất tinh đợi ở đại sảnh Trà Trang. Huyền Thiên Thiên nhảy từ ghế lái xuống rất nhanh, mau chóng vòng bên phải xe rõ ràng là muốn mở cửa xe cho tiêu phàm tiểu nha đầu này đã thấy tân lâm bước đến rồi trong đầu lại nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa càn quấy một trận đáng tiếc tiêu phàm không cho cô cơ hội này quyền thiên thiên còn chưa kịp giơ tay tiêu phàm đã tự mở cửa xe bước xuống quyền thiên thiên cũng không để ý nhảy chân sáo theo muốn kéo cánh tay tiêu phàm chân tiêu phàm vội vàng bước nhanh cơ khinh xa kịp thời tiến lên hai bước bắt tay tiêu phàm mỉm cười nói, hoan nghênh tiêu nhất thiếu đại giá hạ cố đến thiên nam trà trang, vinh dự cho kẻ hèn này. Tơ khinh xa làm sao không hiểu tâm trạng của uyển thiên thiên chứ? Trước mặt tân lâm gây chuyện như thế, chỉ e là rước họa. Thế lực truyền lại từ thất diệu cung bao lâu nay lớn hơn rất nhiều tưởng tượng của người bình thường. Vô cơ mà đắc tội với tân lâm, có gì là tốt? Theo giang hồ đồn thổi, phi vũ liên hoàn thất tuyệt trảm, chính là tuyệt kỹ của cung chủ thất diệu cung, trước nay chỉ có cung chủ và người kế thừa cung chủ mới có thể tu luyện cơ khinh sa mặc dù không thể xác định tân lâm rốt cuộc là cung chủ thời nay hay là cung chủ nối dõi kế thừa của thất diệu cung nhưng bất kể là thân phận nào thì đều không phải là nhỏ thất diệu cung cung chủ hay cung chủ truyền thừa giờ trở thành tiểu nha đầu bên cạnh của tôn trưởng lão tiêu gia vốn dĩ đã là điều kỳ lạ không thể hiểu nổi trước khi chưa làm rõ ngọn nguồn việc này cơ khinh sa không muốn thấy mâu thuẫn trực tiếp giữa uyển thiên thiên và tân lâm mối hận đoạt vợ là nỗi sỉ nhục lớn nhất mà người đàn ông không thể nhẫn nhịn. Cũng như vậy, Uyển Thiên Thiên ra tay cướp, người yêu của Tân Lâm sẽ gây mối thủ tới chết cũng không hóa giải nổi. Còn chưa tính đến quan hệ giữa Tân Lâm và Tiêu Phàm rốt cuộc là như thế nào, ít nhất là tồn tại khả năng này. Trong mắt cơ khinh xa, quan hệ giữa Tân Lâm và Tiêu Phàm nhìn bên ngoài cũng có chút giống với quan hệ của cô và Phạm Nhạc, về bản chất có khả năng là khác hẳn quan hệ giữa cô và phạm nhạc rất trong sáng không liên quan đến chuyện nam nữ bởi vì cô luôn giành quyền chủ động phạm nhạc có lẽ cũng yêu thầm cô nhưng trước nay chưa bao giờ nói cơ khinh xa không muốn phỏng đoán tâm tư của phạm nhạc có một số chuyện khó tránh khỏi hồ đồ lúc biết rõ thực sự rồi có lẽ còn không thể làm bạn được nhưng trong quan hệ của tân lâm và tiêu phàm thì rõ ràng là tiêu phàm giành thế chủ động trong chuyện nam nữ thông thường tính nhẫn nại của đàn ông kém xa phụ nữ. Nếu tiêu phàm chủ động, tấn công, thì áng chừng khả năng tân lâm bị hạ gục là rất lớn. Tính cách cơ khinh xa và uyển thiên thiên hoàn toàn khác nhau, có thể nói là hai thái cực. Thế nhưng hai cô lại cực kỳ thân thiết. Chuyện trên đời này, ai có thể nói được rõ ràng đây? Uyển thiên thiên bĩu môi. Tân lâm bước xuống xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng, như không hề thấy tiêu phàm ngồi trong xe của uyển thiên thiên đoạn khổng tước xuống xe ngay sát sau từ lúc gã bước xuống xe đã cúi thấp đầu không ngẩng lên đoạn khổng tước đã sớm nhìn thấy đoạn thất tinh ở cửa trà trang vừa mừng vừa sợ mừng vì ông ấy đích thân đến từ thiên nam đoán chừng gã có thể lập tức rời chỗ quỷ quái này mà chạy về thiên nam sợ vì không biết sau khi về ông sẽ xử lý mình như thế nào đoạn thất tinh ngàn dặm xa xôi tới thủ đô chẳng khác gì mềm mỏng nhận thua với tiêu phàm đoạn khổng tước biết tính cách lão tử nhà mình nỗi oan khuất trong lòng tự không cần phải nói đoạn thất tinh giống như không nhìn thấy gã không chút để tâm bắt tay tiêu phàm lần nữa hàn huyên vài câu thiên nam trà trang này hắn cũng coi như là nửa chủ nhân cho dù không phải ông ta cùng kết hợp kinh doanh với cơ khinh xa nhưng tất cả lá trà đều do ông ta trực tiếp chỉ định các doanh nghiệp lá trà cung cấp tân lâm thong thả đi tới lạnh lùng nói đoạn vương ra tôi đưa con trai ông đến đây không tổn hao gì không thiếu một cọng lông đoạn thất tinh chắp tay chào thành tâm thành ý nói đa tạ tân cô nương quan tâm tên khốn này làm tân cô nương thêm phiền phức rồi tân lâm thản nhiên nói thật sự không phiền đâu mấy hôm nay đoạn tiểu vương ra vẫn ở trong khách sạn cửa lớn không bước cửa bé không đi rất tuân thủ quy củ khóe miệng đoạn thất tinh thoáng nét cười khổ ông ta lần này một mình đến kinh thành không có nghĩa là ông ta không có chuẩn bị những gì liên quan đến tiêu phàm ông ta đã sớm tìm hiểu từ chỗ cơ khinh xa Cơ khinh xa đặc biệt nhắc đến Tân Lâm, thất diệu cung đại danh lừng lẫy trên giang hồ, đoạn thất tinh đương nhiên cũng đã nghe nói. Con trai ông ta tuy võ công không kém, nhưng so với Tân Lâm thì khẳng định không phải cùng đẳng cấp. Đoạn khổng tước lúc nào lại ngoan ngoãn được như vậy? Xem ra thật sự đã bị Tân Lâm dọa sợ vỡ mật, mới ngoan ngoãn ở trong khách sạn, không dám đi đâu. Cơ khinh xa mỉm cười nói, tiêu nhất thiếu, tân cô nương, đoạn vương gia, thiên thiên, mời vào trong ngồi đoạn vương ra mang bánh trà từ thiên nam đến mọi người cùng thưởng thức bánh trà đoạn thất tinh ngàn dặm xa xôi mang đến từ thiên nam có thể thấy bánh trà này thật không bình thường cơ khinh sa chưa mời đến đoạn khổng tước ở đây không có vị trí của gã đám người ngay sau đó vào trà trang theo chỉ dẫn của đích thân cơ khinh sa đến chỗ hòn non bộ giữa hồ hóng mát dọc đường đi tiêu phàm đánh giá toàn bộ bố cục trà trang bố cục sắp xếp phong thủy rất cao minh Cơ tổng, ai thiết kế bố cục của trà trang này? Cơ khinh xa nhẹ giọng đáp, là tôi thiết kế. Tiêu phàm gật gật đầu. Bố cục phong thủy của trà trang này mang phong cách điển hình của Hà Lạc Phái. Hà Lạc Phái truyền thừa vẫn luôn rất thần bí, nghe nói là phải từ Hà Đồ và Lạc Thư. Hà Đồ vi thể, Lạc Thư vi dụng, Hà Đồ chủ thường, Lạc Thư chủ biến, Hà Đồ trọng hợp, Lạc Thư trọng phân, cùng dấu vuông tròn, cùng lẫn âm dương, sử dụng tương hỗ, không thể tách biệt, nguồn gốc xa xôi của Hà Lạc chính thống đạo không thua kém vô cực chính thống đạo. Tương truyền, Hà Đồ Lạc Thư là nguồn cội của dịch học, liên quan đến bát quái, thậm chí còn trước cả chu dịch thành thư. Đương nhiên, phong thủy Hà Lạc phái truyền thừa đến bây giờ, nghiêm túc mà nói, chỉ là một nhánh của truyền thừa Hà Lạc chính thống đạo xưa kia. Thiên hạ vạn pháp, bắt nguồn từ một chỗ, trăm sông đổ về một biển. Lần đầu gặp cơ khinh xa, tiêu phàm đã xem tướng của cơ khinh xa, điều này gần như đã thành bản năng. Trên người cơ khinh xa, tiêu phàm cảm nhận rất rõ dệt sức mạnh thiên cơ che giấu, từ đó có thể biết, cơ khinh xa cũng là người đồng đạo. Còn về khả năng cao thâm đến đâu, thì không thể nhìn là đoán được. Từ bố cục phong thủy của thiên nam trà trang mà nói, ít nhất trình độ phong thủy của cơ khinh xa cũng rất cao. Có lẽ, điều này cũng có thể giải thích cơ khinh xa làm thế nào có được địa vị quyền thế như ngày hôm nay. Cơ khinh xa vừa hay đảo mắt, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua mặt tiêu phàm. Tiêu phàm đang, dò xét cô, cô làm sao không muốn tìm hiểu sâu hơn về tiêu phàm. Rất rõ ràng, tiêu phàm khác hoàn toàn với bất cứ vị con ông cháu cha nào mà cô từng gặp trước đó. Lão tiêu gia lại có một đại thuật sư bản lĩnh cao thâm. Thật thú vị, đến đỉnh hóng mát giữa hồ, ba người tiêu phàm, đoạn thất tinh, cơ khinh xa ngồi xuống. Phạm nhạc đứng sau cơ khinh xa, đoạn khổng tước cúi đầu đứng sau đoạn thất tinh, tân lâm đứng sau tiêu phàm, uyển thiên thiên không ngồi mà cũng đứng sau tiêu phàm, song song với tân lâm. Tân lâm mặc áo sơ mi trắng, quần bò mai, uyển thiên thiên diện váy đỏ rực, hai mỹ nữ, một đẹp đoan trang lạnh lùng, một đẹp dạng người hưng phấn, tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ nét. Hai hàng lông mày của cơ khinh xa khẽ nhíu lại, nói thiên thiên, đừng càn quấy. Tân lâm người ta rõ ràng là tiểu nha đầu bên cạnh của tiêu phàm, đứng như vậy là giữ đúng nguyên tắc, huyền đại đương ra cô gây chuyện gì vậy? Huyền thiên thiên cười nói, tỷ tỷ, em không cản quấy. Em đã quyết định rồi, phải giao hàng tận nơi, bây giờ là giai đoạn thực tập, em phải học cách hầu hạ người ta thế nào trước? Mặt đoạn thất tinh lập tức thoáng nét cười cực kỳ cổ quái. Khuôn mặt xinh đẹp của cơ khinh xa hơi trầm xuống, dường như có chút không vui. Khóe miệng tiêu phàm khẽ nhếch lên cười gượng. Đoạn khổng tước ngẩng nhanh đầu, ánh mắt liếc qua mặt Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên, rồi lại rất nhanh cúi đầu xuống, trong lòng thầm oán thán. Không có tâm tư vui đùa như vậy. Đoạn khổng tước dù đã có Long Dương, nhưng cũng không bỏ qua Mỹ nữ, nhất là với đại Mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như Uyển Thiên Thiên. Lần đầu gặp Uyển Thiên Thiên ở trường đấu chó, gã đã giật mình, nhưng Uyển Thiên Thiên lại không mảy may chú ý đến gã, từng cảnh cáo gã rất rõ ràng rằng, còn dương mắt ngắm cô, cô sẽ móc hai mắt của gã đoàn khổng tước tin là uyển thiên thiên nói được làm được ai ngờ bây giờ bà cô này lại muốn giao hàng tận nơi chủ động học cách hầu hạ tiêu phàm có cách khiêu khích người ta như vậy sao gã công tử bột tiêu phàm này rốt cuộc có gì quyến rũ mà làm cho từng đại mỹ nhân lao đầu vào như thiêu thân hết người này đến người khác uyển thiên thiên cứ đứng như vậy không thèm để ý đến ánh mắt của người khác thậm chí ngay cả ánh mắt của tân lâm cũng không thèm quan tâm ta muốn làm gì thì làm đấy ai cản được sao? Tính cách huyền thiên thiên chính là như vậy, không ai có thể bắt cô thay đổi được. Cơ khinh xa nhẹ lắc đầu, không để ý đến huyền thiên thiên nữa, biết rằng nhà đầu này mà nổi điên lên thì chẳng ai khuyên bảo được. Vai chính hôm nay dẫu sao cũng không phải cô ấy, cứ giải quyết việc chính trước rồi hãy nói. Cô ấy thích gây chuyện thì cứ để cô ấy làm, dù sao người đau đầu là tiêu nhất thiếu chứ không phải cơ tổng. Cơ khinh xa đích thân pha trà, giơ ngón tay thon dài, đặt tách trà trong vắt trước mặt tiêu phàm, mỉm cười nói tiêu nhất thiếu, đây là búp trà quý cất chữ 30 năm, ta cũng lần đầu tiên được uống, mời tiêu nhất thiếu thưởng thức. Búp trà cất chữ 30 năm chắc chắn là cực kỳ ngon rồi. Tiêu phàm mỉm cười, nâng tách trà lên, khoan thai nhấp một ngụm. Càng để lâu càng thơm, là đặc điểm khác biệt rõ nhất giữa trà phổ nhĩ và các loại trà khác. Các lá trà khác đắt khi đang tươi, còn phổ nhĩ đắt lúc để lâu, được gọi là đồ cổ có thể nhập khẩu có thể ăn uống ồ vị thuần khiết thanh mát dịu ngọt quả thật là trà ngon về mặt thưởng trà thì tiêu phàm cũng là một chuyên gia điều này do sự ảnh hưởng của chỉ thủy tổ sư chỉ thủy quan coi trọng cất giữ không ít trà ngon thượng hạng trong đó có loại chính tông thượng hạng long tỉnh trà chuyên cung cấp cho các nhân vật tầm cỡ như tiêu lão gia tử đoạn thất tinh mỉm cười Nói, được lời khen vàng ngọc của Tiêu Nhất thiếu thật là khó mà có được so với bất cứ nhận xét nào. Đoạn Tiên Sinh khách khí. Chương 170, vòng tròn bên ngoài. Tiêu Nhất thiếu, Đoạn Khổng Tước không hiểu chuyện, không biết trời cao đất dày, mạo phạm đến uy nghiêm Tiêu Nhất thiếu. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha ta. Đoạn Thất Tinh ta vô cùng hổ thẹn, tạ lỗi với Tiêu Nhất thiếu. Nói rồi, Đoạn Thất Tinh đứng dậy, chắp hai tay sụp lại Tiêu Phàm hai mắt đoạn khổng tước lập tức trợn tròn, vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên đoạn khổng tước thấy cha lai người ta nhận lỗi. Còn gì là thân phận, thiên nam vương chứ? Còn gì là kiêu ngạo? Tiêu phàm thản nhiên nhận, sắc mặt như bình thường, đợi đoạn thất tinh đứng lên, mới thong thả nói, đoạn tiên sinh, tác phong làm việc của lệnh lang quả thật có chút hương ngạnh. Tính cách không chịu tí thua thiệt, không nhịn được chút tức giận này, sớm muộn cũng sẽ chịu khổ, Mặt Đoạn Thất Tinh đỏ tía lên, chậm rãi ngồi xuống nói, Tiêu Nhất Thiếu nói hoàn toàn chính xác. Đoạn Khổng Tước đúng thật là bị ta làm hư rồi. Ở Khánh Nguyên Thành, Tiêu Nhất Thiếu có thể thủ hạ Lưu Tình, Đoạn Thất Tinh đã rất lấy làm cảm kích. Xem ra, Đoạn Thất Tinh nói lời tự đáy lòng. Nếu ở khách sạn Khánh Nguyên, Yến Tây Lâu hạ thủ tàn độc hơn một chút, không nói cái mạng nhỏ của Đoạn Khổng Tước, khiến cho gã gãy tay gãy chân, bất động nằm trên giường một năm hoàn toàn không phải vấn đề. Việc này từ đầu đến cuối đều có đoạn khổng tước xác thực. Hôm nay tiêu phàm có thể cho đoạn khổng tước nguyên vẹn đứng trước mặt đoạn thất tinh, đã là cực kỳ đạo nghĩa rồi. Ngay cả tân lâm mấy ngày nay không đi cùng tiêu phàm, trên danh nghĩa là trông coi đoạn khổng tước ở khách sạn thời đại, còn thực chất là đang bảo vệ gã, tránh không bị người gờ yêu ta ít hại, gây ra mâu thuẫn mọi mặt giữa tiêu phàm và đoạn nhất tinh. Đoạn gia thiên nam, nếu là gia tộc chính trị đơn thuần thì chẳng ngại. Dưới uy lực áp đảo của lão tiêu gia, các gia tộc chính trị địa phương chỉ có con đường duy nhất có thể đi là thỏa hiệp. Điều này do thực lực tuyệt đối quyết định. Nhưng Đoàn Thất Tinh là nhân vật nửa chính nửa ta. Lão Tiêu gia dùng sức mạnh sấm sét áp đảo, Thiên Nam đương cục đã không chịu nổi áp lực, có lẽ sẽ loại bỏ toàn diện thế lực của Đoàn Thất Tinh ở Thiên Nam, nhưng chỉ cần chưa dồn Đoàn Thất Tinh vào chỗ chết thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Tiêu Phàm có lẽ không sợ sự trả thù ngấm ngầm của Đoàn Thất Tinh nhưng không có nghĩa là những người khác của nhà tiêu gia cũng không sợ, đặc biệt là tiêu thiên. Trên người tiêu thiên gánh cả vinh quang gia tộc tiêu gia, là người kế thừa đảm nhận trọng trách to lớn đó. Tiêu phàm tuyệt đối không thể để tiêu thiên xảy ra bất chắc. Đây là danh giới cuối cùng, không thể lui được nữa. Đây cũng là nguyên nhân chính để tiêu phàm rất thẳng thắn đồng ý, hòa giải với cơ khinh xa. Kẻ mạnh thực sự là do đoàn kết, chứ không phải từ gờ yêu ta ít chóc tính từ khi tiêu phàm xóa bỏ tất cả thế lực của cha con đoạn thất tinh và toàn bộ đoạn gia ở thiên nam cũng không dễ dàng gì. Không nói tiêu tốn quá nhiều tài nguyên chính trị, còn gây ra nỗi bất an cho mỗi người trên giang hồ, cùng chung mối thù, từ đó xếp tiêu gia và tiêu phàm vào hàng ngũ kẻ thù. Muốn thu phục đối thủ của ngươi, không phải đẩy hắn vào đường cùng, mà vừa ép hắn vừa cho hắn hy vọng. Có hy vọng thì sẽ không làm ẩu. Đoạn tiên sinh, giang hồ có quy tắc của giang hồ, đoạn khổng tước kết thủ oán với ta, có thể là nhằm vào ta, nhưng liên quan đến người nhà của ta, điều này đã vượt qua ranh giới của ta. Ta ngưỡng mộ đoạn tiên sinh là nhân vật lớn, việc này cứ thế cho qua. Tuy nhiên, từ nay về sau, mong đoạn tiên sinh dạy bảo đoạn khổng tước nghiêm ngặt hơn. Ta không mong lại xảy ra những chuyện như vậy, quá tam ba bận. Tiêu phàm chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Đoạn thất tinh lại cúi người, nói xin tiêu nhất hiếu yên tâm câu từ tuy ngắn nhưng lại đáng giá nghìn vàng tiêu phàm thực ra đã nói cực kỳ rõ ràng đây là lần cuối cùng nếu tái phạm lần nữa đoạn khổng tước còn sống hay không tiêu phàm không bảo đảm đoạn thất tinh rất hiểu tiêu phàm hoàn toàn không phải đe dọa mà đang kể lại một sự thật nếu thực sự chọc giận tiêu phàm và cả tiêu gia có lẽ đoạn thất tinh có thể toàn mạng trở về nhưng đoạn khổng tước tuyệt không có may mắn như vậy càng không có bản lĩnh và thủ đoạn để bảo toàn sinh mạng. Im lặng một lúc, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, "Đoạn tiên sinh, thời đại khác rồi, chính sách cũng khác rồi, xã hội phải hài hòa, kinh tế phải phát triển." Những lời này, không phải nói với thân phận của trưởng giáo chân nhân vô cực môn, mà nói bằng thân phận của trưởng tôn Tiêu gia. Đoạn Thất Tinh muốn thật sự đứng vững ở Thiên Nam, giữ được phú quý lâu dài, nhận thức rõ tình thế như vậy, theo sát tình thế là vô cùng cần thiết sức ảnh hưởng trong giới chính trị và thương mại của đoạn thất tinh ở thiên nam thì không cần nói cũng biết. Đứng ở lập trường là trường tôn của tiêu gia mà nói, tiêu phàm cũng không muốn đẩy đoạn thất tinh về hướng đối lập mình. Làm người phải biết khoan dung độ lượng. Điều ta nói chính là đạo lý này. Đoạn thất tinh cực kỳ kinh sợ, lại đứng lên, kính cần nói, đa tạ tiêu nhất thiếu chỉ giáo. Đạo lý này, kỳ thực ông ta rất hiểu, hoàn toàn không cần tiêu phàm phải nhắc nhở. Đoạn thất tinh nghe được, trong hai câu ngắn ngủi này của tiêu phàm, thật sự phát ra một tín hiệu vô cùng rõ ràng ngươi nhận rõ tình thế, như vậy tương lai lão tiêu gia sẽ là bạn, không phải là thù đối với đoạn thất tinh mà nói, thì đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Nhận điện thoại của cơ khinh xa, nói tiêu phàm muốn đích thân ông ta đến kinh thành, nhận người, trong lòng đoạn thất tinh thật ra cũng không vui vẻ. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Con trai nằm trong tay người ta, không nhận tội chắc chắn không thoát được. Nếu tiêu phàm muốn nhào nặn, muốn bày lên cái khung của con cháu nhà quyền thế ở Kinh Thành, thì đoạn thất tinh cũng chỉ có thể phối hợp. Khi tiêu phàm, lỡ hẹn, đoạn thất tinh càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Gã tiêu phàm này, cũng là công tử con ông cháu cha, cùng cách làm việc cũng chẳng khác gì so với những đại công tử mà đoạn thất tinh từng gặp. Mãi đến khi gặp tên sát thủ độc hành, đoạn thất tinh mới nhận thấy mình sai lầm, mà còn sai lầm nghiêm trọng phong thái trí tuệ của tiêu phàm tuyệt không hẹp hòi như trong tưởng tượng của ông ta, vì giữ thể diện là con ông cháu cha của mình mà cố ý bắt đoạn thất tinh ông ta nhìn dặm xa xôi đến kinh thành để vỗ mặt. Hành động này của tiêu phàm thực vô cùng sâu sắc, vì muốn hòa giải hoàn toàn với ông ta. Nhưng nghe những lời này của tiêu phàm xong, đoạn thất tinh lần nữa nhận ra rằng, bản thân vẫn còn xem thường trí tuệ của tiêu phàm, nói một cách văn hoa chính là đoạn thất tinh không nhìn được độ cao mà tiêu phàm đứng tiêu phàm rõ ràng kêu gọi, phái thực lực của địa phương, là vì lão tiêu gia. Đoạn gia không phải thế lực chính trị địa phương về ý nghĩa nghiêm túc, nhưng lại có sức ảnh hưởng cực lớn đối với tỉnh Thiên Nam, thậm chí là toàn bộ Đại Tây Nam. Thông qua đoạn thất tinh, tạo ảnh hưởng tới giới quan trường của Thiên Nam, chắc chắn là một con đường hiệu quả. Bất cứ một phái chính trị hay một tập đoàn lớn nào, nhất định đều được tạo thành từ các thế lực và thành viên khác nhau, có vòng tròn hạt nhân, chắc chắn cũng phải có vòng tròn bên ngoài. Đoạn thất tinh biết với xuất thân của mình và tình hình thực tế của đoạn gia thiên nam, muốn chen vào vòng tròn hạt nhân đại phái hệ lớn mạnh của lão tiêu gia, là chuyện nghìn lẻ một đêm, quá không thực tế. Nhưng có thể trở thành một thành viên của vòng tròn bên ngoài của lão tiêu gia, đó cũng là một thiên cơ rồi. Tiêu phàm chia hẳn cành ô lưu về phía ông ta, đoạn thất tinh hoàn toàn không có cách từ chối. Mà tại sao ông ta phải từ chối? Cơ duyên lớn đến như vậy, gặp được mà không phải cầu, mà nay chính mồm tiêu phàm đồng ý, còn tin cậy hơn bất kỳ lời nói của người nào khác. Đoạn thất tinh cũng không có hy vọng xa vời rằng câu, đồng ý, này có thể nói ra từ miệng tiêu phàm. Tiêu phàm thậm chí vốn không định gặp ông ta. Cùng là thế gia quyền quý, ai là danh giới của ai, điều đó cũng rất được chú trọng. Tiêu phàm đã bước chân vào giang hồ, thế lực bên ngoài mang những dấu ấn giang hồ rõ ràng như vậy, do hắn liên lạc sắp xếp thì vô cùng thích hợp con ông cháu cha xuất thân trong gia đình chính trị quả nhiên khác người thường. Về phía tiêu phàm, thời gian cấp bách, nhất định phải đuổi kịp trước khi ông đến Hạc Tây Du, dồn toàn bộ nỗ lực để mở rộng thế lực của tiêu gia. Đoạn thất tinh và đoạn gia thiên nam đều là những đối tượng có giá trị lôi kéo. Đồng thời, tin tưởng đoạn khổng tước sẽ không điên rồ mà đi gây sự với tiêu phàm. Cái tròi hóng mát không khí vốn có chút gượng gạo, thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu trên mặt đoạn thất tinh lần đầu lộ ra vẻ tươi cười thật sự vui vẻ. Cơ khinh xa thầm thở phào, đồng thời cũng lén thở dài, nhìn ánh mắt của tiêu phàm, càng, mê ly. Người đàn ông này đúng thật là một nhân vật tầm cỡ, không hổ là con cháu lão tiêu gia. Bất cứ việc gì, đến tay hắn, đều có thể có được lợi ích hiệu quả lớn nhất. Vấn đề thuận lợi giải quyết, những chuyện tiếp theo đều rất nhẹ nhàng thoải mái. Tiêu phàm dường như tùy ý hỏi một số tình hình ở thiên nam, đoạn thất tinh cũng thuận miệng trả lời nói ít hiểu nhiều điểm quan trọng là bàn giao được rõ ràng mạch lạc tiêu phàm đại khái đã hiểu biết tình hình cơ bản đối với thượng tầng thiên nam không khí càng thêm hòa hợp đoạn khổng tước vẫn cúi thấp đầu nhưng xem ra đoạn công tử cũng đang thở phào trong lòng lão gia và tiêu phàm nói chuyện càng ăn ý thì mức độ gã bị chỉnh đốn thê thảm cũng giảm đi không ít hàn huyên một hồi cơ khinh xa bèn mời mọi người cùng nhau ăn tối đây cũng là lộ trình tiêu chuẩn đã sớm đặt trước. Tiệc tối rất thịnh soạn, chủ khách đều vui mừng. Đoạn thất tinh không tiếp tục ở lại, vừa kết thúc tiệc tối liền lập tức từ biệt tiêu phàm và cơ khinh xa. Tiêu phàm, cơ khinh xa cũng không cố ý giữ lại. Tiến cha con đoạn thất tinh đi, cơ khinh xa mỉm cười nói với tiêu phàm, nhất hiếu, thủ đoạn hay. Tiêu phàm cười cười nói, còn phải cảm tạ cơ tổng đã bắt cầu rắc mối. Cơ khinh xa đong đưa ánh mắt, nói, nhất thiếu, nếu có dự án thích hợp, nhất thiếu có hứng thú hợp tác không? Tiêu Phàm cười nói, những dự án của cơ tổng chắc chắn đều là những dự án lớn. Đối với việc kinh doanh, ta thật không có khiếu làm ăn. Hơn nữa, không giấu gì cơ tổng, ta cũng một xu không dính túi. Cơ khinh xa cười nhẹ, không nói gì nữa. Tiêu Phàm trực tiếp từ chối, cành ô lưu cô chia ra như thế cũng là có nguyên nhân. Đoạn thất tinh ở xa tận thiên nam, Tiêu Phàm tuy có thể lôi kéo ông ta, nhưng sẽ không có liên quan lớn đến những gia tộc lớn, thế lực lớn ở Kinh Thành. Tình hình cơ khinh xa và đoạn thất tinh không thể vơ đúa cả nắm được. Nền móng của cơ gia chủ yếu ở hai nơi Kinh Yến, hai thành phố này lại đúng là hai nơi phức tạp nhất. Đủ loại quan hệ, rắc rối phức tạp, trước khi chưa có sự tìm hiểu kỹ về cơ khinh xa và tập đoàn cơ thị, tiêu phạm chắc chắn rất cẩn thận. Làm sao biết phía sau cơ khinh xa, rốt cuộc còn những người nào, ẩn giấu những thế lực to lớn nào tùy tiện hợp tác với cơ khinh xa và tập đoàn cơ thị, đến lúc đó có lẽ sẽ rất bị động. Tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định là rất cần thiết. Audio điện tử võ tấn bền chương 171, Mạn Thiến Tiên Sinh Tiêu Phàm và cơ khinh xa đi trước, Tân Lâm và Uyển Thiên Thiên đi ở phía sau Tiêu Phàm. Tân Lâm không nhanh không chậm, bước cực kỳ đều nhịp với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhấc chân trái, cô cũng nhấc chân trái. Tiêu Phàm nhấc chân phải, Cô cũng nhấc chân phải, giống như có người hô khẩu lệnh, khá đều nhịp. Uyển Thiên Thiên muốn cố gắng học theo Tân Lâm, nhưng cảm thấy không quen. Người ta ăn ý hơn 3 năm, Uyển Thiên Thiên cho dù thông minh cũng không phải trong phút chốc có thể học bằng được. Phạm Nhạc bước nhanh hơn chút, không song song cùng đám con gái. Tình huống này đối với Phạm Nhạc quả thật quá kỳ lạ. Anh ta không hiểu Tân Lâm, nhưng đối với Uyển Thiên Thiên, hoàn toàn không xa lạ. Thật không hiểu nổi. Uyển Thiên Thiên rốt cuộc muốn chơi trò gì. Nhất thiếu, Thiên Thiên ngoài mặt thích gây chuyện, nhưng suy nghĩ cũng khá hiểu biết đấy. Cơ khinh xa bỗng hạ thấp giọng, mỉm cười nói với tiêu phàm. Đây thật ra là đang nhắc nhở tiêu phàm, dù thế nào cũng không được để dáng vẻ, ngây thơ lãng mạn của Uyển Thiên Thiên mê hoặc. Nhà đầu này rất thông minh vô sự mà ân cần, tất có mưu đồ lớn, tiêu nhất thiếu, người phải cẩn thận hơn. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ khinh xa hé miệng cười. Cô gái này thông minh sắc sảo, đã sớm nhận ra, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Tiêu Phàm, trái tim hắn thực ra đã bị hành hạ trong nước sôi lửa bỏng. Cổ Ngữ có nói, khó khăn nhất là chịu ân huệ của người đẹp, chứ nói chi là đệ nhất ma nữ, xảo trá tai quái như Huyền Thiên Thiên. Việc này không liên quan với thuật xem tướng, mà xuất phát từ trực giác của cơ khinh xa. Trực giác cực kỳ nhạy cảm của phái nữ, xem ra vị đại thiếu của Tiêu gia mạnh mẽ vô song này cũng không phải không có yếu điểm. Phái nữ có lẽ chính là yếu điểm của hắn. Đây không phải nhược điểm chỉ mình Tiêu Phàm có, mà rất nhiều nhân vật tầm cỡ đều có cái tật này. Rất nhiều thiên tài hào kiệt, bá chủ kiêu hùng xuất thế, nhưng cuối cùng đều bị hủy hoại trong tay của nữ nhân. Tâm trạng của Cơ Khinh Sa bỗng nhiên thật tốt. Hóa ra Tiêu Phàm cũng không hoàn toàn không có cách đối phó. Vậy cũng rất tốt. Bất kể là ai, đối mặt với một kẻ mạnh gần như không thể chiến thắng, đều cảm thấy áp lực rất lớn đặc biệt là kiểu nữ nhân mạnh mẽ kiệt xuất như cơ khinh xa, cảm giác này vô cùng rõ rệt. Nhất thiếu, xem ra ngài còn phải xử lý chút chuyện nhà, vậy ta không phiền nữa, sau này giữ liên lạc. Cơ khinh xa khẽ cười nói, với bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt, thon dài, cùng với phạm nhạc đi trước. a à, cuối cùng đến lượt ta rồi. Uyển thiên thiên liền giơ hai ngón tay, ra dấu chữ tự tung tăng nhảy nhót về phía trước. Người tân lâm thoát cái đã vụt đứng trước mặt Uyển thiên thiên, xoay người lại, thản nhiên đứng đối diện với Uyển Thiên Thiên, nói, đại đương gia, người còn nợ ta một lời giải thích. Giọng điệu có phần lạnh lùng, ánh mắt cũng có phần lạnh lùng. Tân tỷ tỷ, tại sao ta phải giải thích với tỷ? Đây là chuyện giữa ta và tiêu phàm. Uyển Thiên Thiên liền cười, nghiêng đầu, vẻ rất ngây thơ trong sáng. Nhưng lời nói lại cứng rắn, ngang ngạnh, không có chút nhượng bộ. Đó chính là chuyện của ta. Tân Lâm cũng không nhượng bộ. Uyển Thiên Thiên không cười nữa, ngó Tân Lâm từ trên xuống dưới, lạnh lùng hỏi: "Tân tỷ tỷ, tỷ là vợ Tiêu Phàm sao?" "Bọn tỷ cưới rồi à?" Ánh mắt Tân Lâm lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. "Nếu các ngươi chưa cưới, thì ta còn có tư cách cạnh tranh. Những gì tỷ có thể làm vì hắn, ta cũng có thể làm vì hắn. Những gì tỷ không thể làm vì hắn, thì ta cũng có thể làm." Uyển Thiên Thiên nói rất nghiêm túc. Đầu Tiêu Phàm nhất thời xoay mòng mòng, đành nói chen vào, thiên thiên cô nương, đừng đùa nữa. Ta không thích nói đùa những chuyện như vậy. Ai nói ta đùa với ngươi hả? Tiêu nhất thiếu, ngươi hãy nghe rõ nhé, ta không đùa, ta sẽ theo đuổi ngươi. Sao nào, không cho phép à? Giọng huyền thiên thiên vẫn trong trẻo như thế, dáng vẻ cũng vẫn ngọt ngào như thế, đôi mắt to chớp chớp, dường như cực kỳ tuổi thân, nếu người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng tiêu phàm bắt nạt cô ta. Được rồi, người nói chuyện cổ mộ kia là thế nào đi? Tiêu Phàm đau đầu không dứt, không thể không nói thẳng vào vấn đề. Cứ theo cá tính của Uyển Thiên Thiên thì nếu người nào muốn rằng co chủ đề, thích hay không thích, với cô, thì cô có thể rằng co với người đó đến cùng. Chuyện hôm nay, Uyển Thiên Thiên đã chặn một viên gạch vào, cũng coi như vừa khéo. Uyển Thiên Thiên gọi điện cho Tiêu Phàm, nói là có một cổ mộ, cực kỳ mơ hồ, hỏi Tiêu Phàm có hứng thú tìm hiểu không. Tiêu Phàm trả lời dứt khoát với cô là không hứng thú, Tiêu Phàm không phải phù tử, không khinh bỉ kẻ trộm mộ, nhưng không khinh bỉ không có nghĩa là chính hắn cũng sẽ đi trộm mộ. Dù sao địa vị thân phận của hắn còn đó, tôn trưởng của lão Tiêu gia, đương nhiệm trưởng giáo chân nhân của vô cực môn, dù thế nào cũng không thể là một kẻ trộm mộ. Nhưng Uyển Thiên Thiên mặc kệ hắn có hứng thú hay không, trực tiếp tìm đến tận nơi. Tiêu Phàm bèn nhân tiện túm lấy một tên thanh niên khỏe mạnh, nhờ cô đối phó với tên sát thủ độc hành. Tân Lâm phải đảm bảo an toàn cho đoạn khổng tước, không thể phân thân. Lúc này thấy hai nữ nhân huyền thiên thiên và Tân Lâm cứ dây dưa phiền nhiếu, có thể ra tay bất cứ lúc nào, tiêu phàm đành phải nhắc lại chuyện cũ. Nói chuyện trộm mộ, nói thế nào cũng đỡ hơn việc hai người con gái trực tiếp đánh nhau. Chưa nói đến tình cảm của Tân Lâm đối với hắn, chỉ nói về mặt, trước trách, đơn thuần thì Tân Lâm cũng không thể đồng ý để huyền thiên thiên quá gần gũi với tiêu phàm danh hiệu, đệ nhất nữ ma đầu, chắc chắn không phải gọi chơi. Tân Lâm nhất định phải đề phòng. Hơn nữa một khi con gái đã nổi cơn ghen, thì đều không kìm chế được sự tức giận của mình. Thiếu chủ của thất diệu cung đối đầu với đại đương gia yên chi xã, người chắc chắn đau đầu là tiêu chân nhân. Chẳng phải ngươi nói là không có hứng thú sao? Ngươi đã không có hứng thú nghe, thì ta cũng chẳng có hứng thú nói. Tiêu chân nhân nhượng bộ, huyền đại đương gia lại không thấy vui. Con gái từ trước nay nói đều chẳng cần lý lẽ, cho dù là tiểu muội nhà bên hay là đệ nhất ma nữ tung hoành giang hồ, trong vấn đề này không có bất cứ sự khác biệt nào về bản chất. Được rồi, là ta sai, ta xin lỗi cô, bây giờ ta đang có hứng thú. Tiêu Phàm không có cách nào, đành phải cúi đầu nhận lỗi. Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không bằng lòng với thái độ kiểu giảng hoa ba phải của Tiêu Phàm. Theo Tân Lâm cách hay nhất đối với kiểu con gái như Uyển Thiên Thiên chính là tôn trọng và giữ khoảng cách. Tiêu Phàm chỉ cần bắt đầu dây dưa với cô ta, thì Tân Lâm có thể đoán chắc được, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói đến bản lĩnh quấy nhiễu, thì đàn ông còn kém xa. Càng chưa cần nói đến đàn ông kiểu quân tử khiêm tốn như Tiêu Phàm. Bọn họ đã sống chung hơn 3 năm, lần tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ là kéo kéo tay. Lần Tân Lâm độ nguyên khí bằng miệng cho Tiêu Phàm là không tính, vì đó là hành động cứu mạng, giống như hô hấp nhân tạo. Tính cách huyền thiên thiên nhanh nhẹn hơn tân lâm, to gan giản dĩ hơn nhiều. Lần này nếu bị cô ta trói buộc, tiêu phàm sau này rốt cuộc, thuộc sở hữu của ai, đúng là thật khó kết luận. Được rồi, coi như người thành khẩn xin lỗi, ta sẽ tiết lộ chút tin tức cho ngươi. Cái con bỏ tai quái này, hi hi. Huyền thiên thiên lại cười ẩm ý, chừng mắt nhìn tân lâm. Tiêu phàm chịu, nhận lỗi, trong mắt huyền thiên thiên đó chính là cô đã thắng, tân lâm không cản được. Sắc mặt tiêu phàm lập tức trở nên chăm chú. Khóe miệng tân lâm nhếch lên khinh thường, tin đồn vớ vẩn. Huyền thiên thiên cười hì hì nói, tân tỷ tỷ, theo ta biết thì thất diệu cung không am hiểu lĩnh vực trộm mộ nhỉ. Tỷ sao có thể khẳng định là ta nghe tin đồn vớ vẩn. Thất diệu cung quả là kế thừa giang hồ từ rất lâu, tương truyền xưa có thất đại tuyệt kỹ, nhưng nói đến trộm mộ thì Yên Chi xã mới là trong nghề. Thất diệu cung hoàn toàn không có cơ đánh đồng với Yên Chi xã. Tiêu phàm trầm tĩnh nói, thiên thiên cô nương, trong lịch sử, không chỉ có một truyền thuyết liên quan tới mạn thiến tiên sinh. Ngôi cổ mộ này nếu thật sự liên quan đến mạn thiến tiên sinh thì e sẽ là chuyện lớn gây chấn động giới khảo cổ. Cái gọi là mạn thiến chính là đích tự Đông Phương Sóc, danh thần của Hán Vũ Đế. Tiếng đồn của Đông Phương Sóc rất nhiều, danh xưng là Trí Thánh, trong truyền thừa đạo gia, có địa vị rất cao, nghe nói ông là đệ tử của Đông Hoa Đế Quân, sau khi chết đã thành tiên. Trong các kiệt tác của đạo gia, xác nhận có nhiều nhân vật lớn thành tiên, ví dụ như Thủy Tổ Đạo Gia Lý Nhĩ, Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh, Vương Lợi Cưỡi Gà Chó Thăng Thiên, Tây Hán Hoài Nam Vương Lưu An, Đại Phu Thái Trung, Mạn Thiến Tiên Sinh Đông Phương Sóc Thời Kỳ Hán Vũ Đế, Tây Tấn Thần Y, Bão Phác Tử Cát Hồng cũng đều trong nhóm này. Trong đó, nhiều nhất là lời đồn có liên quan đến đông phương sóc, cực kỳ thần bí. Lời nói của tiêu phàm nhẹ nhàng khách sáo khác hẳn tân lâm, nhưng ý tứ biểu lộ không tin thì giống y hệt. Thật sự niên đại mà đông phương sóc sống đã quá lâu rồi, khoảng chừng hơn 2.000 năm. Hơn nữa, đông phương sóc là thần tiên được công nhận, giới khảo cổ trước nay chưa từng phát hiện mộ táng của đông phương sóc. Bây giờ Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên nói với hắn rằng, bọn họ phát hiện thấy mộ táng của Đông Phương Sóc, trả trách tiêu phàm không tin. Đổi lại là bất cứ người nào có đầy đủ kiến thức lịch sử thì đối với tin tức kiểu này, phản ứng đầu tiên là không tin. Quyền Thiên Thiên cười nói, ta chẳng cần biết có gây chấn động giới khảo cổ hay không, ta cũng không muốn chấn động bọn họ. Việc Yên Chi xã làm chính là những việc kiểu mờ ám, lén lút này. Làm cho bọn họ chấn động thì còn việc gì cho ta nữa? Ta không thích khảo cổ, ta chỉ thích những bảo vật chôn dưới lòng đất. Anh đẹp trai, ta nói thật đấy, việc này ta vốn không định nói với ngươi, một khi để ngươi dính vào, có bảo bối gì thật, chắc chắn sẽ bị ngươi lấy trước. Người bá đạo mạnh mẽ như thế, ta đánh không lại ngươi, tranh cũng không nổi với ngươi, chỉ có thể dương mắt nhìn ngươi cướp đi những đồ quý. Thế thì ngươi có thể không nói. Tân Lâm lạnh nhạt nói. Quyền thiên thiên liếc cô một cái, khóe miệng xinh đẹp hơi cong lên, nói tân tỷ tỷ, ta cứ nghĩ tỷ quan tâm hắn nhiều hơn ta, hóa ra còn chẳng bằng ta. Tân Lâm lạnh lùng nói, đại đương gia, hãy ăn nói cẩn thận chẳng lẽ ta nói sai à? Tuy rằng ta không biết tiêu phàm rốt cuộc có những phiền toái gì, nhưng chắc chắn là hắn có phiền toái. Ba thứ pháp khí mà Dương Minh Tiên Sinh đeo bên người, hắn tìm đủ mọi cách để đoạt lấy, tốn bao nhiêu sức lực trí tuệ để lừa dối ta. Tiêu phàm cười khổ. Thế quái nào mà chuyện gì từ tiểu nha đầu này nói ra đều thay đổi trắng thành đen hết cả. Bản thân rõ ràng là có tấm lòng tốt, giao dịch với cô ta, cả hai cùng có lợi, trước mắt liền trở thành lừa dối rồi. Chẳng qua tiêu phàm chưa muốn bác bỏ ngay, nói lý lẽ với con gái chính là tự trúc họa, điều này thì tiêu phàm chắc chắn. Di vật của Dương Minh Tiên Sinh còn dùng được như vậy, nếu chẳng may đây thực sự là mộ đông phương sóc, ta tin tác dụng chắc chắn còn lớn hơn. Dù sao cũng không cần các người tự động thủ, thật sự là mộ táng của đông phương sóc thì các người kiếm hời rồi. Cho dù là sai thì các người cũng chẳng mất gì, làm ăn như thế mà không làm thì còn có việc gì làm ăn được nữa chương 172, thiên nhân tương nói như vậy mọi người đều học theo lôi phong hả. Tân Lâm lạnh lung hỏi. Uyển thiên thiên thản nhiên nói. Chị Tân, em có nói là học theo lôi phong sao? Em huyền thiên thiên đã làm kinh doanh thì sẽ không làm thâm hụt tiền vốn. Sắc mặt tiêu phàm ngưng động nói. Nếu quả thực mộ táng này có liên quan tới mạng thiến tiên sinh, tôi phản đối cô đi. Những lời này của tiêu phàm là trịnh trọng đề nghị thậm chí có thể xem như một lời cảnh cáo. Bình thường, nếu tiêu phàm phản đối chuyện gì thì sẽ ăn nói vô cùng uyển chuyển, chứ không thẳng thừng phản đối như vậy. Vì sao, chẳng lẽ anh thực sự cho rằng Đông Phương Sóc thành tiên sao? Tiêu phàm lắc đầu nói. Đông Phương Sóc có thành tiên không, chỉ có giả sử ghi chép lại, không có biện pháp kiểm chứng, chúng ta có thể bỏ qua tình tiết này. Nhưng Đông Phương Sóc ở phương diện huyền học tuyệt đối là ở trình độ của một đại tông siêu. Chuyên gia phong thủy như vậy mà nếu được mộ táng, bất cứ ai quấy rầy âm linh của ông thì sẽ lâm vào tình huống vô cùng nguy hiểm." Uyển Thiên Thiên nói: "Thế nên tôi mới tìm tới anh, chúng ta hợp tác đi. Chuyện khác anh giao cho tôi, anh chỉ cần phá vỡ phong thủy sát trận kia là được. Sau khi mọi việc thành công, bảo bối bên trong tôi cho anh chọn thứ tốt nhất, những thứ khác chúng ta chia đều." Xem ra Uyển Thiên Thiên vô cùng có thành ý. Khi bàn tới chuyện đứng đắn, Yên Chi Kiếm ngày bình thường nhìn như vô tình, lập tức liền lộ ra bộ dạng của đại đương gia. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu nói. Thiên thiên cô nương, không được, trong cơ thể cô đã tích quá nhiều âm khí, việc cấp bách bây giờ là hóa giải âm khí trong người cô. Bằng không, nó sẽ trở thành thương tổn lớn cho cô. Trước khi âm khí của cô được hóa giải hoàn toàn, cô không thể tiếp tục cái nghề này nữa. Nếu thật sự là mộ táng của mạn thiến tiên sinh, cho dù tôi hợp tác với cô cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần ánh mắt của tiêu phàm càng thêm nghiêm túc. Sự liên quan của huyền học và thuật phong thủy của Đông Phương Sóc ở bên trong cuốn, vô cực thuật tàng, kỳ thực ghi lại rất rõ ràng. Cùng thời đại với Đông Phương Sóc, tổ sư trưởng giáo vô cực môn, và vị trí thánh, chứ danh kia có mối quan hệ rất tâm đầu ý hợp, có sự giao nhau rất sâu sắc. Đối với trình độ cao thâm của Đông Phương Sóc, đã thừa nhận có sự gia tăng. Chi pháp tu tập của cuốn, vô cực cửu tương thiên thiên nhân thiên đã tham khảo qua ý tưởng của đông phương sóc trong cuốn sử ký hoạt kê liệt truyện rất nổi tiếng đã ghi lại rõ ràng như sau sau khi kiến tạo lại hậu cung đã xuất hiện một vật trông giống như nai nhưng mà không phải là nai sau khi nghe thấy tin tức này vũ đế liền đích thân hỏi quần thần kinh thông tập sự hai bên có biết là vật gì không đông phương sóc tấu lên viết thần biết xin người ban thưởng sơn hào hải vị to như xôn thần thần sẽ nói chiếu viết có thể Đông Phương Sóc viết thêm, người ban cho thần tất cả công điền hồ cá. Nếu bệ hạ ban thưởng cho thần, thần sẽ nói, chiếu viết có thể. Vì thế Đông Phương Sóc đồng ý nói, cái này gọi là xô nha tên một loài thú. Loài thú này răng rất đều, một khi loài thú này xuất hiện có nghĩa là thiên hạ sẽ có một người quy thuận về Đại Hán Vương Triều. Sau đó một năm hỗn tà vương của tộc hung nô liền đem 10 vạn quân tới hàng nhà Hán, vua Vũ Hán lại trọng thưởng cho Đông Phương Sóc. Cuốn, vô cực cử cửu tương thiên thiên nhân thiên, nói về vạn vật nhân gian. Loại quái thú giống như nai khi đó tới cả những người nghiên cứu thuật pháp ở bên người Hán Vũ Đế đều không có người nào có thể nhận biết được, duy chỉ có Đông Phương Sóc biết nó gọi là Sô Nha, hơn nữa còn nói rõ cho Hán Vũ Đế biết ý nghĩa của sự xuất hiện của loại Sô Nha này. Một năm sau, hỗn tà vương quả nhiên đem 10 vạn quân quy thuận nhà Hán. Bởi vậy có thể thấy được trình độ hiểu biết vạn vật của Đông Phương Sóc cao thâm biết chừng nào. Từ Mã Thiên và Đông Phương Sóc là người cùng thời đại, đều là đại thần của Hán Vũ Đế. Tính chân thực trong, sử ký, là rất cao. Lúc sử ký, thành sách, Hán Vũ Đế vẫn còn đang tại vị, Từ Mã Thiên tuyệt đối không dám bịa đặt lịch sử. Đông Phương Sóc có gan ở trước mặt Hoàng Đế ngắt lời nói về Sô Nha Tiên Kiến, theo nghĩa viễn xứ, hơn nữa còn rất ngạo nghễ, uy hát yota ta ép, Hán Vũ Đế ban cho ông rượu thịt đất đai mới bằng lòng nói. Nếu không nắm chắc 10 phần, thì đó đã phạm vào tội khi quân rồi. Truyền thừa vô cực môn tới nay, Thiên Nhân Thiên đã sớm bị thất lạc, gần như biến mất không còn. Căn cứ theo tổ sư trưởng giáo ghi chép lại, ít nhất lúc ấy, Vô Cực Cửu Tương Thiên, Thiên Nhân Thiên vẫn là rất đầy đủ, đang trong quá trình không ngừng hoàn thiện. Ý tưởng của Đông Phương Sóc với vạn vật rất uyên thâm. Nếu xét ở trình độ phương diện phong thủy và trình độ tướng thuật, Tiêu Phàm quả thực không dám chắc có thể phá được phong thủy sát trận còn sót lại của Đông Phương Sóc vật này không thể tùy tiện đụng vào. Hơn nữa hiện tại, tiêu phàm đang bị thương nặng, trình độ cảnh giới tướng thuật bị giảm xuống, luân hồi cảnh cũng không được trọn vẹn, tùy tiện đi dình mộ táng của đông phương sóc hẳn không phải là ý hay. Nếu nhất thời sơ suất, chẳng những hại huyền thiên thiên, mà ngay cả bản thân mình cũng gặp phải phiền toái. Huyền thiên thiên nghiêng đầu một cái, nói. Anh đẹp trai à, thật sự không thể thương lượng sao? Tiêu phàm lắc đầu. Thiên thiên cô nương, tôi rất nghiêm túc. Uyển Thiên Thiên giơ tay nói. Ok, nếu vậy tôi sẽ không nhờ cậy anh nữa nếu không có tiêu đồ tể, tôi cũng không ăn lợn chưa cạo lông. Chị Tân, anh ấy là của chị rồi, em không tranh giành với chị nữa. Đồ tể, người làm nghề gờ yêu ta ết mổ xúc vật. Uyển Thiên Thiên thích càn quấy là sự thật, làm việc gọn gàng cũng là sự thật. Một lời vừa dứt, xoay người rời đi không dừng lại, ngay cả quay đầu cũng không có. Anh không ngăn cản cô ta sao? Nhìn bóng dáng Uyên Thiên Thiên thanh xuân mãnh liệt như lửa, Tân Lâm thản nhiên hỏi, ánh mắt hơi kỳ quái. Mệnh do trời định, có một số việc anh không thể ngăn được. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Tân Lâm bỗng cười cười nói, em đoán cô bé ấy sớm hay muộn cũng sẽ quay lại bám lấy anh. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ. Tân Nhi, em tốt nhất đừng làm anh sợ, em cũng biết anh không giỏi xử lý mấy chuyện này mà. Tân Lâm hé miệng cười nhìn bộ dạng xem ra rất vui vẻ. Tiêu chân nhân không gì có thể làm khó, rốt cuộc thì cũng gặp được đề tài khó rồi. Đi thôi, tới gặp nhị sư huynh. Tiêu phàm lắc lắc đầu, dường như muốn gạt hình bóng xinh đẹp của huyền thiên thiên ra khỏi đầu. Tân lâm gật đầu. Nhưng lần này không đi sau tiêu phàm mà bước lên trước một bước sóng vai cùng tiêu phàm, một bàn tay dài trắng nõn nhẹ nhàng vươn qua huyết nhẹ tay tiêu phàm. Đây là lần đầu tiên Tân Lâm chủ động bắt tay tiêu phàm, động tác có hơi lóng ngóng, mang theo ý tứ thăm dò. Tiêu phàm mở năm ngón tay, đan lấy tay cô, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Trên gương mặt tái nhợt thoáng lộ ra luồng đỏ ửng. Uyển thiên thiên có lẽ cũng không ngờ mình, càn quấy, một lúc lại thành đẩy tay, giúp đỡ chuyện tốt. Tuy nhiên việc này cũng không trách được Uyển thiên thiên, cô không có sự liệu được quan hệ của Tân Lâm và Tiêu phàm vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thuần khiết. Bây giờ là niên đại gì rồi, còn có người yêu nhau giống thế hệ trước thế này à? nhìn ưng mắt rồi thì phải vào thẳng vấn đề luôn chớ. Tiêu phàm và tân lâm quả là hiếm thấy. Chiếc xe Mercedes Benz Saha hoa rất nhanh đã tới ngõ nhỏ nhà văn nhị thái gia. Khu tứ hợp viện rất yên tĩnh, không có đèn điện sáng trưng, có rất ít người có thể biết khu tứ hợp viện an tĩnh này kỳ thực sớm đã trở thành một thành lũy chiến đấu. Sau khi văn nhị thái gia đến thủ đô, mấy tháng liên tiếp đều ở đây cải tạo khu tứ hợp viện này. Sớm hay muộn cũng phải có một trận đấu với kẻ thù giấu mặt kia. Văn nhị thái gia khi không nắm chắc phần thắng thì sẽ không đánh, ít nhất cũng không mong muốn đánh tao ngộ chiến. Bất luận cuốn dạy quân sự nào cũng đều chỉ ra tao ngộ chiến là tình huống không mong muốn nhất của người chỉ huy. Vẫn là tự mình tới cửa thì hơn. Sư thúc, tân cô nương. Hà tứ đối với tiêu phàm và tân lâm rất kính cẩn. Từ sau khi giao thủ với tân lâm ở đỉnh Thái Sơn, anh ta đã tới thỉnh giáo bí quyết của sư phụ, khổ công luyện tập. Sau mấy tháng, trình độ quyền thuật bỗng nhiên tăng vọt mỗi bước đều có thêm tiến bộ. Vì vậy anh ta có chút cảm kích đối với Tân Lâm. Trong phòng riêng, Văn Tư Viễn và Khương Nhị đang ngồi cùng với Văn Nhị Thái Gia, mỗi người một cốc trà, thần sắc ba thầy trò khá nghiêm túc. Tiêu Phàm và Tân Lâm vừa vào cửa, Văn Tư Viễn vội đứng dậy mời hai người ngồi. Sư đệ, Tân Cô Nương đều đến rồi. Văn Tư Viễn tự mình rót trà cho Tiêu Phàm và Tân Lâm, sau đó ngồi xuống một bên. Sư huynh, tình hình thế nào rồi? tiêu phàm hỏi han không khách khí vừa ngồi xuống liền hỏi luôn văn thiên khẽ lắc đầu nói năm người kia đều là nhân vật nhỏ không dò được gì cả mấy người tư vi căn cứ theo khai báo của bọn ho đã đi tìm người đứng phía sau nhưng khi tới nơi thì đã sớm vườn không nhà trống không để lại bất cứ thứ gì văn tư viễn oán hận nói bọn chúng rất giảo hoạt tổ chức cũng tương đối nghiêm mật đáng tiếc tên sát thủ đi một mình tự sát bằng không cũng có thể tra được ít manh mối Phan Thiên khoát tay áo nói: "Nếu y đã muốn chết, cho dù bắt được người sống thì cũng không có giá trị lớn." Tuy nhiên kết hợp trước sau phân tích mà nói, cũng không phải hoàn toàn không đạt được gì. Ít nhất chúng ta giờ đã rõ ràng, đối phương không chỉ có một người, cũng không phải là một thuật sư tướng thuật phong thủy bình thường, mà là một tổ chức khổng lồ, thực lực rất hùng hậu. Kẻ địch giấu mặt này không những cùng Tiêu Phàm đều là thuật sư ngang bằng nhau, mà còn nắm trong tay một tập đoàn sát thủ nghiêm mật có sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Sư huynh phân tích rất chính xác, chỉ cần bọn họ không chịu im lặng, sớm muộn cũng sẽ để lộ ra dấu vết. Để thấy bọn họ dường như không kìm nén được lâu đâu. Văn Thiên gật đầu. Chính là lời này, thực lực càng hùng hậu, càng không chịu nổi tĩnh mịch. Phỏng chừng tiếp theo bọn họ sẽ phái mấy tên tới, thủ đoạn hạ lưu đều lôi ra hết mà không bị đỏ mặt. Lão gia tử à, loại người như bọn chúng thì làm gì có giới hạn cuối cùng chớ, càng sẽ không chú ý tới quy củ giang hồ. Chưa đạt được mục đích, thế nào cũng không bỏ qua đâu. Giao đấu với loại người như thế, chúng ta cũng đừng chú ý quy tắc quá làm gì. Tân Lâm ngắt lời. Văn Nhị Thái ra nói. Tân cô nương nói có lý, tôi cũng không có ý định nói chuyện quy củ với chúng. Sư đệ, đệ hiện tại đang trải qua kiếp nạn hồng trần, vậy thì cứ nói khoác chút đi. Thế lực của mấy ông quan trên, nếu có thể dùng được thì đừng có bỏ qua sớm khiến bọn chúng lòi đuôi sớm giải quyết hết họa lớn trong lòng địch trong tối ta ngoài sáng chúng ta không thể kham nổi từ xưa đến nay chỉ có nghìn ngày làm kẻ trộm chứ làm gì có nghìn ngày chống trộm đâu tân lâm cười cười ý của ông là chúng ta đi làm kẻ trộm sao đúng gã sát thủ độc hành kia rõ ràng là người dị tộc điểm này có lẽ có thể đưa ra làm báo cáo sư đệ ý của đệ thế nào được để đề nghị biện pháp. chương 173, Nhất Diệp Phiêu Linh, Thiên Nhai Cô Vũ. Lầu 36 khách sạn Trung Thiên. Tại phòng Tổng thống Tráng Lệ, một nam tử chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ sát đất, thân hình cao ngất tựa như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, chỉ là một cái bong nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Ngọn đèn dịu dàng trong phòng Tổng thống chiếu xuống bóng lưng y, nhưng không vì thế mà khí thế bị thay đổi, ngược lại càng tăng thêm phần uy thế có một số người có sự kiêu hùng bẩm sinh. Diệp Cô Vũ chính là trời sinh đã kiêu hùng như vậy. Mỗi lần tới thủ đô châu Á, Diệp Cô Vũ đều thích ở tại phòng tổng thống cao nhất của khách sạn Trung Thiên. Khách sạn Trung Thiên chưa chắc đã là khách sạn 5 sao xa hoa nhất thủ đô, càng không phải khách sạn có tầng cao nhất, nhưng phòng tổng thống của khách sạn Trung Thiên lại rất đặc sắc. Khách sạn Trung Thiên chỉ có duy nhất một phòng tổng thống. Toàn bộ 36 lầu, chỉ có riêng phòng này nghiêm túc mà nói, đây không phải một phòng, mà là một biệt thự được xây dựng ở lầu thứ 36. Diệp cô vũ thích đứng ở cửa sổ sát đất phòng tổng thống của khách sạn Trung Thiên, từ chỗ này có thể quan sát toàn bộ thành phố lúc về đêm. Khách sạn Trung Thiên không phải là khách sạn cao nhất ở thủ đô, nhưng cũng gần là kiến trúc cao nhất. Tầm nhìn cực kỳ thoáng đáng. Diệp cô vũ thích cảm giác mọi thứ đều ở dưới chân mình. Năm đó rời xa Tây Vực, tới giờ cũng đã 20 năm trôi qua, Diệp Cô Vũ sớm đã không còn là con chim nhỏ non nớt ngày xưa, người thanh niên toàn thân toát đầy ác khí, chính là Diệp Vương, danh chấn Tây Á. Bất luận sắp xếp thứ tự tập đoàn sát thủ nổi danh nhất thế giới như thế nào, thì Thiên Ưng Tây Á nhất định xếp trong top 3. Nếu xét về lịch sử xa xưa, Thiên Ưng phải nổi tiếng thứ nhất. Kể cả quốc đảo ninja đại danh lừng lẫy vẫn còn kém xa. Là quốc đảo vẫn thuộc thời đại chiến tranh bộ tộc, tổ tông ninja vẫn chưa xuất hiện đời trước của thiên ưng, tập đoàn sát thủ một thứ gì đã bị gợi yêu ta bởi đoàn quân thiết kỵ Mông Cổ cũng được gần 300 năm rồi. Việc san bằng tập đoàn Mộc Thứ Di đã trở thành sự kiện tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Mộc Thứ Di là một nhánh tôn giáo hình hành ở Trung Đông, là một giáo phái cực đoan có nguồn gốc từ Ba Tư. Mộc Thứ Di phát triển ở công nguyên thứ 8 thế kỷ 13 tại khu vực Trung Đông. Nổi tiếng về mưu sát chính trị, đối tượng mưu sát là một số nhân vật chính trị nổi tiếng khi bọn họ đã xác định được mục tiêu, sẽ đợi khi người đó ngủ say liền đặt một con dao găm tẩm độc đặc chế của một thứ gì. Khi người nọ thức dậy, phát hiện bên gối mình có một con dao găm lập tức sẽ hiểu, nếu muốn không bị ám sát thì phải đồng ý với tập đoàn một điều kiện, nếu không kẻ đó nhất định sẽ phải chết. Sát thủ của một thứ gì sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Tuy nhiên khi sát thủ tập đoàn một thứ gì đi ám sát ai đó cũng có nguyên tắc, đó chính là phải tận lực giảm tránh cho tới vô tội thì thôi. Một Thứ gì thiết lập căn cứ trên đỉnh núi cao, nên người ta gọi là Tổ Kền Kền, mỗi một thời là một thủ lĩnh một Thứ Di ra đời, tự xưng là Lão Nhân trong núi. Những nhân vật chính trị nổi tiếng chết trong tay Mộc Thứ Di như cá giết qua sông. Ngay cả vua nước Anh Edward cũng bị sát thủ Mộc Thứ Di đâm một dao tẩm độc, suýt nữa thì mất mạng. Trong buổi thập tự trinh, danh tướng Saladin của Ả Rập vì lọt bẫy của sát thủ Mộc Thứ Di, thẹn quá hóa giận liền điều động quân đội bao vây hang ổ của Mộc Thứ Di ở lâu thì không thể mà lại không thu được tiến triển gì đành phải rút quân. Từ đó nhiệm vụ cả đời của Saladin chính là lôi kéo làm quen để tạo quan hệ với một thứ gì. Bằng không, sát thủ một thứ gì một ngày nào đó cũng sẽ đâm một dao tẩm kịch độc vào ngực lão. Nhưng cuối cùng tập đoàn một thứ gì đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Đó chính là ám sát mông ca của đại hãn Mông Cổ, việc đó đã chọc giận nhân vật có thế lực mạnh nhất thế giới lúc ấy mông ca dưới sự giận dữ đã phái em trai ruột hút liệt một điều động thiết kỵ mông cổ công chiếm tổ kền kền đem tổng tập đoàn mộc thứ di san phẳng nhà sử học đem tổ kền kền bị gyota S. coi như đã san phẳng được tập đoàn mộc thứ di kỳ thực hoàn toàn là sai lầm nói rộng ra mộc thứ di là chính giáo hợp nhất với tôn giáo quốc gia lão nhân trong núi là thủ lĩnh tập đoàn sát thủ mộc thứ di tinh nhuệ tổ kền kền là tổng bộ của mộc thứ di Tổ kền kền, bị hủy không có nghĩa là toàn thể một thứ gì đều bị diệt. Mặc dù giáo chủ bị đại quân mông cổ g i chết, hơn 90 tòa thành giáo phái bị hủy, cư dân lọt vào tay người mông cổ đều bị g i hại, dù thiết kỵ mông cổ hung hãn nhưng cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ. Bất kể là trong lúc húc liệt một thống trị hay là thời kỳ y nhĩ hãn quốc cường thịnh, một thứ gì cũng chưa bao giờ bị hoàn toàn tiêu diệt. Thiên ưng chính là người thừa kế của một thứ gì. Tập đoàn sát thủ sau mấy trăm năm ngủ đông, mấy năm gần đây đột nhiên hoạt động trở lại. Sự hồi sinh của thiên ưng không phải là loại hồi sinh chậm rãi, mà là hậu tích bạc phát, do có nền tảng lâu dài từ trước nên phát triển rất nhanh, giống như hồng thủy vỡ đê, lập tức bạo phát đi ra, trong mấy năm ngắn ngủi, kiêu nhân chiến tích đã làm cho vô số kẻ đồng hành phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thiên ưng có một câu danh ngôn, cũng có thể nói là rất tài tình không có thiên ưng thì không có người chết cùng với thiên ưng tiếng lành đồn xa, tân ưng giáo, lão nhân trong núi, Diệp Vương. Đối với thế giới bên ngoài mà nói, Diệp Vương là một nhân vật cực kỳ thần bí, không ai biết lai lịch xuất thân của anh ta, không ai có thể xác định anh ta có phải giáo đồ tôn giáo không, thậm chí anh là nam hay nữ cũng không thể biết được. Mọi người chỉ biết, Diệp Vương muốn ai chết canh ba, thì không ai dám giữ người tới canh nam. Nhân vật thiết huyết này có thể làm cho người ra sợ hãi tới sâu thẳm linh hồn. Đa số các giáo chủ tập đoàn sát thủ không giống nhau, Diệp Cô Vũ cũng không đặc biệt che giấu bộ dạng của mình. Đi nơi nào cũng thoải mái tự do, hơn nữa anh ta lại cực kỳ thích ăn ngon mặc đẹp, ở khách sạn xa hoa, không khiêm tốn một chút nào. Người này quả là một người kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Tự tin cũng từ trong phát ra ngoài. Khí phách vương giả. Ví dụ mỗi lần tới thủ đô châu Á, anh ta sẽ vào ở phòng tổng thống khách sạn Trung Thiên, tuyệt không thay đổi hơn nữa mỗi lần đến không chỉ có một người người hầu hạ tùy thân mang theo không ít diệp cô vũ không cho rằng có người có thể tạo uy hát yêu ta ép với anh ta được hai gã mặc áo bào trắng đem toàn thân che chắn cho hai người con gái im lặng đứng hầu ở cách đó không xa mặc dù trường bào truyền thống ả rập rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong mềm mại của người con gái này các cô gái này duy chỉ lộ ra hai con mắt hai cô gái này xem ra tuổi còn rất trẻ ánh mắt lung liếng tràn ngập sinh khí hai cô gái này hướng mắt nhìn về phía Diệp Cô Vũ, trong lòng tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ sùng bái và kính trọng, dường như lúc nào cũng sẵn sàng phủ phục trên mặt đất, chấp nhận hết mọi yêu cầu của Diệp Vương. Không chỉ riêng hai cô gái kia, mà bất luận ai trong giáo phái cũng đều như vậy. Vì Diệp Vương, bọn họ lúc nào cũng có thể hiến dâng hết thảy, bao gồm cả thân thể và linh hồn. Vì Diệp Vương hiến thân, giáo chúng thiên ưng tôn sùng cao nhất là vinh dự và giấc mộng chung. Diệp Cô Vũ đứng bên cửa sổ thật lâu, bóng đêm bao phủ xuống thủ đô, đèn đuốc sáng trưng, ánh điện nê lóe ra, mê ly mộng ảo không thể tả được. Nhưng ánh mắt sắc bén của Diệp Cô Vũ tựa hồ xuyên thấu hết thảy, đem từng người, từng cái cây, từng bông hoa dưới 36 tầng lầu nhìn thấu. Một chiếc xe Việt dã màu đen ở phía xa quẹo vào, lái vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn Trung Thiên. Khóe miệng Diệp Cô Vũ hiện lên nụ cười lạnh khinh thường. Tát Bỉ nghĩ lại không kìm nổi tức giận rồi. Vị đệ tử Dung Thiên tổ sư này theo Diệp Cô Vũ có chút không ra hồn. Tư chất, tâm tính, tác phong làm việc như vậy thế nào lại được kế thừa y bát của Dung Thiên? Diệp Cô Vũ không phủ nhận, bản thân Dung Thiên khó gặp được người tài, giáo chủ Tây Ly giáo là Vu Vương, chủ tọa là Đại tế ti, quả thật có thể xưng là đại vu độc nhất vô nhị. Tây Ly giáo trong tay Dung Thiên rốt cuộc cũng được phát huy, thậm chí còn đuổi kịp được vinh quang tổ vu Tây Ly giáo thời đầu sáng lập nhưng theo Diệp Cô Vũ, bất kỳ sự kế thứ trưởng phái thuật pháp nào, chỉ dựa vào một mình thiên tài thì tuyệt nhiên không thể chống đỡ được. Nếu thiên tài vu vương, Dung Thiên còn sống ngày nào thì Tây Ly Giáo có thể phát triển một thời gian. Nhưng vu vương không phải là thần, một ngày nào đó sẽ giả đi, thì sự uy hát yêu ta ép diệt vong sẽ giống nhau. Khi Dung Thiên giả đi, ai có thể làm tốt được gánh nặng thiên quân này? Tát bỉ Nhĩ ư, khóe miệng Diệp Cô Vũ càng tỏ ý khinh thường giống như tần thủy hoàng để kỳ tài ngút trời, thống nhất đất nước, hòa thiên hạ làm một, đế quốc đại tần uy chấn tứ phương. Ai cũng muốn đạt được như đại tần cường thịnh đến cực điểm, chỉ có điều phù dung sớm nở tối tàn, hai thế tranh giành, cuối cùng gia tộc bị tiêu diệt, thiên hạ thuộc về nhà Hán. Tần Thủy Hoàng cũng không thể dự liệu được sao. Tâm tình tát bỉ nhĩ lại không được thản nhiên như Diệp Cô Vũ. Giống như nhận thức của Diệp Cô Vũ đối với gã, đây là ngũ đại vô thánh đứng đầu đại tế ti của tây ly giáo tính tình có chút bất thường sau khi dừng xe ổn thỏa ở bãi đỗ ngầm khách sạn trung thiên tát bỉ nhĩ vội vàng xuống xe bước nhanh về phía thang máy thương thiên đại tế ti tát bỉ nhĩ hóa trang thành dạng bản thổ hóa nhìn sơ sơ thì chính là một người đàn ông trung niên ngoại trừ làn da ngăm đen đôi mắt hơi sâu một chút thì so với người thường không khác nhau mấy ở một đô thị quốc tế hóa thủ đô bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhiều màu da dị tộc khác nhau. Có rất nhiều người ngoại quốc đã bám vào mảnh đất này, sớm dung nhập vào vòng tròn cuộc sống nơi đây. Vì vậy không ai để ý tới chỗ bất bình thường của Tát Bỉ Nhĩ. Tát Bỉ Nhĩ và Diệp Cô Vũ khác nhau, gã làm việc khá táo bạo nhưng làm việc lại rất nhất quán cẩn thận. Ông ta biết rõ mưu đồ của sư phụ lớn nhường nào, nếu chính mình chẳng may làm việc không cẩn thận, làm toàn bộ kế hoạch của sư phụ bị lộ, nếu như vậy có chết ngàn lần cũng không chuộc lại được. Sai lầm như vậy ông ta không dám phạm phải. Không ai được phạm phải. Chính bởi như vậy, Tát Bỉ Nhĩ đối với điệu bộ phách lối của Diệp Cô Vũ có chút không quen. Theo Tát Bỉ Nhĩ, sự xuất hiện của vị lão nhân trong núi, đông phương của thiên ưng giáo thật sự ngạo mạn thái quá rồi. Tát Bỉ Nhĩ cho rằng, quy tắc của Diệp Cô Vũ thậm chí không thể dùng từ kiêu căng để hình dung, mà phải gọi là quá ngạo mạn. Vô cùng kiêu ngạo tung hoành không hề kiêng kỵ. Chương 174, Giang Đạo Minh. Tát Bỉ Nhĩ rất bất mãn với Diệp Cô Vũ, đến lầu 36 của khách sạn Trung Thiên thì bất mãn tăng lên đỉnh điểm. Thương Thiên Đại tế Ti Tây Ly giáo vừa mới tới phía trước cửa chính khắc hoa gỗ lim của phòng tổng thống, thì có hai bóng trắng quỷ mị từ hư vô âm u xông ra, vô thanh vô tức dừng ở trước người Tát Bỉ Nhĩ. Hai cô gái áo bào trắng ở trong phòng cùng Diệp Cô Vũ rất giống nhau, hai bóng trắng, dáng người cũng rất thướt tha, là kiểu phụ nữ đầy đặn mê người, cả người bao trong trường bào ả rập trắng, chỉ hở ra bốn con mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tát bỉ nhĩ, hàn quang tỏa ra ác nhiệt, giống như vật hữu hình đâm thẳng vào bên trong xương cốt tát bỉ nhĩ. Nếu là người thường bị ánh mắt như vậy áp bức, chỉ sợ sẽ run rẩy mà ngã xuống mặt đất. Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt này thì không thể nghi ngờ, nếu bản thân ứng phó không thỏa đáng, chủ nhân ánh mắt đó sẽ lập tức ra tay đoạt đi tính mệnh của mình. Đối với thủ đoạn của sát thủ thiên ưng, Tát Bỉ nghĩ không còn xa lạ gì. Chỉ cần có chút tìm hiểu về con người của Thiên Ưng thì sẽ rất rõ ràng, sát thủ của Thiên Ưng làm người ta kinh hồn bạt vía không phải bởi dao găm tầm kịch độc, cũng không phải thủ pháp ám sát chồng chất, mà chính là hung hãn không sợ chết vì thủ đoạn mà bỏ mạng. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, đồng quy vô tận vĩnh viễn không phải thủ đoạn cuối cùng của sát thủ Thiên Ưng. Một số sát thủ dưới tình hình bất đắc dĩ và tình huống đồng quy vô tận hoàn toàn khác nhau, lúc mỗi sát thủ thiên ưng đang thi hành nhiệm vụ, đều mang theo trái tim đã chết. Đồng quy vô tận, chỉ là một thủ pháp ám sát bình thường mà sát thủ thiên ưng lựa chọn. Nếu đồng quy vô tận mà có thể ám sát thành công, thì bất cứ sát thủ thiên ưng nào sẽ không chút do dự sông lên ôm đối tượng cùng chết. Nếu đối tượng bị ám sát so với thích khách võ công cao hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn, vũ khí cũng lợi hại hơn so với thích khách, đối mặt với loại thủ đoạn cực đoan này, tất cả những tác dụng của những phương pháp phòng ngự khác đều bị hạ xuống mức thấp nhất. Lúc bị đối tượng ám sát chĩa lưỡi dao sắc bén về phía mình, sát thủ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, cũng không né tránh mà lại xông thẳng lên mũi dao, khi dao của đối tượng đâm vào ngực tên thích khách thì cũng có nghĩa con dao tầm kịch độc của gã sẽ đâm qua tim người đó. Thiên Ưng dường như vẫn còn bí thuật nào đó, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ năng lực tiềm tàng ký bản quyền tê ý bản quyền phát ra hết, khả năng lúc sắp chết Tốc độ vượt xa mức bình thường, uy lực không tầm thường một chút nào. Đây mới thực sự là tử sĩ. Bất luận là nam hay nữ. Nhưng Tát Bỉ Nhĩ không sợ hãi. Loại thủ đoạn tầm thường này của thiên ưng giáo không uy hát yêu ta ép được ngũ đại vô thánh đứng đầu thương thiên đại tế ti của Tây Ly giáo. Tránh ra. Tát Bỉ Nhĩ trừng mắt, nổi giận đùng đùng quát. Tát Bỉ Nhĩ một mình sông lên. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Tát Bỉ Nhĩ tức giận quy củ thối nát của diệp cô vũ quả thực không ít xét theo tính tình của tát bỉ nhĩ tật xấu này không thể chiều chuộng được thiên ưng là cái gì diệp phương tát bỉ nhĩ cho tới giờ đều không cho là vậy không có sự ủng hộ của tây ly giáo không có sự ủng hộ của sư phụ diệp cô vũ chỉ là một tên phương đông mà cũng có thể làm chủ thiên ưng sao có được ngày hôm nay là quyền binh lừng lẫy sao làm người không thể mất gốc tát bỉ nhĩ thiên tư không tính là cao nhưng Dung Thiên Tổ Sư vẫn nể trọng ông ta là bởi nguyên nhân này. Tát Bỉ Nhĩ đối với sư phụ vô cùng tôn kính, một mực trung thành. Đối với tiếng quát của Tát Bỉ Nhĩ, hai cô gái áo bào trắng coi như không nghe thấy, hai sofa lê sáng người dưới ánh đèn, hai đạo hàn quang chợt lóe. Đó chính là hai cây dao găm, dài không quá 20 phân, miệng lưỡi dao xanh ngắt, cho thấy rằng nó đã được tẩm kịch độc. Đây không phải độc vẽ bừa lên dùng tạm, mà là chọn cây dao đã được ngâm trong dược vật kịch độc không biết trong bao lâu. Dược vật kịch độc này sớm đã dính vào toàn bộ mũi dao, chỉ cần bị cứ qua một chút, trong nháy mắt độc tố sẽ theo máu chảy vào tim. Tát bỉ nhĩ giận dữ. Ông ta hôm nay đến khách sạn Trung Thiên quả thực không có hẹn trước với Diệp Cô Vũ. Tát bỉ nhĩ thật ra là đến vấn binh hỏi tội. Nhưng mấy tên, yêu cơ, ở bên người Diệp Cô Vũ này, ai cũng không nhận ra ông ta ai cũng không biết ông ta chính là khách quý của diệp vương đây hai nữ nhân ngu xuẩn này dám ở trước mặt ông rút kiếm quả thực buồn cười tát bỉ nhĩ ra tay không chút khách khí tuyệt không phải người nào cũng có thể cầm dao tẩm độc quơ qua quơ qua lại trước mặt vô thánh tây ly giáo đâu những người khác sợ sát thủ thiên ưng không sợ chết nhưng tát bỉ nhĩ không sợ thực lực trước mắt đều là ra tay bạt mạng chiến thuật liều mạng quả thực rất phí công cút ngay Tát bỉ nhĩ hét lớn một tiếng, lập tức đi thẳng về phía trước. Hai cô yêu cơ dương dao găm lên, không chút do so dự đâm về hướng tát bỉ nhĩ, cũng biết tát bỉ nhĩ là khách quý của Diệp Vương, nhưng giờ phút này điều ấy không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Không có mệnh lệnh của Diệp Vương, ai có gan thép xông vào phòng Tổng thống đều gờ yêu ta hết. Bất luận hắn là ai đi nữa. Các cô ấy chính là tử sĩ của Diệp Vương. Là yêu cơ của Diệp Vương. Trong mắt các cô, trên thế giới này chỉ có một người không thể gợi yêu ta hết, đó chính là Diệp Cô Vũ là cha các cô, là chồng các cô, đó là suy nghĩ tối thượng trong lòng họ. Nhưng hai cây dao găm này lại không thể đâm chúng Tát Bỉ Nhĩ. Tát Bỉ Nhĩ không tránh né hai thanh dao găm kịch độc, cứ vậy tiến lên. Cánh tay hai cô yêu cơ dương lên trong không trung, hai tròng mắt vô tình lạnh lẽo như băng, trong phút chốc trở nên trống trơn, một mảnh mờ mịt. Dường như trong chấp nhoáng, linh hồn bọn họ bỗng nhiên ra khỏi thân thể của chính mình. Hai người đang sống bỗng nhiên biến thành tượng đất. Sau đó hai cô yêu cơ vô thanh vô tức ngã xuống đất. Tát bỉ nhĩ cười lạnh một tiếng. Bản lĩnh đại vô sư tây ly giáo sao lại có thể thấp hơn sát thủ thiên ưng được chứ? Diệp cô vũ huấn luyện được bọn họ như những cái xác không hồn, đối với người bình thường thì cực kỳ đáng sợ, nhưng trong mắt Tát bỉ nhĩ các cô gái này không là gì cả ngoại trừ lúc mấy cô này thân thể tuyết trắng mềm mại ở giường phục vụ diệp cô vũ thì tát bỉ nhĩ không thấy bọn họ có bất cứ giá trị nào tát bỉ nhĩ đẩy cánh cửa chính gỗ lim chạm trổ hoa lá bước vào từ chỗ này đến phòng ở của diệp cô vũ phải thông qua ba cửa chính nữa quan niệm của người thiết kế phòng tổng thống cho khách sạn trung thiên chính là quý khí hết mức có thể Ông ta muốn cho mọi người khách bước vào gian phòng tổng thống này trong nháy mắt sẽ có cảm giác bản thân mình là quân lâm thiên hạ và có được cảm giác thành tựu. Cửa gỗ lim khắc hoa thứ nhất có hai cô yêu cơ. Tuy nhiên lần này, mấy cô đó không thể tiếp tục cản trở tát bỉ nhĩ được nữa. Cho ông ta vào. Giọng nói trầm ấm của Diệp cô Vũ từ sâu trong phòng tổng thống truyền đến. Giọng bình thản, nhưng bên trong lại vô cùng uy nghiêm. Từ cánh cửa thứ nhất đến phòng khách phòng tổng thống tấm khoảng 20 mét trở lên, thanh âm trầm thấp của Diệp Cô Vũ xuyên thấu qua mấy cánh cửa cửa gỗ lim đóng chặt, thật giống như anh ta đang đứng ở cách đó không xa nói chuyện vậy về. Mấy cánh cửa gỗ lim dường như không tạo thành bất luận cản trở gì. Loại tình hình này trong mắt người ngoài cực kỳ quỷ dị, các yêu cơ sớm đã thấy quá quen thuộc. Tát bỉ nhĩ cũng quá quen thuộc. Không có ai ra tiếp tục ngăn cản ông, nhưng không có ai ra mở cửa, lại càng không có người ra đón tiếp. Người bên Diệp Cô Vũ rất rõ ràng, chỉ nghe mệnh lệnh của Diệp Vương. Tát Bỉ Nhĩ không có đủ tư cách để Diệp Vương đón tiếp. Cửa chính phòng khách chạm hoa bị một trường đẩy ra, mặt Tát Bỉ Nhĩ đầy vẻ giận dữ, xài bước đi đến, Diệp Cô Vũ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía ông ta, không có ý định xoay người lại. Hai yêu cơ mặc áo bào trắng, khoanh tay đứng trong phòng khách, ngay cả mắt cũng không chấp. Diệp Vương không hạ lệnh, trong mắt các cô, Tát Bỉ Nhĩ chỉ là không khí, hoàn toàn không tồn tại tát bỉ nhĩ tức đến độ sắc mặt xanh mét ngoài sư phụ không ai dám cố ý không nhìn ông ta diệp cô vũ cũng không thể như vậy được giang đạo minh tát bỉ nhĩ gầm lên một tiếng những sợi gân xanh trên cổ nổi lên mạch máu trên trán thình thịch nhảy lên không ngừng giang đạo minh bóng dáng cao ngất của diệp cô vũ giật mình nhẹ nhàng run rẩy chậm rãi xoay người nhìn tát bỉ nhĩ đây là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn góc cạnh rõ ràng, đường cong như đao bổ phủ, kiên nghị vô cùng, hai mắt tinh quang lóe sáng, cho dù dựa theo tiêu chuẩn khắt khe nhất, Diệp Cô Vũ vẫn là một Mỹ Nam siêu cấp. Nếu như có lời bắt bẻ thì chỉ có thể là thân hình anh ta cường tráng quá mức, không có chút nào gọi là dịu dàng. Quá mức cương nghị, loại nam nhân có tướng mạo như này sẽ có tính cách cực kỳ cứng cỏi, đối với mục tiêu mình đã xác định thì tuyệt đối không hối hận mà rút lui, tuyệt đối không do dự, tuyệt đối không lùi bước, chưa đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ qua. Tuy nhiên giờ phút này, ánh mắt của Diệp Cô Vũ có chút mơ màng, mang theo nhiều điểm sương mù, giống như có chuyện gì đó đang đan vào tình cảm ở sâu nhất trong tâm hồn anh ta. Có thể trong nháy mắt gợi lên loại tâm sự này của Diệp Cô Vũ thật không dễ dàng. Những việc anh ta quan tâm trên thế gian này thật sự quá ít. Nhưng Giang Đạo Minh hiển nhiên là ngoại lệ. Tát bỉ nhĩ đón ánh mắt của Diệp Cô Vũ, tập trung nhìn trả lại, không né tránh, Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Giả bộ cái gì chứ? Người khác không biết giang đạo minh chính là Diệp Cô Vũ, chẳng lẽ ta không biết sao? Nhiều năm trước kia, người không phải là một thằng nhóc trung nguyên bị trọng thương đang hấp hối sao? Không phải sư phụ ta đã cứu mạng người sao? Tình cảnh ngày đó vẫn rõ mồn một, lúc ấy người có thể giấu giếm người khác, nhưng có thể giấu giếm được ta, người đã tận mắt trông thấy. Một câu. Giang Đạo Minh đã đem chọn 20 năm năm che giấu của ngươi xé toang sạch sẽ. Theo ý của Tát Bỉ Nhĩ, lúc trước sư phụ không nên cứu Giang Minh Đạo, cái đám người Hán Trung Nguyên kia đều là một bọn âm hiểm giảo hoạt đúng như sách cổ đã nói lại toàn những kẻ lấy oán trả ơn, Đắc Chí liền ngang ngược. Tát Bỉ Nhĩ bất luận cái gì đều không có nửa phần hào cảm với người Hán. Nhất là đối với Giang Đạo Minh thì càng thêm như vậy. Cũng không biết là do nguyên nhân gì, từ lúc nhìn thấy Giang Đạo Minh người Hán đến từ Trung Nguyên này khiến nội tâm ông ta nổi lên một cố cực kỳ bất an. Thật kinh hồn bạt vía. Tát bỉ nhĩ có một loại dự cảm không tốt, cuối cùng sẽ có một ngày, ông ta sẽ chết trong chính tay người Hán. chương 175, Kế hoạch của Vu Vương Tát bỉ nhĩ, Giang Đạo Minh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, ta là Diệp Cô Vũ. Thật lâu sau, Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp mà kiên định, ánh mắt lạnh lùng, giống như mũi dao hướng về phía đôi mắt của Tát Bỉ Nhĩ, mơ hồ có ngọn lửa đang nhảy nhót. Tát Bỉ Nhĩ rốt cuộc đem ánh mắt của mình rời đi, hừ lạnh một tiếng, không khách khí ngồi xuống ghế sofa tổng thống bọc lớp da thật màu vàng, bắt chéo hai chân. Đây là tư thế mà Tát Bỉ Nhĩ sau khi đến địa bàn của người Hán Trung Nguyên mới học được. Ở Tây Vực, tất cả quốc gia ở giáo tổng đàn Tây Ly, đa số người đều là ngồi xếp bằng, rất ít có thói quen ngồi vỉnh chân bắt chéo, dâng trà cho đại tế ti. Ánh mắt như dao của Diệp cô vũ thu lại không thấy, từ cửa sổ sát đất chậm rãi bước về, ngồi xuống đối diện tát bỉ nhĩ, lưng rất thẳng, tư thế ngồi đoan chính. Bất luận khi nào, Diệp Vương đều là phong độ sắc bén áp người như thế. Vâng, hai cô gái mặc áo trắng dài thấp giọng nghe lệnh, âm thanh trong trẻo êm tai như tiếng chim sơn ca. Những nữ tử dị tộc đến từ khu vực khác này, tiếng trung nói cực kỳ tiêu tiêu chuẩn lưu loát người thân cận nhất bên cạnh Diệp Vương đều có thể nói tiếng Trung cực kỳ trôi chảy. Diệp Vương trước nay đều không giấu giếm bọn họ lai lịch thật sự của bản thân. Ta, Diệp Cô Vũ, chính là người Hán đến từ phía đông xa xôi. Nếu ta đã đến nơi này, ta chính là vua của các ngươi. Tất cả người của thiên ưng giáo đều phải tôn ta làm đấng trí tôn, ý chí của ta, chính là ý chí của các ngươi. Bất kể là ai, không phục tùng chỉ lệnh của Diệp Vương, không theo bước của Diệp Vương, đều chỉ có một kết cục chết. Giang Đạo Minh gia nhập, Thiên ưng, chỉ trong thời gian một năm, liền trở thành giáo chủ mới của Thiên ưng. Ngay trước mặt tất cả giáo đồ trụ cột, Diệp Cô Vũ dùng thủ đoạn trực tiếp đơn giản nhất, không đến 10 lần gặp mặt liền đưa lão giáo chủ vào địa ngục. Thiên ưng là một thế giới mà kẻ mạnh làm vua. Từ đây, Giang Đạo Minh trở thành Diệp Cô Vũ, trở thành chủ nhân mới của mấy ngàn giáo đồ Thiên ưng, trở thành Diệp Vương Trấn danh Tây Á. Hơn nữa tất cả các giáo đồ đều tin rằng, không cần đến bao lâu, uy danh của Diệp Vương và Thiên ưng sẽ chấn động cả thế giới, khiến cho mọi người nghe đến đều sợ mất mật. Chỉ cần nghe tới tên của Diệp Vương và Thiên ưng, bất kể là người hùng mạnh thế nào, đều giật mình lo lắng, đêm không ngủ được. Nữ tử áo trắng dâng trà xanh thơm ngát bốn bề cho Diệp Cô Vũ và Tát Bỉ Nhĩ. Cho dù là ở Tây Vực xa xôi, nơi đất khách quê người không có một người cùng dân tộc, Diệp cô vũ cũng vẫn luôn uống trà xanh đến từ phương đông, tuyệt đối không đụng hồng trà, nhất là hồng trà thêm đường hoặc các đồ uống biến dị khác. Tát bỉ nhĩ lạnh lùng nói: Đun cho ta hồng trà cho thêm đường. Nữ tử mặc áo trắng dâng trà cho gã giống như không nghe thấy, nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở trước mặt gã. Ngay sau đó chậm rãi đi đến phía sau Diệp cô vũ đứng, một lời không nói, cũng không có động tác khác. Ở đây chỉ có Diệp Phương mới có thể ra lệnh cho các cô bất kỳ người nào khác đều không có tư cách đó. Các cô vì Diệp Vương mà sinh ra, cũng vì Diệp Vương mà chết. Diệp cô vũ nhàn nhạt nói. Tát bỉ nhĩ, quy tắc nhập ra tùy tục này, người chưa từng nghe thấy hay sao? Tát bỉ nhĩ hừ lạnh một tiếng, đem chân bắt chéo để xuống, thẳng tắp nhìn Diệp cô vũ, tức giận nói. Diệp cô vũ, người nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giải thích, vì sao? Người còn hỏi ta tại sao? thiên ưng danh tiếng lừng lẫy, ngay cả một tên đoạn khổng tước bị thương cũng gờ yêu ta ít không nổi. Người không thấy là rất buồn cười sao? Diệp cô vũ kinh ngạc hỏi ngược lại. Ai nói thiên ưng muốn gờ yêu ta ít đoạn khổng tước? Tát bỉ nhĩ liền cười, cười lạnh. Người không gờ yêu ta ít đoạn khổng tước, vậy ngươi phái những người kia đi chịu chết hay sao? Diệp cô vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ chính là đi chịu chết. Tát bỉ nhĩ lại là một tiếng cười lạnh, dứt khoát không nói nữa. Đây rõ ràng chính là tranh cãi. Không ngờ đường đường là chủ nhân của thiên ưng, lão nhân trong núi, một thứ di tân, diệp vương trấn danh Tây Á, cư nhiên ở trước mặt y chơi xấu. Đây lại là trước mặt tát bỉ nhĩ, chưa từng dự liệu đến. Diệp cô vũ lắc đầu, chậm rãi nói. Tát bỉ nhĩ, chuyện này ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Ngươi không có tư cách này. Giọng điệu trầm thấp mà bình thản, lời nói lại không chút khách khí tát bỉ nhĩ giận dữ, mạnh mẽ ngồi thẳng dậy. Diệp cô vũ, người không cần kiêu ngạo như thế. Ta biết người có ước định với sư phụ ta. Thế nhưng bây giờ sư phụ ta đang bế quan, tất cả việc bên này đều là do ta toàn quyền phụ trách. Nếu các người đã đến rồi, vậy mọi người nên phối hợp nhất trí. Diệp cô vũ, mong người rõ ràng, đây là việc của Tây Ly giáo chúng ta, các ngươi là đến giúp đỡ. người hán các ngươi có một thành ngữ, gọi là giọng khách hát giọng chủ diệp cô vũ khóe miệng hiện lên một chút ý cười mang theo ý châm chọc thản nhiên nói không tệ mà tát bỉ nhĩ ngay cả thành nữ của người hán chúng ta đều học được rồi mặc dù dùng không được chuẩn xác như thế diệp cô vũ nhìn qua là dáng vẻ ba mươi mấy chưa đến bốn mươi tuổi có lẽ số tuổi thật sự so với diện mạo bên ngoài của y lớn hơn một chút song chắc chắn nhỏ hơn tát bỉ nhĩ thế nhưng nhìn dáng vẻ của y đối với tát bỉ nhĩ không hề có ý tôn trọng chẳng lẽ không đúng sao các ngươi tới hỗ trợ, thì phải dựa theo sự sắp xếp thống nhất của chúng ta hành động. Người tự tiện làm chủ, phải đám phế vật kia đi chịu chết, không những không giúp được gì, còn bại lộ mục đích của chúng ta. Đây là ý gì? Cho nên nói người không hiểu, người một chút cũng không hiểu. Diệp cô vũ lại nhẹ nhàng lắc đầu, ý châm trọng ở khóe miệng càng đậm. Tát bỉ nhĩ thiếu chút nữa tức giận đến phun ra máu. Nếu không phải là bởi vì sư phụ đang bế quan, bản thân y tuyệt đối không muốn giao thiệp với diệp cô vũ độ kiêu căng của người này đã đến mức hết thuốc chữa được ta không hiểu vậy thì mời ngươi giải thích một chút đi tát bỉ nhĩ hít sâu một hơi đem ý nổi giận cuồn cuộn trong ngực đè xuống lấy giọng điệu bình hết mức lạnh lùng nói diệp cô vũ không vội vã nói chuyện bưng chén trà lên nhấp một ngủ mới chậm rãi nói tát bỉ nhĩ đây là một kế hoạch lớn một kế hoạch rất lớn rất lớn ngươi hiểu không sư phụ của ngươi muốn đối phó, không phải một người, cũng không phải một gia tộc. Mục đích của vu vương, cũng không phải là đối phó một kẻ thù riêng lẻ nào, ai chính là kẻ thù của vu vương. Thế nhưng, thực lòng mà nói, mục tiêu đầu tiên của các ngươi chọn nhầm rồi. Các ngươi, thật không nên chọn tiêu gia làm đối tượng đả kích đầu tiên. Nói tới đây, Diệp cô vũ khe khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt lại mê đi. Dường như suy nghĩ lập tức lại phiêu du ở phương xa, bay tới quá khứ xa vời tát bỉ nhĩ hừ một tiếng sắc mặt càng thêm khó coi nói chuyện giật gân kế hoạch của vu vương sư phụ rốt cuộc có kế hoạch gì ngay cả tát bỉ nhĩ mình cũng không rõ ràng như thế một người ngoài như diệp cô vũ ngươi chẳng lẽ so với đại đệ tử tây ly giáo ta còn rõ ràng hơn sao tiêu ra làm sao lại chọn nhầm rồi tát bỉ nhĩ kiềm nén lửa giận hỏi diệp cô vũ trầm ngâm nói Minh Pháp người Hán chúng ta có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người đã nghe qua chưa? Tát bỉ nhĩ lại là hừ lạnh một tiếng. Ngay từ nhiều năm trước, dưới yêu cầu của sư phụ, y phải học tập văn hóa dân tộc Hán. Tát bỉ nhĩ tuy rằng không biết vì sao, đối với mệnh lệnh của sư phụ lại không dám làm trái. Sau đó Tát bỉ nhĩ phát hiện, gần như mỗi một vị sư đệ nhập môn, Sư phụ trong khi truyền thụ cho bọn họ vô thuật Tây Ly Giáo đồng thời cũng bắt họ học văn hóa dân tộc Hán ở Trung Nguyên. Hơn nữa còn yêu cầu rất nghiêm khắc, cứ qua một thời gian, sư phụ lại tiến hành kiểm tra với các đồ đệ, đối với kiểm tra văn hóa Hán, dường như nghiêm khắc giống kiểm tra vô thuật. Nhiều năm trôi qua như vậy, Tát Bỉ Nhĩ sớm đã tinh thông văn hóa dân tộc Hán. Tát Bỉ Nhĩ, ta biết Dung Thiên Tổ sư yêu cầu mỗi người các ngươi đều phải học tập văn hóa Hán, ông ấy năm đó giúp đỡ ta, ước chừng cũng có suy tính trên phương diện này. Thế nhưng đây không có nghĩa, người thực sự học được văn hóa Hán các người nhầm vào tiêu gia ra tay, đối với tiêu gia rốt cuộc hiểu biết bao nhiêu. Nhất là đối với tiêu phàm, các người hiểu về người này sao? Bọn ta đang tìm hiểu. Diệp cô vũ khóe miệng lại hiện lên một nụ cười châm chọc, nhàn nhạt nói. Đợi sau khi dung thiên tổ sư bị thương bế quan, các người mới nghĩ đến đi tìm hiểu tiêu phàm, có phải quá muộn rồi không? Hai hàng lông mày của tát bỉ nhĩ mãnh liệt dương lên, khắp mặt đều là vẻ cảnh giác, ai nói sư phụ bị thương chứ? sư phụ chỉ là đang bế quan. Diệp cô vũ cười cười, nói. Tát bỉ nhĩ, dung thiên tổ sư có phải bị thương hay không, ta rõ ràng hơn ngươi. Hơn nữa ta còn biết rõ ông ấy bị thương nặng thế nào. Giáo chủ Tây Ly giáo, chống đối lại trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn, một chút tiện nghi cũng đừng mơ chiếm được. Cái gì, trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn, ngươi nói là tiêu phàm. Tát bỉ nhĩ lúc này thật sự chấn động, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên thân là một thuật sư, mặc dù đến từ Tây vực xa xôi, Tát Bỉ Nhĩ đương nhiên nghe nói qua vô cực môn. Khi Dung Thiên TTO Sư đàm luận với bọn họ về các phái thuật pháp phong thủy ở Trung Nguyên, phái xếp hàng thứ nhất chính là vô cực môn. Thế nhưng Tát Bỉ Nhĩ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, cháu đích tôn trưởng của tiêu gia tiêu phàm, cư nhiên sẽ là trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn. Đương nhiên, điều này làm sao có thể, hắn, hắn còn trẻ như vậy. Tát Bỉ Nhĩ vẻ mặt không tin diệp cô vũ thản nhiên nói người kỳ tài kiệt xuất trên thế giới này nhiều vô số kể chỉ có điều ngươi tiếp xúc không nhiều mà thôi không biết mình biết ta ra tay mù quáng nếu như không phải tiêu phàm vì tiêu ra nghịch thiên cải mệnh dung thiên tổ sư ra tay đánh lén mà là đấu pháp công bằng dung thiên tổ sư làm sao có thể thoải mái như thế chỉ sợ phải trở về quê trị thương rồi những chuyện này ngươi làm sao mà biết được tát bỉ nhĩ hoài nghi bất định hỏi Sớm đã không phải là sự phẫn nộ như lúc mới đến, trở nên cây ếch yêu ta ép sợ cực độ. Diệp cô vũ lãnh đạm cười, khoát tay áo, nói. Tát bỉ nhĩ, chuyện mà ta biết, chỉ có nhiều hơn so với trí tưởng tượng của ngươi. Ngươi quay về đi, chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay nữa, để ta đi xử lý. Không thể được, chuyện này, nhất định phải do ta làm chủ. Tát bỉ nhĩ không chút do so dự nói, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, không có nửa điểm vãn hồi được vậy thì do ngươi làm chủ vượt qua dự liệu của tát bỉ nhĩ diệp cô vũ không ngờ lại đồng ý tuy nhiên lời nói tiếp theo của diệp cô vũ lại làm cho tát bỉ nhĩ tức giận đến sôi máu tát bỉ nhĩ ngươi nói không sai đây là chuyện của tây ly giáo các ngươi nên do ngươi đến làm chủ thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu đừng bao giờ đánh giá mình quá cao tiêu phàm do dù bị thương nặng hơn nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn giống như năm đó năm đó thế nào? Diệp cô vũ cười cười, không nói tiếp. Năm đó, cho dù ta hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở, muốn gợi yêu ta ết tát bỉ nhĩ ngươi, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Audio điện tử võ tấn bền chương 176, khiêu khích tôi, đối với các người không có bất kỳ lợi ích gì từ tứ hợp viện Văn Thiên cư ngụ đi ra, tiêu phàm và tân lâm lên chiếc xe Mercedes-Benz. Tân Lâm không lập tức nổ máy xe, nhàn nhạt hỏi quay về chỉ thủy quan hay là đi đến chỗ Anelina. Từ mấy ngày nay, tiêu phàm rất nhiều đêm đều là ở chỗ của Anelina, rất khoa trương, một chút cũng không khiêm tốn. Nếu như toàn bộ con ông cháu cha trong thành Bắc Kinh này gần như cũng đã biết hết, nữ hoàng hộp đêm, thời đại mới của quán ba tinh nữ là tiêu đại thiếu ra bao, thế thì tiêu đại thiếu ra liền có thể đem vở kịch diễn thật hơn vài phần. Một mỹ nữ ngoại quốc đẹp như hoa như ngọc bày ra như thế, tiêu đại thiếu cũng không thể quá lạnh lùng sẽ bị người ta hoài nghi đấy." Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, mày hơi nhíu lại, nói: "Anelina có thể sẽ rước lấy phiền phức rồi." Tân Lâm liền yên tĩnh đợi câu tiếp theo. Tiêu Phàm mặc dù thân chịu trọng thương, cảnh giới thuật pháp tu vi hạ xuống, thế nhưng suy diễn kiếp số bình thường, hiển nhiên sẽ không khó đoán. Đối với trưởng giáo chân nhân vô cực môn mà nói, tất cả sự giảm xuống trên cảnh giới là chỉ sự khác biệt về đỉnh cao. Tiêu Phàm đang muốn mở miệng điện thoại bỗng nhiên rung lên. Tiểu Quế Tử, Tiêu Phạm Ấn nút nghe. Đại ca, vâng, có chút việc muốn báo cáo với anh. Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Tiểu Quế Tử có chút lo âu, dùng cũng là núi mòn của giới quan trường, tiêu chuẩn. Nhị ca đã đi, nông thôn, Tiểu Quế Tử bọn họ liền theo đại ca, lăn lộn thế nhưng tạm thời vẫn có chút chưa quen với tác phong hành sự của đại ca. Ở cùng với Tiêu Phạm, vẫn luôn không kìm được căng thẳng trong lòng, không giống như ở cùng với nhị ca, uống rượu đánh rắm không phải kiêng kỵ cái gì. Đại ca chính là phong cách như vậy. Có phải có liên quan đến Anelina? Tiểu Quế tử lập tức chấn động, kinh ngạc vô cùng nói. Đại ca, sao anh biết, thật sự là thần rồi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười. Đại ca, là thế này, vừa rồi một anh em bên tứ cục gọi điện cho em, nói bộ đội bắt được một chiếc thuyền phía đông trên biển, buôn lậu, Anelina có liên lụy vào rồi tiểu quế tử thận trọng nói, mang theo giọng điệu thăm dò, dường như đang phỏng đoán. Chuyện này rốt cuộc có phải đại ca sớm đã biết rồi, hoặc là mỗi một hành động của Anelina, căn bản chính là ý của đại ca. Tứ cục, trong lời tiểu quế tử, tiêu phàm rất rõ ràng là chỉ cục biên phòng trong bộ, bộ đội quản lý hoạt động biên giới hiện hành. Làm sao lại dính dáng vào? Phải, vâng, người trên thuyền đã ói tên của Anelina, tứ cục bên đó mời cô ấy đi rồi người anh em bên đó của em bảo em hỏi xem, chuyện này anh có biết không? Tiểu Quế Tử cân nhắc từng câu từng chữ, giảm thấp âm thanh nói. Không nghi ngờ gì, sau khi Anelina đi tứ cục, đã khai tiêu phàm ra. Bên kia vừa nghe việc này cư nhiên dính dáng tới cháu đích tôn của lão Tiêu gia, hiển nhiên khẩn trương. Tiểu Quế Tử có mặt trong đám con cháu quan lại ở thành Bắc Kinh không tính là có nhiều hơn một nhân vật xuất sắc, thắng ở tin tức linh thông nhất là trong cùng một hệ thống có không ít các anh em đáng tin cậy tiêu phàm bình tĩnh hỏi tứ cục bên đó định xử lý như thế nào tiểu quế tử vội vàng nói tạm thời vẫn chưa xử lý đại ca chuyện này à em có một kiến nghị cậu nói đi anh tốt nhất đừng ra mặt để em nghĩ cách một chiếc thuyền cũng không tính là một chuyện lớn chuyện như vậy nếu mở rộng phạm vi đương nhiên được xem là chuyện lớn Tiểu Quế Tử cũng không nói chiếc thuyền trọng tải lớn bao nhiêu, trọng tải càng lớn, phiền toái cũng càng nhiều. Thế nhưng trong thành tứ cửu này, lại không hề nhìn thấy việc thật sự không có cách giải quyết. Đại ca, em chính là muốn hỏi một chút, chiếc thuyền kia có cần thả hay không? Tiểu Quế Tử hơi ngừng một chút, lại hỏi: Nếu như chỉ là đưa Anelina đi ra, vấn đề không lớn, tiểu quế tử và anh em của cậu ta có rất nhiều cách. Thế nhưng nếu là thả cùng với thuyền, độ khó liền lớn hơn rất nhiều rồi cần tốn chút tâm tư, chuẩn bị một chút. Đại ca đối với anh em trượng nghĩa như thế, tiểu quế tử cảm thấy cũng nên đến phiên mình vì đại ca bỏ công sức lớn rồi. Bằng không các anh em luôn làm phiền đại ca, thời khắc mấu chốt giúp không được cái gì, như thế còn có thể gọi là anh em. Thế gọi là thùng cơm. Tiêu phàm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Đừng vội thả, người cũng đừng vội thả. Được, em hiểu rồi, thế, đại ca, em không có việc gì rồi anh yên tâm, Anelina ở trong đó sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Tiểu Quế Tử nghiêm túc nói. Cậu ta biết sức nặng của Anelina trong suy nghĩ của đại ca, vì người phụ nữ Nga da trắng này, đại ca liên tiếp xử lý Uông Nhị, Uông Tam và Diệp Đại Thiếu Gia. Đó đều là con cháu quan lại có tiếng tăm lừng lẫy trong thành tứ cửu, lai lịch xuất thân đều không dưới đẳng cấp của lão tiêu gia. Hiện tại đại ca không cho vội vã thả người, phỏng chừng là muốn đem sự việc làm rõ trước mới giải quyết đây rất phù hợp với phong cách hành sự vững vàng của đại ca thế nhưng đại ca chỉ thị không thả người không có nghĩa là anelina có thể ở trong cục chịu khổ dựa theo sự hiểu biết của tiểu quế tử càng là đàn ông có tiếng tăm càng không dễ dàng dung thứ cho loại chuyện này xảy ra được cảm ơn cậu tiểu quế tử ai đại ca sao lại nói cảm ơn đây không phải là việc mà huynh đệ nên làm sao tiểu quế tử vội vàng nói Bất kể bản thân mình có quen với phong cách hành xử của đại ca hay không, tiểu Quế Tử đều đã hạ quyết tâm đi theo đại ca đến cùng. Cái này không có gì để nói, lão Tiêu gia chính là châu, ông già Quế Thanh thu nhà cậu buồn bực bạc đầu vì xảy ra chuyện lớn, Tiêu đại ca một câu nói liền giải quyết rồi. Trước chuyện lớn, tiểu Quế Tử không giúp được gì, loại chuyện nhỏ này, khẳng định phải toàn lực ứng phó. Bằng không cũng quá là vô dụng. Tiêu Phàm cúp điện thoại, lẳng lặng dựa vào ghế dựa cao tay phải khẽ động, bấm lên một quẻ. Thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên cười, nói. Tối hôm nay, còn có khách. Tân Lâm gật gật đầu, đoán chừng những người sau lưng Anelina kia, cũng không có kiên nhẫn nữa rồi. Lại một hồi chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh bên trong xe Mercedes-Benz, một số điện thoại lạ, đến từ máy bay riêng ở Bắc Kinh. Xin chào. Tiêu tiên sinh, xin chào. Điện thoại bên kia, truyền đến một giọng nữ rất đặc biệt nghe qua tương đối tao nhã, lại mang theo ý áp bức nói không ra, dường như chủ nhân của giọng nói này có thói quen thay người khác làm chủ, là loại tính cách nói một không nói hai. Tiêu tiên sinh, ta họ đằng, đằng trong đằng vân giá vũ, Anelina gọi ta là đại tỷ. Đằng tiểu thư, tiêu phàm nhàn nhạt xưng hô một câu. Họ đằng là một họ rất hiếm thấy, trong bách gia tính có họ, đằng, này, tục truyền là một trong 14 hoàng tử của Chu Văn Vương, lại có truyền thuyết nói Chu Văn Vương phong 16 hoàng tử, đằng là thứ 12. Chương thứ 17 sách nguyên hòa tính toán ghi lại, ban đầu vốn là đằng thị, sau khi lánh nạn sửa thành họ Đăng Đến thời hậu Hán có N đằng phủ, song truyền đến bây giờ, rất nhiều tộc nhân họ Đăng kỳ thật đến từ dân tộc Mãn và tộc Mông Cổ, sau khi Hán hóa, lấy đằng làm họ. Tiêu tiên sinh, Anelina xảy ra chút chuyện, anh có lẽ đã biết rồi chứ? Đại tỷ ở đầu dây bên kia vẫn như cũ không vội vàng không hấp tấp, duy trì ngữ điệu có cảm giác áp bức mà ả mang đến kia tiêu phàm lạnh nhạt nói đăng tiểu thư nói trọng điểm tuyệt đối không phải người nào đều có thể ở trước mặt tiêu phàm bày ra bộ dạng xuất sắc đó đại tỷ liền cười tiếng cười có chút lạnh tiêu tiên sinh rất nóng tính nhỉ tôi có thể hiểu rằng tiêu tiên sinh trong chuyện này không có đủ thành ý không tiêu phàm lãnh đạm nói đăng tiểu thư khiêu khích tôi đối với cô Đối với tất cả các người cũng đều không có bất kỳ lợi ích gì. Sự kiện Anelina đối với Tiêu Phàm mà nói, thuần túy chính là một chuyện ngoài ý muốn. Nếu như không phải là cơ duyên trùng hợp, Tiêu Thiên bị kéo vào, Tiêu Phàm lại cần một người đến che lấp một chút chân tướng thật sự, giữa hắn và Anelina sẽ không xảy ra bất cứ điểm tương đồng nào. Cục diện cực kỳ khó giải quyết mà Tiêu Phàm phải đối diện trước mắt nằm ở đối thủ lớn mạnh trong bóng tối. Dục dịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị bước vào giai đoạn đánh trực diện, giáp lá cả. Hắn quả thực không muốn lãng phí quá nhiều sức lực và thời gian trên đám người đứng sau lưng Anelina. Điện thoại bên kia ngưng lại một chút, hiển nhiên không ngờ đến thái độ của Tiêu Phàm lại có thể không khách khí như vậy. Cái này so với thông tin tình báo mà bọn họ nắm được về những tin tức liên quan đến cháu đích tôn trưởng của lão Tiêu gia, có sự chênh lệch rất lớn. căn cứ theo tư liệu mà đại tỷ bọn họ hiện đang nắm trong tay tiêu đại thiếu gia là một quân tử khiêm tốn ôn tồn nho nhã. Được rồi tiêu tiên sinh, chúng ta không vòng vèo nữa, có việc bàn việc. Anelina bây giờ gặp phiền phức rồi, chúng tôi hy vọng anh có thể lộ diện giúp cô ấy một chút, giúp cô ấy xử lý gọn chút phiền phức nhỏ này. Đại tỷ đè nén bất mãn trong lòng, thay bằng một ngữ khí khác tương đối, thành khẩn, nói. Giống như tiêu phàm nói, dưới tình hình trước mắt vì tiện khiêu khích cháu đích tôn trưởng của lão tiêu gia, đối với bọn họ quả thật không có bất kỳ ích lợi gì. Bọn họ sắp xếp Anelina cố ý tiếp cận những con cháu quan lại danh tiếng này tuyệt đối không phải vì muốn cãi nhau gây gỗ với người có quyền có thế lực đó, đây không phải là mục đích của bọn họ. Có thể, tiêu phàm lập tức đáp. Đăng tiểu thư, hẹn một nơi gặp mặt, tôi muốn biết, các người cụ thể có những yêu cầu như thế nào. Được, tiêu tiên sinh, chúng ta gặp mặt ở hội sở tư nhân hoa nhài đi. Tiêu tiên sinh, hội sở hoa nhài, anh biết vị trí cụ thể chứ biết tôi sẽ qua tiêu phàm hơi có chút bất ngờ không nghĩ đến đối phương còn là hội viên của hội sở hoa nhài theo tiêu phàm biết hội sở hoa nhài là một trong những hội sở xa hoa nhất ở bắc kinh khách và hội viên được tiếp đái bình thường đều là có bối cảnh rất thâm hậu xem ra sự thâm nhập của bọn họ không chỉ mới ngày một ngày hai người được phái đến cũng tuyệt đối không chỉ mình anelina được tiêu tiên sinh vậy tôi ở hội sở hoa nhài kính cẩn chờ đợi đại giá của anh. Đại tỷ nhẹ nhàng cười, rất khách khí nói, lại không chút do so dự cúp điện thoại trước. Hội sở hoa nhài, Tân Lâm cũng hơi có chút kinh ngạc, tiêu phàm gật gật đầu nói. Ừ, có lẽ chúng ta vẫn đánh giá thấp lực lượng của bọn họ, cần chuyên tâm đối đãi mới được. Tân Lâm không nói gì nữa, khởi động Mercedes-Benz, lái về phía trước. Ánh mắt tiêu phàm, nhìn xuyên qua cửa kính chiếc Mercedes-Benz, liếc mắt nhìn một chiếc xe Việt dã ở cách đó không xa. Nhìn theo chiếc Mercedes xa, hai người trẻ tuổi bên trong xe dùng mắt ra hiệu với nhau một cái, một nam thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ hạ giọng có chút lo lắng nói. Trần Tỷ, làm như vậy có phải có chút không thích hợp cho lắm không? Nam tử trẻ tuổi này đôi mắt lóe ra tinh quang, dáng vẻ vô cùng tỉnh táo, cho thấy được cũng không phải bình thường. Ngồi trên ghế lái là một vị cô nương trẻ tuổi, đôi môi nhếch ra, xem tướng mạo, tính cách tương đối bướng bỉnh. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì không thích hợp chứ? Ta phải hoàn thành nhiệm vụ, quản hắn là ai? Nói xong, tay chân nhanh nhẹn khởi động xe, gắt gao đuổi kiếp chiếc Mercedes Benz kia. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt có chút cảm thấy bất lực. chương 177, Uy Hát Yêu Đăng Phi Vân cũng không phải là hội viên chính thức của hội sở hoa nhài, thế nhưng ả à lại là người môi giới khách cho hội sở hoa nhài. Trong tay ả, à, có đến mấy tấm thẻ ngoài của thẻ hội viên, toàn bộ là liên kết với thẻ hội viên của các nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh. Kinh doanh nhiều năm, bọn họ ở Bắc Kinh đã có không ít quan hệ khách hàng. Trong tay nắm giữ tài nguyên khan hiếm như thế, muốn mê hoặc vài người đàn ông, tất nhiên là không khó khăn chút nào. Thế nhưng giờ khắc này đại tỷ Đằng Phi Vân ngồi ở tiệm cà phê bên trong hội sở hoa nhài, tâm tình cực kỳ không tốt nguyên nhân chính là ở thái độ của tiêu phàm làm cho đại tỷ không thoải mái Đằng phi vân biết tiêu phàm là người của tiêu gia là cháu đích tôn trưởng của tiêu lão gia nhưng như vậy thì sẽ thế nào loại con cháu quan lại danh tiếng tương tự đằng phi vân không phải chưa từng kết giao qua trong sim điện thoại của ả à, đang lưu ít nhất số điện thoại của hơn ba mươi mấy vị con cháu quan lại trong đó có 3 vị lai lịch xuất thân đều không kém tiêu phàm ai không đối với ả à, khách khách khí khí thậm chí phải tranh nhau lấy lòng à? Tiêu Phàm tự cho mình là đại thiếu gia nhà quyền quý, liền có thể ở trước mặt đằng đại tỷ bảy ra bộ dạng thối tha đó hay sao? Còn non lắm." Đằng Tiêu Vân xiên lên một miếng điểm tâm ngọt, chậm rãi đưa vào miệng, sắc mặt âm trầm. Xem ra cần thiết phải cho vị Tiêu đại thiếu gia này một bài học, cho hắn biết một chút quy củ. Về phần phải giáo huấn đến mức độ nào, Đằng Tiêu Vân vẫn chưa nghĩ xong, đợi lát nữa Tiêu Phàm đến, tùy cơ hành sự vậy đứng phía sau đằng Phi Vân là một vị đại hán lực lưỡng. Là một cự hán thật sự, cao đủ 1m9 trở lên, cả người đầy cơ bắp, cánh tay so với đùi của người bình thường còn to hơn, đầu chọc sáng bóng, phía sau đầu kéo một bím tóc đuôi sam, vẻ mặt dữ tợn, hung ác. Đây là vệ sĩ của đằng Phi Vân. Tình huống như vậy, trong hội sở hoa nhài cũng không hiếm. Rất nhiều khách đến hội sở tiêu tiền, đều đem theo nhân viên tùy thân, có lẽ là vệ sĩ, cũng có lẽ là thư ký dù sao hội sở hoa nhài, được xem là hội sở xa hoa nhất ở thành phố Bắc Kinh, ít nhất là một trong. Chỉ là có rất ít những cự hán thu hút sự chú ý của người khác như vậy xuất hiện. Cũng may đây là trong phòng bao, nếu không lại dọa chết những vị khách khác rồi. Ông chủ chu đại thường của hội sở hoa nhài vẫn là ăn mặc như một đầu bếp, chạy qua chạy lại ở vài địa điểm náo nhiệt trong hội sở, cười ha hả chào hỏi hàn huyên với khách quen. Ông chủ chu mập mạp, hay cười kỳ thực là một người rất được khách quý hoan nghênh. Đi đến bên ngoài tiệm cà phê, Chu Đại Thường nghênh diện thì gặp một người mặc đồng phục trắng khác, cũng là một đầu bếp lớn béo tương tự, trẻ tuổi hơn Chu Đại Thường rất nhiều. Cha, người đàn bà kia lại tới à? Người đầu bếp trẻ tuổi đến bên cạnh Chu Đại Thường, đè thấp giọng hỏi, hai hàng lông mày nhíu lại. Vị đầu bếp mập mạp trẻ tuổi này chính là phó tổng giám đốc kiêm tổng giám sát khu bếp của hội sở hoa nhài, con trai của Chu Đại Thường Chu Tiểu Thường đừng nhìn Chu Tiểu Thường trẻ tuổi, lại cũng là thân phận đầu bếp đặc biệt cấp một giống như bố của y, Tiểu Chu sư phụ, nổi tiếng lừng lẫy trong giới đầu bếp ở Bắc Kinh, danh tiếng to lớn, không hề thua kém, lão Chu sư phụ. Vẻ mặt thường xuyên cười hì hì của Chu Đại Thường đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng gật đầu. Cha, việc này con cảm thấy phải cẩn thận suy xét một chút mới được. Lai lịch của người phụ nữ này không tầm thường, luôn đồng đưa ở nơi này của chúng ta, ngộ nhớ có ngày xảy ra chuyện, thì có thể liên lụy đến chúng ta. Chu Tiểu Thường thấp giọng nói, giọng điệu hơi căm tức. Chu Đại Thường lắc đầu nói, con làm thế nào, trong tay người ta có thể hội viên liên kết của chúng ta, còn có thể không để ả à ta vào cửa. Quy tắc là do chúng ta tự mình đặt ra, người ta chỉ cần không làm hỏng quy tắc, bản thân chúng ta càng không thể nào làm hỏng quy tắc đó. Chu Tiểu Thường hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Y thừa nhận cha nói rất có lý, nếu như mở cửa kinh doanh thì sẽ không có cách làm đuổi khách ra bên ngoài cửa chỉ là có đạo lý không có nghĩa là có bảo đảm thật sự xảy ra chuyện quy tắc của hội sở hoa nhài cũng giúp không được bọn họ chu đại thường nhìn ra lo lắng của con trai khoát tay nói con đi đi ở đây có cha chăm sóc để ý đến à thật sự muốn làm thiêu thân chúng ta tiếp là được rồi vâng chu tiểu thường gật gật đầu xoay người bước đi bên kia mái hiên tiêu phàm và tân lâm một trước một sau đã đi tới. Chu đại thường lập tức mặt mũi tươi cười, xải hai cái đùi tròn vo, vui vẻ tiến lên đón tiếp. Tiêu đại thiếu ra, chào ngài, chào ngài. Tiêu phàm mặc dù chỉ ghé qua hoa nhài một lần, đã trở thành người nổi tiếng của hội sở. Quán bowling linh ở hội sở hoa nhài cho đến nay vẫn lưu truyền truyền thuyết liên quan đến điểm tối đa của tiêu đại thiếu. Một lần chơi 300 điểm, ở quán bowling linh của hội sở hoa nhài, chẳng những trước đây chưa từng có, mà thành tích này sau này cũng rất có thể sẽ tuyệt hậu. Hiển nhiên, chủ đại thường khách khí với tiêu phàm, không phải là vì số điểm 300 kia, mà là vì hắn họ tiêu. Xin chào, chủ tổng. Đối với ông chủ chu mập mạp này, ấn tượng của tiêu phàm rất tốt, chủ động đưa tay bắt tay với ông ta một chút. Tiêu đại thiếu ra, hôm nay muốn ăn gì, tôi làm cho ngài. Chu đại thường cũng không nói lời thừa thải, đi thẳng vào vấn đề hội sở hoa nhài sở dĩ danh tiếng vang dội ở thành bắc kinh tay nghề của cha con họ chu là chiêu bài cứng rắn rất nhiều quan lại quyền quý tiến đến hội sở hoa nhài chính là nhằm vào tay nghề của cha con họ chu mà đến tiêu phàm khẽ cười nói chu tổng tay nghề của ông tạm thời không thưởng thức được tôi là đến gặp một người quen ồ vậy được vậy được người quen của tiêu đại thiếu ở phòng bao nào tôi dẫn đường cho ngài chu đại thường nhìn qua tùy tiện dường như không có nửa chút tâm cơ miệng cũng là không loạn chút nào tiêu phàm nói là đến gặp người quen chu đại thường cũng không tự động đem người quen này sửa thành bạn trong miệng những con cháu quan lại có tiếng như tiêu phàm người quen và bạn là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau muốn thật sự trở thành bạn của tiêu đại thiếu gia cũng không đơn giản như thế không cần phiền đến chu tổng chúng tôi tự đi qua là được 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 mời tiêu đại thiếu gia mắt nhìn thấy tiêu phàm tân lâm hướng về phía phòng bao của đằng phi vân bước vào trong con người của chu đại thường hiện lên chút tinh quang sắc bén ông ta quả thật không ngờ tới người mà đằng phi vân hẹn tối nay lại chính là tiêu phàm xem ra lời nhắc nhở của con trai là đúng ả à đàn bà kia càng ngày càng có thể rằng co ngay cả con cháu của lão tiêu gia đều đích thân đến đây gặp ả à. đây nếu thật ngay cả cháu đích tôn trưởng của tiêu lão gia đều bị cuốn vào chuyện này liền nhỏ không nổi rồi tiêu tiên sinh Tiêu Phàm bước vào cửa, Đằng Phi Vân thoáng chỉ hoãn một hai giây, sau đó mới từ từ đứng dậy, mang theo ý mỉm cười tao nhã, nhẹ gật đầu với Tiêu Phàm. Không nghi ngờ gì, phong độ và khí chất của Đằng Phi Vân đều rất tốt, làm một huấn luyện viên cho nhất bang tuyệt thế mỹ nữ như Anelina, bản thân Đằng Phi Vân nhất định phải là một người tinh thông các loại lễ nghi thuộc nữ quý phụ. Một hai giây hơi chỉ hoãn này, vừa hay thể hiện ra sự nho nhã, thẹn thùng của Đằng Phi Vân chỉ có điều đối tượng thẹn thùng này khó tránh có chút gây tác dụng ngược tuyệt đối không phải người nào đều có thể bày bộ giảm thẹn thùng ấy trước mặt của tiêu phàm tiêu phàm cũng không hề cao ngạo thế nhưng vì người mà khác khi hắn lấy thân phận tiêu đại thiếu gia xuất hiện ở đây đằng phi vân tuyệt đối không phải là đối tượng để hắn giản dị dễ gần tiêu phàm khẽ gật đầu không nhanh không chậm bước tới ngồi ở vị trí đối diện với đằng phi vân đối với cánh tay đưa ra của ả à, làm như không nhìn thấy Nụ cười trên mặt của Đằng Phi Vân lập tức trở nên vô cùng cứng nhắc, thật vất vả mới đè nén được lửa giận ở trong lòng, nhàn nhã ngô y xuống, ánh mắt quét trên mặt tiêu phàm một lượt, lại dừng lại hai giây trên người tân lâm. Liên quan đến vị nữ lang trẻ tuổi thần bí bên cạnh tiêu phàm, Đằng Phi Vân từng nghe qua Anelina nhắc đến, căn cứ vào phân tích của ả, à, tân lâm hẳn là xuất thân cao thủ đại nội từ cục cảnh vệ. Nguyên lão có công trạng cực kỳ lớn như tiêu lão ra, nếu không yên tâm về an nguy của cháu Đích Tôn, muốn sắp xếp cho hắn một vệ sĩ bên người vô cùng hợp tình hợp lý, tuy rằng không hợp quy củ, song khẳng định sẽ không có người phản đối, càng không có ai đi truy cứu. Đằng Phi Vân đang đánh giá sức chiến đấu của Tân Lâm. Nếu à quyết định cho Tiêu Phàm một bài học, thế thì vị vệ sĩ bên người này của Tiêu Phàm tuyệt đối không buông tha được. Tân Lâm lạnh lùng đối mắt nhìn à. Đằng Phi Vân đang đánh giá sức chiến đấu của cô, cô cũng là đang đánh giá sức chiến đấu của Đằng Phi Vân về phần vị đại hán cường tráng như núi thịt đang đứng ở đằng sau đằng phi vân, trong mắt Tân Lâm, so với không khí cũng không có gì khác biệt. Tân Lâm sẽ không lãng phí nửa chút thời gian trên người của gã. Vị tiểu thư này, quý tính đại danh. Đằng phi vân cười cười, đột nhiên mở miệng hỏi. Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, không hề để ý. Tiêu phàm hai hàng lông mày hơi nhăn lại, nói. Đằng tiểu thư, nói chuyện chính đi. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm không có chút thiện cảm nào với đằng Phi Vân. Nếu không phải vì Anelina, Tiêu Phàm hôm nay tuyệt đối không muốn tới nơi này gặp đằng Phi Vân. Khuôn mặt xinh đẹp của đằng Phi Vân xa sầm xuống, ả à, thật sự là rất tức giận. Đám con ông cháu nhà hào môn này thật sự bị gia thế nhà họ làm hư rồi, cho rằng trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tạo nên uy hát yêu ta ép cho bọn họ. Đằng Phi Vân đưa ly cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, tấm lưng mềm mại rất thẳng, mắt nhìn Tiêu Phàm, có chút lạnh lùng nói. Tiêu tiên sinh, có tình huống có lẽ anh không hiểu, Anelina là người của chúng tôi. Ta biết, ngữ khí của tiêu phàm cũng rất lạnh nhạt, hắn sở dĩ đồng ý đến hội sở hoa nhài gặp đằng Phi Vân, tuyệt đối không phải là muốn hiểu thêm tin tức gì từ miệng của ả, à, càng không phải là muốn dò xét ả à và những điều cơ mật của ả à ở cái tổ chức kia. Đằng Phi Vân hiển nhiên xem hắn giống như con cháu hào môn bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực không có mấy người biết hắn là trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn. Giống như truyền thừa huyền học của vô cực môn, người nghe nói qua vốn dĩ rất ít. Tiêu phàm không cho rằng một người đến từ tổ chức xã hội đen nước ngoài có thể hiểu được tướng thuật bói toán và thuật pháp phong thủy như thế. Mục đích hôm nay hắn đến gặp Đằng Phi Vân, Đằng Phi Vân vĩnh viễn đều đoán không ra. Giống như ra cắt ánh huy, làm thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao tiêu phàm đối với hành tung của anh ta lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Rất nhiều tuyệt kỹ truyền thừa từ vô cực môn vĩnh viễn không phải người ngoài có thể hiểu được. Anh biết ư, khóe miệng đằng phi vân khẽ nhếch lên, mang theo ý châm chọc rất rõ ràng. Tiêu tiên sinh, anh không biết, tôi chỉ là muốn nói cho anh, giữa chúng ta tốt nhất không nên xảy ra tình huống không vui vẻ gì, bằng không tiêu tiên sinh sẽ rất phiền toái. Ánh mắt tiêu phàm khẽ hít lại. Cô đang uy hát yêu ta ép tôi. Đúng. Đằng Phi Vân rõ ràng đáp. Tiêu tiên sinh, tôi biết anh là con cháu dòng dõi của tiêu gia. Có lẽ anh cho rằng, ở Trung Quốc, vĩnh viễn đều chỉ có anh mới có thể uy hát yêu ta ép người khác, không ai có thể uy hát yêu ta ép lại anh. Thế nhưng, anh nhầm rồi, có những lời rèm pha một khi đã truyền ra ngoài, cho dù là tiêu gia cũng rất khó có thể chịu đựng. Vậy nên, cách tốt nhất, chính là đôi bên chúng ta hợp tác vui vẻ, đó mới là sách lược để hai bên đều thắng. Tiêu Phàm liền mỉm cười. Nụ cười rất nhạt, thế nhưng so với đằng Phi Vân, ý châm chọc còn rõ ràng hơn. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều có người đầu óc không tỉnh táo. chương 178, đừng hối hận. Đăng Tiểu Thư, tôi sở dĩ hôm nay đến đây, là muốn nói rõ với cô ba việc. Thứ nhất, thuyền buôn lậu của các người sẽ bị giữ lại, toàn bộ hàng hóa đều bị tịch thu, thuyền viên đều bị xử theo pháp luật, sẽ không nhận được bất kỳ sự khoan dung nào. Thứ hai, Anelina từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với các người. Thứ ba, các người nhất định phải kiềm chế, cam đoan từ nay về sau đừng có chọc giận tôi. Không cần biết cô là ai, cũng không cần biết các người là ai, tôi hy vọng ba việc này, các người có thể nghe cho rõ ràng, minh bạch. Bằng không, các người nhất định sẽ hối hận." Tiêu Phàm chậm rãi nói, từng chữ đều nói rất rõ ràng đôi lông mày của đằng phi vân mãnh liệt dương lên, khắp mặt đều là thần sắc không dám tin. Hối hận, bọn ta sẽ hối hận, tiêu tiên sinh, anh nhất định nhầm rồi, người hối hận nhất định chính là anh. Tiêu phàm gật gật đầu, cái gì cũng không nói nữa, đứng dậy, xoay người rời đi. Đứng lại, đằng phi vân giận dữ đứng dậy, quát lên một tiếng. Vị đại hán cường tráng đứng sau lưng ả buồn bực hừ một tiếng, mạnh mẽ xải cước bộ, muốn ngăn cản tiêu phàm tòa núi thịt lớn này vừa động, dường như cả căn phòng bao này đều chấn động theo. Bóng người chợt lóe lên. Tân Lâm cũng có hành động rồi. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hòa lẫn tiếng xương cốt vỡ vụn. Đằng Phi Vân trợn mắt há hốc ngồm. Đại Hán khi nãy còn hung hùng hổ hổ, trong nháy mắt đã biến thành một đống bùn nhão, mềm nhũn ngã xuống đất, khắp đầu và mặt đều là máu chảy đầm đìa, cuộn lại thành một khối, còn đang không ngừng co giật nôn mửa phòng bao một mớ hỗn độn. Ngươi, Đằng Phi Vân vừa mới phun ra một chữ, bỗng nhiên cũng là một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trắng nõn của đằng Phi Vân trở nên đỏ bừng, miệng há tó, vù vù thở dốc, ngay cả lưỡi đều thè ra ngoài. Đăng Phi Vân thật sự là thân bất do so kỳ. Ở giữa cái cổ to khỏe của ả, à, nhiều hơn một bàn tay ngọc thon thon, năm ngón tay như lưỡi câu, gắt gao bóp chặt cổ, đem thân mình hơn 60 cân của ả à nhấc lên. Đằng Phi Vân ở trong giới nữ, được xem là có thân hình to lớn đẫy đà, cao hơn 1m7, Tân Lâm lại là dáng vẻ yêu kiều thướt tha, so với đằng Phi Vân còn thấp hơn vài phân, dáng người cao gầy thon thả. Thế nhưng đằng Phi Vân dưới tay của Tân Lâm, không có chút sức lực kháng cự nào. Tình hình diễn ra trước mắt này, thật đúng là gà con bắt diều hâu, quỷ dị vô cùng. Tân Lâm bóp chặt đằng Phi Vân, chừng mắt nhìn con người của ả, à, ánh mắt lạnh băng. Đằng Phi Vân chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí tụ giữa ngực và bụng dâng lên, sắc mặt vốn dĩ đỏ bừng trong nháy mắt lại chuyển thành tái nhợt, thiếu chút nữa liền tè ra quần. Từ đầu đến cuối, Tân Lâm không hề nói câu nào. Thế nhưng Đằng Phi Vân tin tưởng nếu ả còn dám vô lễ, kết quả của ả ta tuyệt đối còn thảm hại hơn Đại Hán kia. Vừa rồi Tân Lâm ra tay nhanh như chớp, Đằng Phi Vân gần như không nhìn thấy rõ ràng, sức chiến đấu kinh người như Delphi si liền trở thành một đống bùn phỏng trừng xương cốt khắp người ít nhất bị gãy thành bảy tám đoạn. Một tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều như vậy ra tay, không có nửa điểm lưu tình. Tân Nhi, tiêu phàm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô nhớ cho kỹ, không tự biết người biết ta, thông thường đều là bị chết nhanh nhất đấy. Tân Lâm lạnh lùng nói, buông nhẹ tay, đằng phi vân liền nặng nề ngã xuống ghế sofa, thiếu chút nữa đạp phải một chân của chiếc bàn trà bên cạnh, cả người không nhịn được phát run, thân hình đẩy đà như sóng vỗ rung động không ngừng. Tân Lâm lập tức ở phía sau tiêu phàm, cùng đi ra cửa. Vì sao không ở trong này xử lý ả ta? Tân Lâm nhàn nhạt hỏi một câu. Tiêu phàm lắc đầu, thấp giọng nói. Ả à không phải là người quyết định cuối cùng, chọc giận ả, à, để bọn họ đem tất cả thực lực phơi ra. Tân Lâm gật gật đầu. Giống như lời tiêu phàm vừa nói, không cần biết đằng phi vân là ai, cũng không cần biết đứng sau lưng ả à ta là người nào, trong mắt tiêu phàm đều không quan trọng hắn không muốn lãng phí quá nhiều sức lực cho chuyện này đằng phi vân mặc dù không phải là người quyết định cuối cùng cũng được tính là một nhân vật quan trọng tiêu phàm hy vọng có thể trong một lần giải quyết hết vấn đề ở thủ đô bắc kinh ở quốc thổ trung hoa đằng phi vân bọn họ bất kể có bao nhiêu năng lực ở trước mặt tiêu phàm thật đúng là chưa đủ để nhìn cho đến khi tiêu phàm và tân lâm đã rời đi hoàn toàn được một lúc đằng phi vân mới hồi phục lại tinh thần tay run run, móc điện thoại từ chiếc bóp đem theo người, chuẩn bị quay số. Bỗng nhiên cửa phòng bao nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chu Đại Thường vẫn là một thân quần áo đầu bếp chậm rãi đi vào. Đăng tiểu thư, chờ một chút. Chu Đại Thường chậm rãi nói, khuôn mặt tròn trịa giống như Phật Di Lặc kia, không nhìn thấy vẻ mặt chất phác tươi cười thường ngày, hiện ra vẻ vô cùng trầm tĩnh. Cút! Đăng Phi Vân trong nháy mắt bùng phát, hướng về phía Chu Đại Thường thét lên một tiếng chói tai. Chu Đại Thường không cút, chỉ dừng dưng nhìn ả, cút ra ngoài. Đằng Phi vân lại một lần nữa thét lên, kích động. Nhiều năm như vậy, ả vẫn chưa từng mất mặt như hôm nay, bị một tiểu cô nương bóp chặt cổ, dạy dỗ trước mặt, còn không có chút sức trở tay. Hiện tại, ngay cả một lão béo chết tiệt chẳng hiểu tại sao, một đầu bếp nho nhỏ đều dám ở trước mặt bản thân mình không mặn không nhạt cười chế giễu. Quả thật buồn cười. Ông có cút hay không? Còn không cút ta cho hội sở của ông mở cửa không nổi nữa. Chu Đại Thường lắc đầu, chậm rãi bước qua, khẽ vươn tay ra, đằng Phi Vân chỉ cảm thấy mắt hoa lên, điện thoại vốn dĩ đang nắm trong tay, trong chớp mắt đã ở trong bàn tay to lớn của Chu Đại Thường. Đằng Phi Vân lại thêm một lần nữa ngơ ngác. À không phải là thiên kim tiểu thư tay chói gà không chặt, thân thể đẫy đà, một chút cũng không ảnh hưởng đến thân thủ của à. Có thể được ủy thác trọng trách, huấn luyện viên trưởng, đại tỷ tuyệt đối không phải hạng người hơi hợt, đại hán cường tráng như Đeo cũng chưa chắc đã là đối thủ của ả. À. Thế nhưng hôm nay trong cái phòng bao bé nhỏ này, đại tỷ đột nhiên biến thành một búp bê vải, chỉ có thể mặc cho bất kỳ người nào định đoạt. Ở trước mặt Tân Lâm, ả à không có một chút sức lực trở tay, ở trước mặt Chu Đại Thường béo ục ịch, ả à rõ ràng vẫn là không có chút sức chống trả. Cái thế giới này làm sao vậy? Chu Đại Thường đem chiếc điện thoại tinh xảo của ả à chậm rãi đặt ở đầu bên kia của chiếc bàn trà, cứ như vậy đứng trước mặt, trên cao vọng xuống nhìn à, rất nghiêm túc nói. Đăng tiểu thư, làm ông chủ của hội sở Hoa Nhài, tôi hoan nghênh các quý vị đến nơi này của tôi làm khách. Thế nhưng, tôi không hoan nghênh khách có lòng giả dạ khó lường. Bất luận các người có mưu đồ gì, cũng bất luận các người có thế lực lớn như thế nào, tôi chỉ hy vọng, từ nay về sau, các người đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi. Tôi là người buôn bán, tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, kiếm tiền của tôi, hưởng thụ cuộc sống của tôi tôi không muốn loại cuộc sống này bị người khác làm đảo lột, một chút cũng không muốn, cô có hiểu không? Đăng Phi Vân dần dần chấn định lại, ngồi thẳng người, lạnh lùng nhìn Chu Đại Thường, đưa tay vuốt lại mớ tóc rối loạn của mình, cười lạnh nói. Ông chủ Chu, thật nhìn không ra, ông cũng là chân nhân bất lộ tướng. Trong thành tứ cửu này thật đúng là ngọa hổ càng long. Thế nhưng, ông biết tôi là người thế nào không? Những lời này của ông hôm nay có nghĩ đến hậu quả không? Chu đại thường cười nhạt một tiếng, hai bàn tay mập mạp nắm lại các ngón tay đan vào nhau, vặn vẹo vài cái nói: "Đăng tiểu thư, cô tự tin quá mức rồi, tôi biết cô không đơn giản, biết các người cũng không đơn giản. Tôi không có ý định đi phỏng đoán thân phận của cô, càng không muốn dây vào trong chuyện của các người. Nhưng mong Đăng tiểu thư nhớ cho kỹ, người không đơn giản, không chỉ có một mình cô. Tôi trước nay chưa từng coi thường bất cứ người nào, tôi chỉ mong cô" đừng có kéo theo tôi và hội sở của tôi liên lụy vào đương nhiên nếu như đằng tiểu thư kiên chỉ phải làm như vậy tôi cũng không thể ngăn cản thế thì mong đằng tiểu thư và người đứng sau cô chuẩn bị tâm lý thật tốt nhiều thêm một kẻ thù cũng không chắc là chuyện tốt đôi mắt đằng phi vân chợt nhíu lại chu đại thường này không chỉ thân thủ nhìn thong dong điềm tĩnh tư thế không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh chỉ sợ lai lịch lại càng không đơn giản đây là điệu bộ của bang phái giang hồ điển hình mười phần lo lắng. Đăng tiểu thư xin mời, vị huynh đệ này, tôi sẽ gọi người đưa anh ta đến bệnh viện. Không chờ đằng phi vân nói thêm gì nữa, chu đại thường lập tức quyết định cho ả giọng điệu vô cùng cương quyết, không có nghi ngờ. Đăng phi vân không do dự thêm nữa, đứng dậy, cầm lấy điện thoại bước nhanh ra cửa, đối với vị đại hán lực lưỡng đang nằm run rẩy co giật không ngừng trên mặt đất đều không liếc mắt nhìn một chút. Chu Đại Thường nhìn thấy bóng lưng bước đi vội vàng của Đằng Phi Vân, không nhịn được lắc đầu. Người đàn bà này, quá coi trọng bản thân rồi. Chu đại thường cảm thán cũng không duy trì bao lâu, mắt nhìn thấy, đống thịt, lớn như vậy đang co giật không ngừng dưới chân, cho dù là đầu bếp cấp một nổi tiếng, cũng có chút nổi da gà. Rất nhanh, đại hán cường tráng liền được khiêng ra ngoài. Huy động bảy tám thanh niên khỏe mạnh, gộp hai bộ cáng cấp cứu lại làm một, mới xem như có thể đem đống thịt mềm này chuyển đi. Chu đại thường rời phòng bao, đi đến phòng làm việc của mình, ông là ông chủ của hoa nhài, không thể từng giây từng phút đều coi mình thật sự trở thành đầu bếp. Ông chủ có chức trách của ông chủ. Chu Tổng, quẹo qua cửa bán nguyệt, Chu Đại Thường đột nhiên ngừng cước bộ, đôi mắt nhỏ đang híp lại bỗng dưng trợn tròn. Bên bồn hoa cách đó không xa, tiêu phàm chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như đang thưởng thức cả vườn ánh trăng. Tiêu đại thiếu, chu đại thường cười khổ một chút, chấm rãi bước lên phía trước. Xem ra, phiền toái cuối cùng vẫn phải đến. Tiêu Phàm chậm rãi xoay người, đối diện Chu đại thường, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Chu tổng, có một chuyện, muốn mong ông giúp đỡ." Đại thiếu gia khách khí rồi. Chu đại thường lập tức đáp, ánh mắt đảo qua trên người Tân Lâm đang đứng cạnh Tiêu Phàm. Ông ta mặc dù không tận mắt nhìn thấy Tân Lâm làm thế nào đánh ngã đại hán cường tráng kia, thế nhưng ông nghe thấy âm thanh. Quá trình vô cùng ngắn gọn, từ đầu đến cuối, chỉ nghe tiếng kêu rên của đại hán lực lưỡng đó, không hề nghe thấy âm thanh trả đòn. Vị, nha hoàn tùy thân, này của tiêu đại thiếu, nhìn qua yêu kiều mềm mại, thân thủ có phần quá dũng mãnh rồi. Tiêu phàm nói, chu tổng, tôi muốn có một phần tài liệu. chu đại thường nghiêm túc nhìn tiêu phàm, thấp giọng hỏi. Tài liệu gì? Tôi cần biết khi đằng phi vân đến hội sở hoa nhài tiêu tiền, thẻ liên kết phụ của cô ta là thẻ hội viên của người nào chu đại thường sắc mặt hơi biến đổi trần trừ nói tiêu nhất thiếu cái này e rằng có chút không thích hợp người có tấm thẻ hội viên liên kết với thẻ của đằng phi vân cũng không phải là nhân vật bình thường trong đó lai lịch của một người khác thậm chí không hề kém tiêu phàm tiêu phàm nhẹ nhàng cười nói chu tổng thích hợp đấy ông đưa tư liệu giao cho tôi những việc khác để tôi đi xử lý chu đại thường sắc mặt lại biến đổi ý của tiêu phàm trong lời nói này ông làm sao nghe không hiểu chứ ông không đưa tài liệu cho tôi vậy những người khác quay về tìm ông thế nhưng đến lúc đó chỉ sợ không giống như đêm nay trao đổi riêng thế này có lẽ là mời uống trà được hai vị mời đi theo ta chu đại thường cũng là người cực kỳ quyết đoán suy nghĩ trong chốc lát liền đưa ra quyết định ừm tiêu phàm khẽ xoa cằm dường như quyết định này của chu đại thường sớm đã nằm trong dự liệu của hắn giao thiệp với người thông minh, thông thường đều tương đối thoải mái vui vẻ. Sau này một thời gian, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đứt đoạn, cũng nói trước với mọi người, mong mọi người lượng thứ. chương 179, ra tay trước chiếm lợi thế. Một chiếc Toyota mui trần dừng trước bãi đỗ xe của quán trà đạo thất tinh, Tiểu Quế Tử và Vũ Thành từ trên xe nhảy xuống, hai người đều cực kỳ hào hứng, đi về phía lầu hai quán trà đạo. Tiểu Quế Tử không thể không hưng phấn, đây là lần đầu tiên Tiêu Đại ca chủ động gọi điện thoại hẹn cậu và Giang Vũ Thành uống trà. Lần trước ở hội sở Hoa Nhài không tính, lần đó Tiêu Phàm hẹn là ông già Quế Thanh Thu nhà cậu, tiểu Quế Tử chỉ là cái loa mà thôi. Xem ra bản thân mình trong việc xử lý chuyện của Anelina, hợp với tâm ý của Đại ca. Tiểu Quế Tử cũng không muốn nịnh bợ Đại ca, quan trọng là sự quan tâm của Đại ca với các anh em, làm huynh đệ có thể giúp cho Đại ca một chút chuyện nhỏ, quả thực là vinh hạnh lớn lao. Về phần bảo cậu gọi Giang Vũ Thành, hiển nhiên là đại ca sợ cậu một mình quá câu nệ, không tự nhiên. Tâm tư đó của đại ca, thật tinh tế. Hơn nữa, Vũ Thành cũng là huynh đệ nhà mình, cũng muốn có liên lạc tình cảm nhiều hơn. Từ khi tiêu nhị ca đi nông thôn, anh em trong phe phái nhỏ này đều rất lâu chưa tụ tập, đám người tiểu quế tử tạm thời thật đúng là chưa thể nào làm quen. Trà đạo thất tinh, tiểu quế tử và Giang Vũ Thành là lần đầu tiên đến đây. Bọn họ không thích đến nơi như thế này uống trà. Một đám anh em của Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành đều là tầm 20 tuổi, đang là lứa tuổi ham ăn ham chơi, ai muốn đến cái nơi đạo quan Phật tự gì uống trà. Đó là việc mà dạng cao nhân ẩn sĩ như Tiêu Đại Ca mới làm. Phục vụ quán trà đạo rất ân cần, dẫn hai vị công tử lên trên lầu. Nhân viên phục vụ quán trà đạo khiến Tiểu Quế Tử mở rộng tầm mắt, cư nhiên lại là mỹ nữ, hơn nữa ăn mặc theo phong thái của đạo cô đây là một điểm sáng. Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành nhìn nhau cười, cười đến nỗi có chút ám muội. Không thể tưởng tượng được đây còn là một nơi tốt. Trà ngon hay không mặc kệ, nếu như có thể ngắm một tiểu đạo cô quyến rũ, hương vị hẳn là rất không tệ. Tiêu phàm ở phòng bao trên lầu 2, chậm rãi thưởng thức trà, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như có tâm sự gì. Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành đang hưng phấn giạt rào tiến vào cửa đều bị dọa giật nảy mình, vẻ mặt hưng phấn lập tức liền phai nhạt. Trong nháy mắt liền trở nên thấp thỏm bất an. Đại ca, tiểu quế tử Giang Vũ Thành thấp giọng chào hỏi, đều không dám ngồi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói: "Đến rồi à, đều ngồi xuống đi, cùng nhau uống trà." Hai người liên tục gật đầu, cẩn thận ngồi xuống đối diện Tiêu Phàm, lại liếc mắt nhìn nhau. Đạo cô xinh đẹp đặt chén trà nhỏ trước mặt hai người xong, lại bưng ấm trà lên, châm đầy một ly nước trà vàng óng nhìn thấy tiêu phàm không có phân phó gì khác, gión rén lui ra ngoài. Tiêu phàm bưng chén trà lên, biểu thị ý một chút. Tiểu quế tử và Giang Vũ Thành vội vàng nâng chén trà lên, uống một ngụm. Tiểu quế tử, Anelina rời khỏi tứ cục khi nào? Tiêu phàm đặt chén trà xuống, nhàn nhạt hỏi. Hả? Tiểu quế tử hơi ngây người. Đại ca, không phải anh đi đón cô ấy sao? Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không phải, cậu nói xem, chuyện là như thế nào tiểu quế tử tuy rằng trẻ tuổi đầu óc xoay chuyển không chậm lập tức ý thức được tình huống không đúng vội vàng nói đại ca không phải buổi sáng anh gọi điện cho em bảo em báo cho tứ cục bên đó đem thả anelina em cứ nghĩ anh sẽ đích thân đi đón cô ấy buổi sáng tôi gọi điện cho cậu tiêu phàm hỏi ngược lại mồ hôi trên trán tiểu quế tử liền dịn ra hơi lắp bắp nói đúng thế đại ca em Em nghe tiếng nói đó là anh, lẽ nào, lẽ nào cuộc điện thoại này không phải anh gọi? Thế nhưng đó là số điện thoại của anh, em đã lưu rồi. Nói xong, Tiểu Quế Tử liền lập cập móc điện thoại ra, đưa đến trước mặt Tiêu Phàm, trên đó rõ ràng hiển hiện ra, buổi sáng 10 giờ 30, cuộc điện thoại đã nghe, tên là Đại ca. Tiêu Phàm liền hiểu ra. Tiểu Quế Tử, mắc lừa rồi, cuộc điện thoại này không phải là tôi gọi, có người dở trò. Hả? tiểu quế tử giật nảy người. Cậu cũng biết, bây giờ có những phần mềm máy tính có thể trộm số. Thế nhưng cậu thật không ngờ, còn có người dám giả mạo đại ca gọi điện thoại cho cậu. Đại ca là thân phận gì? Không nói đến tấm biển lớn của lão Tiêu gia, chỉ cần một tiểu quế tử cậu, cũng không phải là bất kỳ người nào đều dám lừa gạt. Cần phải biết Quế Thanh Thu nhà cậu hiện giờ chính thức là cục trưởng Tam cục, trong tay nắm đại quyền. Ai to gan như vậy, đại ca, bọn chúng muốn làm gì? Tiểu quế tử suốt ruột. Vậy Anelina hiện giờ ở đâu? Tiểu quế tử con người thông minh, lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Có người giả danh đại ca gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu báo cho bên tứ cục thả người, không hề nghi ngờ gì nữa, chính là nhằm vào Anelina. Nói cách khác, Anelina hiện giờ đang rơi vào tay người khác. Đây mới chính là phiền toái lớn thật sự. Tiểu quế tử biết sức nặng của cô gái Nga ra chẳng ấy trong tâm trí của đại ca. Cô nương ngoại quốc dịu dàng kiều mỹ như thế người đàn ông nào lại không xem như bảo bối đây? Đột nhiên bị người khác cướp đi, trong lòng đại ca lo Âu phẫn nộ, không cần nghĩ cũng biết rồi. Tiêu Phàm hai hàng lông mày nhíu lại. Hành động của Đằng Phi Vân bọn họ quá nhanh, điểm này cũng làm Tiêu Phàm có chút không ngờ. Tiêu Phàm tinh thông thuật bói toán, thế nhưng thuật bói toán cũng có giới hạn của nó, không phải đoán trước tương lai. Thông tin mà bói toán lấy được, thông thường đều khá mơ hồ chỉ có thể chỉ điểm phương hướng đại khái. Từ xưa đến nay, trình độ cao thấp của thuật sư bói toán do hai phương diện quyết định. Thứ nhất là phương pháp bói toán, thứ hai là cách lý giải quẻ bói. Điểm thứ hai so với điểm thứ nhất quan trọng hơn, phương pháp bói toán, tương đối mà nói khá đơn giản, chỉ cần hiểu được thuật bói toán, rất nhiều người đều có thể thi triển ra. Thật sự để phân biệt trình độ cao thấp của thuật sư là ở cách lý giải quẻ bói có đúng hay không. Cùng một quẻ bói, do thuật sư trình độ không giống nhau lý giải suy diễn kết quả thường khác nhau một trời một vực thậm chí nam viên bắc triệt thế nhưng thuật sĩ bói toán có cao minh đến đâu cũng không thể hoàn toàn suy diễn tình huống chuẩn xác sẽ xảy ra một cách rõ ràng thật sự như thế vậy thì không phải là bói toán mà là yêu thuật hoặc là ảo tưởng chuyện này của anelina tiêu phàm bói qua quả thật không êm ả nhưng mà đối phương sẽ dùng loại thủ đoạn nào để đối phó với anelina và chính hắn Tiêu Phàm cũng không thể biết được chính xác. Quẻ tượng rất mơ hồ, hơn nữa hiển hiện ra tương lai là một biến số không thể biết được. Nói cách khác, vận mệnh của Anelina sẽ vì phương thức ứng phó không giống nhau mà xảy ra thay đổi không thể xác định. Kinh dịch tinh túy ở chữ biến. Biến tắc thông. Tinh túy của thuật bói toán của vô cực môn cũng là biến. Vạn vật thế gian cùng sinh cùng thở, biến mới là chân lý vĩnh hằng. Từ trên ý nghĩa nào đó cái này với hiệu ứng con bươm bướm là một đạo lý học thuật phương tây phương đông có phần hơi giống nhau ps hiệu ứng con bươm bướm hiệu ứng thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó đại ca vậy bây giờ làm thế nào có cần em lập tức đi truy ra nguồn gốc cú điện thoại kia không tiểu quế tử gấp gáp hỏi mồ hôi đổ đầy đầu có lòng tốt lại làm hư chuyện một lòng chỉ muốn dốc sức cho đại ca không ngờ bị kẻ xấu lợi dụng bản thân tiểu quế tử đã ở phòng chính trị pháp luật công tác, mặc dù cậu làm việc cũng là la cả phất phơ, thế nhưng thân phận địa vị đó lại không phải là giả, khả năng của hệ thống chính pháp ở thủ đô Bắc Kinh tuyệt đối không nhỏ. Người khác nếu muốn truy ra số điện thoại rất khó, đối với tiểu quế tử mà nói, cũng không tính là chuyện khó. Tiêu phàm khoát tay áo, mỉm cười nói. Cũng không cần gấp, mục tiêu của bọn họ không phải là Anelina, chỉ là muốn thông qua Anelina cùng tôi có kè mặc cả thôi. Anelina tạm thời là an toàn. Đại ca, nói thì nói như vậy, thế nhưng chúng ta cũng cần nhiều hơn một tay chuẩn bị. Em thấy để tiểu quế tử đi cha đi. Giang Vũ Thành từ đầu đến cuối giữ im lặng liền nói xen vào. Đại ca đương nhiên rất giỏi, thế nhưng chuyện như thế này, nếu có thể điều động cơ quan có năng lực truy ra, nghĩ đến sẽ tốt hơn nhiều so với cá nhân đi điều tra. Tiêu Phàm cũng là biết lắng nghe, gật gật đầu, nói. Cũng được, tiểu quế tử, cậu bảo người đi kiểm tra trước một chút yes sir tiểu quế tử liên tục đồng ý móc điện thoại ra liền bắt đầu gọi điện thoại trước mặt đại ca tiểu quế tử giống như một cậu nhóc vừa xoay người gọi điện thoại ngữ khí lập tức thay đổi mang theo ba phần thận trọng ba phần kiêu ngạo trên cao đây cũng là tác phong tiêu chuẩn của đa số con cháu quan lại ở cùng với người như thế nào liền nói lời đó đại ca đừng lo lắng giang vũ thành lo lắng hỏi han Tính cách của cậu ta và tiểu Quế Tử không giống nhau, nói không nhiều, lại cực kỳ nghĩa khí, là tính cách có thể vì bạn bè không tiếc cả mạng sống. Tư duy logic của cậu cũng rất đơn giản, Anelina mặc dù là người nước ngoài, thế nhưng cô là người phụ nữ của đại ca, chính là chị dâu của anh em. Thân phận của người chị dâu này, không cần quốc gia thừa nhận, mọi người cho rằng phải, vậy chính là phải rồi. Chị dâu xảy ra chuyện, có thể không quan tâm sao? Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tạm thời không gấp gáp, đoán chừng sẽ đưa ra điều kiện với tôi. Giang Vũ Thành liền gật đầu, hơi thở phào một cái. Chỉ cần chịu ra điều kiện là được. Trên mảnh đất này, bọn họ xem là giai tầng có năng lượng nhất, nếu điều kiện không thái quá, đều không khó thực hiện. Chỉ chốc lát, tiểu quế từ cúp điện thoại đi đến, thấp giọng nói. Đại ca, bọn họ đang tra rồi, thế nhưng chuyện này, khó khăn kỹ thuật không nhỏ, Khả năng tạm thời chưa có kết quả xác thực. Ừm, không cần vội, cứ tra trước, cũng có lúc cần dùng đến. Tiểu Quế tử rất hổ thẹn, cúi đầu nói: "Đại ca, xin lỗi anh, đều trách em, thật không cẩn thận rồi, làm hỏng việc rồi." Tiêu Phàm cười cười, nói: "Tiểu Quế tử, chớ tự trách, chuyện này ai cũng không ngờ tới. Chỉ cần con thuyền kia còn ở đó, bọn họ sẽ không làm gì Anelina đâu." Đúng đúng đúng, con thuyền kia quan trọng xem chừng bọn họ là nhầm vào con thuyền kia đấy. Tiểu Quế Tử liên tục gật đầu, lại hưng phấn lên. Trọng tải của con thuyền buôn lậu kia không phải là nhỏ, không cần nói đến hàng hóa trên thuyền, riêng bản thân chiếc thuyền cũng đã đáng giá rất nhiều tiền rồi, huống hồ trên thuyền cũng có không ít thuyền viên. Có đôi khi, thuyền viên thuần thục và thuyền trưởng có kinh nghiệm phong phú, thậm chí còn quý giá hơn thuyền. Nắm trong tay lợi thế lớn như vậy, sự việc chưa đến bước sơn cùng thủy tận, còn có thể đàm phán đại ca chỉ cần anelina không sao thuyền em có biện pháp tiêu phàm khẽ lắc đầu nói tiểu quế tử không vội mấu chốt là cậu phải xem chặt chiếc thuyền đừng để cho người khác thả đi năng lực của đám người kia không nhỏ người quen biết cũng nhiều phải cẩn thận một chút tiểu quế tử dùng mình lập tức liền hiểu ra vội vàng nói vâng đại ca em biết rồi em sẽ cẩn thận tiêu phàm đang muốn mở miệng di động chợt rung lên xin chào. Tiêu phạm ấn nút nghe, chỉ nghe hai câu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai hàng lông mày trao lại. chương 180, Anelina xảy ra chuyện rồi cứu tôi. Trong điện thoại truyền đến tiếng gào thét hoảng sợ vô cùng của Anelina. Tiêu tiên sinh, anh nghe thấy chưa vây? Thanh âm tào nhã của đằng phi vân vang lên, có thể nghe ra được đã có sự tu sửa câu từ, mang theo khoái ý không nói ra được. Hai hàng lông mày tiêu phạm lập tức giãn ra, thản nhiên nói, đăng tiểu thư, xem ra lời tôi nói hôm qua cô không hề nhớ chút nào rồi. đúng vậy, trí nhớ tôi không tốt, tôi chỉ biết ai ở trước mặt tôi thủy tiên giả tỏi tức biết rõ nguyên nhân mà lại vờ như không biết tôi sẽ khiến kẻ đó đẹp mặt. tiêu tiên sinh, có lẽ anh cũng đoán ra được thân phận của anelina và có lẽ cô tiểu kỹ nữ kia đã tiết lộ một số thứ không nên nói. nhưng đây không phải là điều quan trọng, điều quan trọng chính là hiện tại tôi đang rất tức giận mà khi tôi tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ừ hậu quả quả thật rất nghiêm trọng tiêu phàm vẫn thản nhiên nói ba một tiếng rồi lập tức tắt điện thoại tiểu quế tử và giang vũ thành không nhịn được đều khẩn trương hết cả lên đồng loạt hỏi lão đại thế nào rồi không có gì tiêu phàm lắc đầu bưng chén trà trên mặt bàn chậm rãi uống cạn rồi đứng dậy vũ thành tiểu quế tử hai người về trước đi để việc này tôi xử lý được rồi Tiểu Quế Tử vội nói, lão đại, hay là gọi điện cho bố em nhé, để ông ấy cho người đi cùng anh. Vừa rồi Anelina thét lên sợ hãi trong điện thoại, Tiểu Quế Tử cũng nghe thấy. Lão đại nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Quế Tử lại thấy trong mắt hắn nồng đậm sát khí. Lão đại nhìn thực muốn gỡ yêu ta hết người. Đây là cảm giác của Tiểu Quế Tử. Tuy tiếp xúc với tiêu phàm không nhiều, nhưng ở bất kể loại tình huống nào, lão đại mãi luôn có cái kiểu gió nhẹ mây bay như vậy cho dù đã từng một quyền hạ gục Uông Tam kiêu ngạo tại quán ba tinh ngữ, nhưng hắn vẫn ung dung, không mang theo nửa phần sát khí. Mà bây giờ tiểu quế tử không ngờ lại có thể thấy được trong mắt lão đại có sát khí. Việc này thật quá kinh người. Bởi vậy có thể thấy được đối phương đã thực sự chọc giận tiếu phàm. Không cần, tôi không muốn dư luận xôn xao chuyện này. Nhưng, tiểu quế tử có chút sốt ruột. Đối phương nếu như dám động thổ trên đầu thái tuế, thì đương nhiên sẽ có thực lực và lai lịch hơn so với con cháu tiêu gia. Lão đại cứ đơn thương độc mã đi tới cửa như vậy, chẳng phải là chịu thiệt thòi rồi hay sao? Nếu chẳng may đụng chúng kẻ liều mạng, bất chấp tất cả liền động đao động thương thì biết làm thế nào đây? Lão đại thì tất nhiên là lợi hại rồi, chỉ lo xong quyền khó địch được bốn tay, hảo hán thì cũng không đỡ nổi nhiều người. Tiêu phàm vỗ vỗ vai tiểu quế tử, không nói lời nào rồi bước ra khỏi phòng riêng. Cánh cửa bên cạnh kêu két một tiếng, Tân Lâm và Hắc Lân đi ra ngoài không một tiếng động. Bộ lông Hắc Lân vẫn có trên 90% là màu tuyết trắng, chỉ xen lẫn chút ít màu đen, so với trước kia có gầy yếu đi vài phần, tuy nhiên nhìn qua thì vẫn rất có tinh thần. Là linh sủng bổn mạng của Tiêu Phàm, Hắc Lân cũng có chút gọi là tổn thương. Trạng thái sức chiến đấu của Hắc Lân và trình độ pháp thuật của Tiêu Phàm có quan hệ mật thiết. Pháp thuật Tiêu Phàm càng cao, càng tinh thuần, thì sức chiến đấu của Hắc Lân cũng càng mạnh. Tất nhiên đây cũng chỉ là tương đối thôi, loại năng lực chiến đấu này sẽ giảm xuống, chỉ khi gặp phải thuật sư cực kỳ mạnh mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đối với người bình thường mà nói, Hắc Lân cũng chẳng hơn con mèo yêu quái là bao. Nhìn lão đại và Tân Lâm, còn thêm cả một con mèo nữa, rời khỏi phòng trà, Tiểu Quế Tử nhìn Giang Vũ Thành một cái, mặt tràn vẻ lo lắng. Giang Vũ Thành đối với Tiêu Phàm lại cực kỳ tin tưởng nói đừng lo lão đại ắt sẽ nắm chắc được mong là vậy ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện lớn gì tiểu quế tử lẩm bẩm tiêu phàm và tân lâm leo lên chiếc xe mercedes benz tân lâm hỏi đi đâu phía tây ngoại ô đằng phi vân hiện tại đang ở tây ngoại ô còn chính xác là ở vị trí nào tây ngoại ô thì cần có chút tài năng mới suy tính được ra nhưng điều này cũng không đáng lo buổi tối hôm qua tiêu phàm còn gặp đằng phi vân ở hoa nhài hội chỉ cần còn ở thủ đô thì không nơi nào có thể che giấu được cô ta rồi. Chiếc xe Mercedes-Benz sau đó liền rất nhanh chạy ra khỏi quán trà thất tinh. Vừa mới tới đại lộ, một chiếc xe Việt dã màu đen bóng từ ven đường lao tới, két một tiếng liền chặn ngang trước đầu xe Mercedes-Benz, làm thổi tung lên một trận bụi mù. Cũng may Tân Lâm tay mắt lanh lẹ, một cước đạp chân phanh, vừa đúng lúc phanh lại chiếc Mercedes-Benz, nhưng cũng đủ để hai chiếc xe có một cái tiếp xúc thân mật loại tình hình này nếu ở thời điểm trước khi tiêu phàm bị thương thì sẽ không thể phát sinh. Chỉ cần ở cùng tiêu phàm, thì tiêu phàm chính là một dụng cụ báo nguy. Nhưng hiện tại rõ ràng không giống với lúc trước, lực thiên cơ che đậy quá mạnh. Dựa theo, huyết tương suy diễn của nhị văn thái gia, thì dương thọ của tiêu phàm sớm đã bị chém đứt rồi, tiêu phàm hiện tại chỉ là đang mượn dương thọ mà thôi. Hắn trước kia hành hiệp trượng nghĩnh, tích lũy âm đức, kỳ quỷ trời phạt khí cùng tồn tại song song trong cơ thể hắn có thể bảo vệ thọ mạch hắn không đứt. Nhưng lúc này đại kiếp hồng trần lại uy hát yêu ta ép, tiêu phàm không có cách nào đoán trước kiếp số tương quan của mình, thiên cơ hoàn toàn che đậy kín hết rồi. Ở điểm này, mấy người tiêu phàm thường lại không giống nhau. Đại kiếp hồng trần của hắn so với người thường lại phải trải qua nguy hiểm hơn rất nhiều, không thể lấy thuật pháp đoán cắt hung, nhất định phải dựa vào chính bản năng của mình mà ứng phó với nguy hiểm đây chính là hành hạ mà. Bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể giáng xuống, nhưng lại không thể biết giáng xuống lúc nào. Thật giống một bộ phim điện ảnh Hollywood, Jurassic Park, xung quanh đều là khủng long ăn thịt, mỗi con khủng long có thể nuốt trọn cái mạng nhỏ của anh, anh muốn sống nhưng không biết lúc nào bên mình sẽ có một cái miệng đầy răng nanh dính máu. Cái loại khủng bố tồn tại bất cứ lúc nào này thật đúng là dày vò con người ta sống không bằng chết. Có điều khác so với Jurassic Park, khác nhau ở chỗ là người xem đều biết diễn viên chính sẽ không thể chết, nhưng Tiêu Phàm lại ở trong hiện thực, hắn không biết được mạch thọ của mình có thể một ngày nào đó sẽ bỗng nhiên đứt đoạn. Phải thay đổi loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là càng sớm khôi phục tu vi thuật pháp càng tốt, thậm chí phải tiến cao thêm một bước nữa, mới có hy vọng khám phá thiên cơ đang bị che đậy, biết trước được tương lai của mình. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm đang bị kéo lại luyện chế, càn khôn đại hoàn đan, thất bại trong gang tắc, tương lai vận mệnh gia tộc tiêu gia tràn đầy biến cố, đại địch lại núp trong bóng tối, chậm chạp không chịu lộ diện, tiêu phàm khó có thời gian dài để rời thủ đô để tìm phương pháp trợ giúp khôi phục tu vi thuật pháp. Lực trời phạt đối với ảnh hưởng hắn tạo nên là hết sức sâu xa. Dựa theo phương pháp tu luyện bình thường, tiêu phàm ít nhất phải cần tới rất nhiều năm mới có thể khôi phục một chút tu vi thuật pháp, lần nữa tiếp cận lại luân hồi và cảnh giới viên mãn mấu chốt là ở chỗ kẻ địch và lực trời phạt không cho hắn thời gian lâu như vậy càng sẽ không cho hắn một nơi an tĩnh không bị người khác quấy dày để tu luyện đại nạn kiếp hồng trần hắn nhất định phải trải qua kẻ địch núp trong bóng tối hắn cũng nhất định phải đối mặt lúc này lai phát sinh đủ loại biến cố cũng coi như là một kiếp số trong đại kiếp hồng trần tiêu phàm nhất định phải trải qua phá giải kiếp số này mỗi lần trải qua một kiếp Tu vi thuật pháp của hắn sẽ khôi phục được một chút. Bất kể là ngày nào còn bị trời phạt, đều đã định số sẵn rồi, không thể không ngừng bị trừng phạt. Tuy nhiên hiện tại, đại kiếp nạn Hồng Trần vẫn chỉ là mới bắt đầu. Mercedes Benz dừng lại, Tiêu Phàm và Tân Lâm vẫn im lặng ngồi trong xe, thấy hai nam nữ trẻ tuổi nhảy từ xe Việt dã xuống, đi nhanh về hướng này. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm hơi nhân lại, Mặc dù không cảm nhận được chiếc xe Việt giã và hai người này có chút sát khí nào, nhưng cũng mang một chút phiền toái nho nhỏ. Dẫn đầu là cô gái tầm 20 tuổi, có lẽ tuổi thật so với bề ngoài sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Khuôn mặt trái xoan, diện mạo rất được, có điều đường cong hơi cứng, vẻ mặt khá, khóc, nhìn qua có chút lạnh. dáng người cũng rất đẹp, chiều cao khoảng 1m65 trở lên, hai quả bồ đào cao ngất căng phồng dưới áo phông trắng, theo bước của cô ta mà rung lên song sánh cuộn trào mãnh liệt. Bộ ngực đầy đặn như vậy lại có một cái eo rất mảnh, hai chân rắn chắc mà thon dài bọc trong chiếc quần jean xanh, mỗi bước đi đều rất linh hoạt. Ở trong mắt tiêu phàm, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này rõ ràng võ công không kém, dường như đã trải qua một khóa huấn luyện rất nghiêm khắc và chuyên nghiệp, thành ra loại dấu vết đó khó có thể hoàn toàn mà hủy diệt. Người con trai bên cạnh cô, cũng rất trẻ, tay vượn eo ong, thân thể khỏe mạnh, thoáng mang vẻ hơi trẻ con nhìn mắt y và chỗ y đứng thì có thể nói hai người họ là một đội, còn cô gái xinh đẹp kia là làm chủ ở đây. Tiêu trưởng phòng, xin chào, chúng tôi ở bên khu vực an ninh. Cô gái bước tới bên ghế phụ bên cạnh của chiếc Mercedes-Benz, cao giọng nói, đồng thời đưa ra thẻ công tác của mình, dán tại cửa ghế lái phụ xe để tiêu phàm nhìn thấy rõ ràng. Điều tra viên của bộ phận an ninh, giấy tờ chứng nhận thường cho đi qua loa, nhưng lần này, người đối mặt với cô là tiêu phàm, cháu trưởng đích tôn của tiêu gia, tự nhiên muốn thận trọng một chút. Là bộ an ninh quốc gia TD Upsilon yệt tính chính xác của Văn Kiệt, lại còn cái tư thế nữ cảnh sát hiên ngang này nữa, tên gọi là Trần Dương, chức vụ là điều tra viên. Cô gái xinh đẹp kiều mị thế này, lại lấy cái tên nam tính như vậy, cũng coi là khá hiếm thấy. Tiêu phàm chậm rãi hạ cửa kính xe, sắc mặt thản nhiên hỏi, Trần trưởng phòng, tìm tôi có chuyện gì không? Bình thường mà nói thì ở các bộ và ủy ban trung ương quốc gia, nếu không có chức vị cụ thể, đều có thể đến quan hàm trưởng phòng. Ở chốn quan trường lớn như vậy, hưởng thụ đãi ngộ cũng rất phổ biến. Tham gia công tác không cần tới 2 năm, đãi ngộ cấp phó phòng luôn luôn phải giải quyết. Tiêu trưởng phòng, chúng tôi đang điều tra một vụ án và anh có liên quan tới vụ án này. Chúng tôi muốn mời anh cùng trở về hỗ trợ điều tra. Trần Dương nghiêm mặt, nói từng câu từng chữ. 100% là giải quyết việc công. Tiêu Phạm thản nhiên nói, "Trần trưởng phòng, tôi biết cô nói án từ nào, nội tình vụ án này có thể tôi biết nhiều hơn cô rất nhiều. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian, mời cô cậu tránh ra, tôi có việc gấp cần làm." Chuyện này hắn ngay cả Quế Thanh Thu cũng đều không muốn kinh động, càng không có khả năng hợp tác với người của Bộ an ninh. "Rất xin lỗi, Tiêu trưởng phòng, anh nhất định phải phối hợp cùng chúng tôi. Phối hợp điều tra phá án." là nghĩa vụ của công dân, là nghĩa vụ của cán bộ quốc gia. Tiêu trưởng phòng là bậc lãnh đạo, xin hãy làm tấm gương sáng. Trần Dương vẫn ăn nói rất có trật tự, giọng điệu rất nghiêm khắc. Cũng là ánh mắt nghiêm nghị đó, cô đảo mắt liếc Tân Lâm đang nhàn rỗi, ánh mắt tràn ngập ý tò mò. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 180.